ngày hôm nay là ngày gì, các chị có thể comment lên được và chấm ngay cái comment đầu tiên để nhận quà được không nhỉ? 5 chị vào nhanh nhất sẽ nhận 5 phần quà không đồng trong Valentine ngày hôm nay ạ. Và 5 chị nào đó mà comment đúng cú pháp ngày hôm nay là ngày gì, ngày quan trọng gì các chị nha, thì sẽ được nhận quà không đồng của Sofa đầu like các chị. Và đặc biệt là các chị mình hãy chia sẻ bài viết này các chị nha, một cái like siêu hấp dẫn và siêu đặc biệt trong ngày hôm nay nha các chị. Một ngày cực kỳ đặc biệt và ý nghĩa vô cùng đối với công ty Sofa, toàn tập thể nhân viên từ đội ngũ từ trên xuống dưới các chị ạ, bao trùm cả công ty là một gọi là một tinh thần gọi là rất là gọi là hào hứng trong cái ngày này. Các chị có biết là ngày gì không? Các chị để chấm comment là cho đội like có thể nhìn thấy, cũng như là tặng quà các chị vào nhanh nhất là đầu like được không các chị ơi? Em Thảo và anh Điền xin chào tất cả các chị mình, cũng như là đội like xin chào tất cả các chị nhà mình các chị nhá. Em nghĩ là gala này các chị ơi không nên bỏ lỡ, vì tất cả các mẫu mới mà siêu hấp dẫn và những cái mẫu mà siêu hấp dẫn á được dồn hết vào trong gala ngày hôm nay rồi các chị ơi. Cho nên các chị nào mình có coi like vào ngày hôm nay, các chị nhà mình hãy nhớ chia sẻ tag người bạn nào, điều đặc biệt là chị nào mà là khách hàng quen của Sofa và các chị mình biết ngày hôm nay là ngày gì, hãy comment lên đây giúp em để mình nhận 5 phần quà không đồng của Sofa ngày hôm nay các chị nhá. Các chị ơi, và đấy các chị ơi, em xin chào tất cả các chị nhà mình đang coi live vào khung giờ sáng ngày hôm nay các chị nhá. Nếu các chị nhà mình biết ngày hôm nay là ngày gì, hãy comment lên đây nhưng mà chia sẻ giúp em nữa nha các chị nhá. Rồi các chị ơi, mình vào mình chia sẻ lên trang cá nhân hội nhóm ở chế độ công khai các nhá. Các chị mình biết là ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt đối với Sofa rồi đúng không? Bọn em cũng gọi là kim cớ để tặng quà cho em mình nhá. 5 phần quà đầu like không đồng sẽ dành đến cho những chị nào mà comment nhanh tay nhất và có chia sẻ các nhá. Và phần mềm Sofa sẽ kiểm tra và sẽ tặng ngẫu nhiên cho 5 chị nhanh tay nhất các chị nhá. Và các chị ơi, và hãy chờ đón cái gala ngày hôm nay, đầu like này em Điền, em Thả cũng như đội like sẽ lên tặng quà thật nhiều cho chị em mình các nhá. Chính vì vậy em lý do là lên sớm. Sau đấy chị thì sẽ vào và sale những hàng mới, xem những giá kỷ niệm, những sản phẩm đẹp, những sản phẩm chất gọi là nó quá là chất đặc biệt cho các làng ngày nay để các chị săn sale nhá. Còn đầu like này thì cũng một chương trình không bao giờ thiếu trong tất cả những gala chim của Sofa. Trong vòng là 2 năm nay Sofa bắt đầu bên em là gọi là thành lập là 8 năm rồi, nhưng mà bắt đầu và chuyển mình qua bán online thì trong thời gian gọi là đại dịch khó khăn bên em chuyển mình qua bán online và tới thời điểm này là cũng gọi là hơn 2 năm được mấy ngày ấy. Thì bên em ngày hôm nay thì trong tất cả các gala của Sofa đều có chương trình là quà tặng hết, nhưng ngày hôm nay một gala cực kỳ đặc biệt sẽ có quà rất là nhiều, gọi là gấp đôi gấp ba ngày thường đúng không em? Thì thấy là mọi người đến là chuẩn bị quà rất là nhiều đấy. Sáng sớm rồi, từ 8 giờ sớm, từ 8 giờ sáng các chị nha. Các chị ơi, nhiều quà lắm, này là em chuẩn bị mấy thùng hàng quà mà nó là mấy trăm phần quà trong gala ngày hôm nay đấy các chị. Nên là các chị mình hãy vào mình chấm tắt và chia sẻ nha. Thì em đã thấy có rất là nhiều chị mình comment đúng cú pháp rồi. Thì bây giờ em dành ra 5 chị có chia sẻ bài viết này và comment đúng cú pháp, chị Linh ơi, hãy công bố kết quả giúp em và cái cú pháp của chị nhà mình đặt ra nha chị nha. Dạ rồi, em công bố 5 chị nha chị nha. Dạ đầu tiên em xin chúc mừng chị cái nick Facebook là chị Lê Thị Lệ Nghĩa. Đây, chị thứ hai là chị Huỳnh Anh Thư ạ. Giờ chị Linh để công bố quà của chị luôn này. Quà là của chị là một cái đôi giày Sana Nam kháng nước. Đây. Không đồng luôn các chị nhá. Đúng rồi, quà là quà luôn. Không đồng mà sáng ngày hôm nay quà không đồng nha các chị. Dạ rồi, tiếp theo em xin chúc mừng chị cái nick Facebook là chị Huỳnh Anh Thư ạ. Chị Huỳnh Anh Thư thì tiếp theo nhận được một cái đôi dép của Sofa. Rồi dép nữ ạ. Huỳnh Anh Thư ạ. Dạ rồi, tiếp theo em xin chúc mừng chị có nick Facebook đó là chị Võ Nhật ạ. Rồi chị tiếp theo nữa, ô xuất sắc quá chị ơi, chúc mừng chị Võ Nhật nhận được một cái đôi giày nam da bò cao cấp, size này là size 38 nha, 1.150.000 đồng, chị nhận được với giá trị là 0 đồng nha. Rồi em xin chúc mừng chị tiếp theo đó chị Trâm Phạm ạ. Rồi chị thứ tư là chị có nick Facebook là chị Trâm Phạm, là chị thứ may mắn thứ tư trong gala ngày hôm nay nhá. Và sau 5 phần quà không đồng này là bây giờ sẽ vào chương trình gọi là tặng rất nhiều những phần quà cực kỳ đặc biệt trong gala ngày hôm nay nhá. Dành đến từ 2 cho tới 30 phút để tặng quà cho chị em mình đấy các nhá. Và các chị ơi, cái gala này bây giờ sẽ diễn ra từ mấy giờ sáng các thằng nhỉ? Dạ từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Các chị ơi, vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa nên là tối ngày hôm nay bên em sẽ offline để toàn thể công ty tổ chức sinh nhật đấy các chị ơi. Cho nên là ngày hôm nay là bên em sẽ không có gala tối mà chỉ diễn ra đúng một gala live nhất vào cái khung giờ này. Cho nên chị nào mình coi live của Sofa để xác được những cái mẫu mã hấp dẫn thì nhớ coi gala này các chị nha. Vì tối ngày nay không có live stream các chị ơi. Em live từ cái khung giờ này cho đến là 1 giờ chiều. Cho nên chị nào đang cần săn những cái mẫu mã sản phẩm hấp dẫn này, những cái mẫu mới trong ngày hôm nay là mình phải coi gala này và đặc biệt hãy tag người bạn nào xem live giúp em nữa các chị nha. Rồi phần quà không đồng cuối cùng bạn Thảo sẽ trao cho chị nào đây ạ. Dạ em xin chúc mừng chị cái nick Facebook là chị Mỹ Nữ Trương ạ. Em chúc mừng chị Mỹ Nữ Dư Trương nha, một đôi giày thể thao cao cấp siêu nhẹ luôn tặng chị không đồng và không mất phí ship nào luôn các chị nha. Vì ngày hôm nay là sinh nhật của Sofa nên là Sofa cũng gọi là tặng rất là nhiều quà cho khách hàng. Cho nên bây giờ
các chị mình hãy vào là mình tag cho em một người bạn có chơi và hãy comment cho em đó là Kalai siêu đặc biệt các chị nha. Kalai siêu đặc biệt kèm tag cho em một người bạn vào để mình có cơ hội sang những các phần quà tiếp theo của Sofia các chị ơi. Vì ngày hôm nay là Sofia cũng đã thành được là 8 năm cho nên là quà của ngày hôm nay sẽ là toàn bộ là toàn quà là 8k các nha. Tất cả các phần quà trong ngày hôm nay sẽ là quà 8k và có rất là nhiều phần quà gửi đến các chị mình nên các chị mình hãy vào mình chia sẻ, chia tương tác này, comment cho em đó là Kalai siêu đặc biệt. Hoặc là chúc mừng sinh nhật của Sofia đấy các chị ơi. Hoặc là các chị mình comment đó là chúc mừng sinh nhật của Sofia các chị nha vào ngày hôm nay. Thì những cái phần quà của các chị nhà mình sẽ là 8.000. Và bây giờ em sẽ chuẩn bị tặng quà cho các chị mình. Cho nên chị nào mà chưa chia sẻ hãy chia sẻ đấy các chị ơi. Vì cái cơ bản nhất thì mình nhận quà của Sofia đó là có chia sẻ giúp em. Và sau cái những cái phần quà này là chị Thùy sẽ lên sale tất cả các mẫu mới cho các chị mình. Về gala này các chị ơi, nhiều mẫu mới hấp dẫn lắm các chị. Rất là nhiều mẫu mới hấp dẫn luôn các chị nha. Các chị mình hãy nhớ ở lại xem live với Sofia nha các chị. Rồi bây giờ chắc là chuẩn bị bắt đầu vào chương trình săn sale quà đầu like ngày hôm nay các nhá. Bây giờ sẽ dành nó là từ 20 cho tới 3 phút để các chị có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ gala ngày hôm nay đấy các chị ơi. Ấy là à đúng rồi chị nào á, cái này là em không cái này là em tặng ở đây đầu like. Còn những chị nào mình có tag tên nữa, comment là chúc mừng sinh nhật và tag tên nữa là em sẽ vẫn còn cái phần quà đặc biệt riêng dành cho các chị nhà mình nữa các chị nha. Cho nên các chị mình hãy coi like, chia sẻ tương tác nha các chị nha, chia sẻ tương tác nha các chị nha. Bây giờ em sẽ bắt đầu tặng quà nè các chị. Còn những chị mình comment là chúc mừng sinh nhật của Sofia và tag một người bạn trong cái quá trình like sẽ được nhận thêm những cái phần quà 8k của Sofia lại nhé các chị. Đúng rồi, quà đúng quà số, chị đúng rồi, quà số, quà đầu số. Tiên tặng một cái ba lô trước cho nó sốc các chị nha. Đầu tiên tặng cho các chị mình một cái ba lô trước cho nó sốc. Cái này em có một cái duy nhất thôi, em tặng các chị nhà mình 8.000, tặng sốc đầu la cho vui các chị nha. Cái này em tặng 8.000 cho mã số của em là mã số 08 luôn các chị ơi. Mã số 08 em tặng 8.000 thôi các chị nha. Các chị ơi, comment cho em cái mã này, comment cho em cái số điện thoại này các chị ơi. Còn chị nào mình comment là chúc mừng sinh nhật của Sofia và tag cho em một người bạn cũng có nhận quà trong quá trình em like nữa nhé các chị nha. Còn mã này cho em là mã số 08, em tặng 8.000 một cái ba lô tặng sốc các chị mình đầu like cho vui này các chị ơi. Tiếp tục cho em là một đôi dép mã số 07 size 40. Mã số 07 size 40 em tặng sâu các chị nhà mình nha, 20.000. 20.000 cho mã số 07. 20.000 cho mã số 07 giúp em các chị nha. Chia sẻ đây các chị, vì mẫu mới trong gala ngày hôm nay là nhiều mẫu mới hấp dẫn lắm các chị. Tất cả các mẫu mới được dồn trong gala vào khung giờ ngày hôm nay. Tại vì gala ngày hôm nay em chỉ có đúng một gala duy nhất thôi, diễn ra tới 1 giờ chiều các chị nha. Mã số 07 20k. Tặng liên tục cho các chị em mình luôn các chị nha. Mã số này cho em là mã số 09 size 36. Em tặng các chị nhà mình 15.000. Mã số 09 size 36 em tặng 15.000 các chị nha. 15.000 cho mã số 09. 15.000 cho mã số 09 nha các chị. Thêm cho em là một cái quần các chị ơi, size M. Cái quần size M cái này hàng có một cái thôi. Mã số cho em là mã số 01. Em tặng 25.000. 25.000 cho mã số 01 các chị nha. 25.000 cho mã số 01 giúp em nha các chị. Cho em một cái chiếc túi đi các chị ơi, một cái chiếc túi em có gam màu đỏ và một gam màu nữa cho em là gam màu đen, em có hai cái thôi. Mã số này cho em là mã số 02. Mã số 02 các nha, em tặng các chị mình là 40.000. Mã số 02 em tặng 40.000 các chị ơi. Vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật nên là Sofia chuẩn bị rất là nhiều quà. Trong ngày hôm nay tất cả mấy trăm phần quà sẽ được tặng vào trong cái khung giờ này. Cho nên chị nào mình đang xem live, chia sẻ tương tác để nhận quà của Sofia nha các chị. Mã số 02 em tặng 40.000. Rồi cái này nó có 10 giây nè em ơi, tặng cho các chị săn luôn cho 10 vui. Giây đúng không các chị ơi? 10 giây. 10 giây thắt lưng da đỏ, da bò. Mã số này cho em là mã số 05. Em có 10 giây các nha. Cái này em tặng các chị mình nè. 70.000, mã số 05 em tặng 70.000. Mã số 05 em tặng 70.000 các nha. Thắt lưng da bò nhưng mà em tặng chị với giá sale là 70.000 cho mã số 05. 05 em tặng 70.000 nha các chị. Một đôi búp bê cho bé trên size của em là trên size 34. Chia sẻ đi các chị ơi để nhận quà nha. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật nữa nên là Sofia có rất là nhiều phần quà và nhiều mẫu hấp dẫn. Mã số 06 em tặng các chị nhà mình mua về cho bé nhà mình là 20.000 thôi. Mã số 06 em tặng 20.000. Mã số 06 em tặng 20.000. Một đôi dép size 37. Mã số cho em là mã số 14. Mã số 14 em tặng các chị mình với giá là 30.000. Mã số 17. Mã số 14 em tặng 30.000 các chị nha. Mã số 14 em tặng 30.000. Một cái chiếc túi xách các chị ơi, cái này là size 36, mã số 12. Một cái chiếc túi A4 nha. Mã số 12 em tặng 50.000. Mã số 12 em tặng 50.000 một chiếc túi các chị ơi. Em tặng 50.000 các chị nha. Chia sẻ comment nhanh tay tốc độ các chị ơi, vì hiện tại comment đang nổ rất là nhanh này các chị. Cho nên mình đang có cơ hội để mình săn những cái phần quà của Sofia ngày hôm nay. Quà các chị ơi, có một gala em tặng tới cả 200-300 phần quà trong một gala cũng có. Cho nên đặc biệt ngày hôm nay là ngày sinh nhật nữa nên là Sofia chuẩn bị nhiều quà lắm và rất là nhiều mẫu mới. Nên chị nào mình đang xem live không nên bỏ lỡ gala này các chị nha. Và hãy nhớ xem live giúp em nha các chị nha. Vì ngày hôm nay em không có gala tối.
em chỉ có một gala duy nhất là từ bây giờ cho đến là 1 giờ chiều các chị nha. Tại vì khung giờ tối ngày hôm nay là toàn thể công ty Sofia sẽ tổ chức sinh nhật cho nên là sẽ không có live vào tối ngày hôm nay nha các chị. Mã số là cho em là mã số 17. Em tặng các chị mình kỷ niệm một cái thôi nha. 8.000. 8.000 cho mã số 17. 8.000 cho mã số 17 các chị nha. 8.000 cho mã số 17. Cho em là một cái set đồ lăn các chị ơi, một cái set đồ lăn. Mã này cho em là mã số 04. Mã số 04 đồ lăn quần lửng giúp em nha. Cái này là cho em là 53kg đồ lại cho em là mặc vừa nè. Em tặng các chị nhà mình với giá sale đó là 25.000. 25.000 các chị nha, 25.000 một set. Cho mã số của em là mã số 04. 25.000 cho mã số 04 các chị nha. Hiện tại lượng comment nổ rất là nhiều và hiện tại đang bị đứng comment luôn. Một xíu nữa là sổ ra cho nên là chị nào mình cứ comment nhắn tay tốc độ một xíu là mình sẽ được chốt nha các chị. Một cái quần jean nam, một cái quần jean nam size cho em là size 29. Mã số là cho em là mã số 19. Em tặng cái quần jean nam này với giá sale là 50.000, 50.000 cho mã số 19, 50.000 cho mã số 19 giúp em các chị nha, size là size 29. Các chơi chia sẻ đó các chị. Và nếu mà chị nào mình có comment đó là chúc mừng sinh nhật của Sofia và có tăng thêm một người bạn nào nữa là vẫn sẽ được nhận quà 8k của Sofia ngày hôm nay nha các chị nha. Kiểm tra giúp em nha, có chị nào mình tăng tên là tặng quà các chị mình. Một cái áo cho mẹ các chơi, áo này sang lắm, bán một like hết hàng, vậy em có lẻ một cái. Mã số này cho em là mã số 16, em tặng 30.000. Mã số 16 em tặng 30.000 các chị nha. Mã số 16 em tặng 30.000. Thêm cho em là một cái set đồ các chị ơi, dòng này đẹp lắm. Một bộ. Một bộ duy nhất các chị nha. Đúng rồi. 50 kg đồ lại cho em mặc vừa. Mã số này cho em là mã số 33 tặng 33.000. À mã số này mã số 53. Mà thôi nợ nó chị ơi, 33.000 chị nhá. Mã số 53 em tặng 33.000. Mã số 53 em tặng 33.000 các chị nha. Mã số 53 tặng 33.000. Cái này em có 10 giây. Mã số 18 thắt lưng nữ da bò. 10 giây các chị nha, em tặng 50.000 cho mã số 18. Mã số 18 em có 10 giây hay 5 giây à? 10 giây. 10 giây em tặng với giá sale là 50.000 cho mã số 18 các chị nha. Thắt lưng nữ da bò mà em tặng với giá có 50.000 các chị ơi, thắt lưng nữ da bò mà em tặng 50.000 nha. 50.000 nha các chị nha. Và chị nào mình có tăng tên này, chia sẻ này, comment là chúc mừng sinh nhật của Sofia và có tăng tên bạn bè vào nữa em sẽ nhận phần quà 8k của Sofia. Còn bây giờ các chị ơi, một cái quần jean nam. Size này cho em là size 34. Mã số cho em là mã số 13. Mã số 13, size 34. Em tặng quần này với giá sale là 50.000. 50.000 các chị nha cho mã số 13. 50.000 cho mã số 13 các chị nha. 50.000 cho mã số 13. Thêm cho em là một cái set đồ cho bé nữa các chị. Thêm cho em là một cái set đồ cho bé các chị nha. Cái này là mã số cho em là mã số 10. Cái này là 40kg đồ lại mặc vừa giúp em các chị nha. Cái này em tặng với giá sale đó là 40.000 cho mã số 10. 40.000 cho mã số 10 các chị ơi, 40.000 cho mã số 10 các chị nha. 40.000 cho mã số 10. Thêm cho em là một đôi sandal này các chị. Cái này là một đôi mã số 15, em tặng các chị nhà mình 25.000. Mã số 15 em tặng 25.000. Mã số 15 em tặng 25.000 các chị nha. Chia sẻ các chị ơi, chia sẻ để mình nhận những cái phần quà của Sofia ngày hôm nay. Các chị ơi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sofia nữa nên là bên em chuẩn bị rất là nhiều mẫu mã sản phẩm hấp dẫn, đặc biệt là nhiều phần quà cho các chị nhà mình nữa các chị nha. 50.000. 10 giây. Đúng rồi. Cái này chưa? Cái này là em có 10 bộ các chị nha, 10 bộ cho mã số này của em là mã số 52. Mã số này cho em là mã số 52 các chị ơi. Em tặng cái này với giá sale đó là 79.000 cho mã số 52. 79.000 cho mã số 52 các chị nha. 79.000 cho mã số 52. 79.000 cho mã số 52. Cái này em có 10 bộ là từ 40 đến 70 kg mặc vừa. Em bán với giá sale là 79.000 các chị nha. Cái này 79.000 thôi các chị ơi. Rồi, cho cái này là sáu áo luôn Thảo ơi. Sáu áo các chị nha, cái này là sáu áo, mã số cho em là mã số 23, 60.000 miễn ship. Mã số 23, 60.000 em miễn phí ship các chị nha. Mã số 23, em tặng là 60.000 và em miễn phí ship luôn các chị ơi cho mã số 23. Em có sáu áo nha các chị nha cho mã số 23, 60.000 đi các chị nha và em miễn phí ship nha các chị. Tám quần luôn Thảo ơi. Tám quần, mã số này cho em là mã số 22. Cái này em có 8 quần, mã số này cho em là mã số 22 các chị ơi. Cái này em tặng các chị mình là 99.000 miễn ship. Mã số 22, 99.000 và miễn ship các chị nha cho mã số 22. Đây nè, có chị Ngọc Hồ, chị Tăng, chị Hồ Phúc và xem like. Em tặng chị Ngọc Hồ một phần quà 8k và chị Mật Ong Thơm Phạm. Có tặng chị Săn Săn Nguyên và xem like. Em tặng cho chị Mật Ong một phần quà 8k chị nha. Rồi, cho mã số này của em là mã số 22, 99.000 miễn ship nha các chị. Quá rẻ luôn các chị ơi. Một cái đôi giày luôn em ơi. Một đôi giày các chị ơi, mã số này cho em là mã số 20 nè. Cái này có một đôi thôi, size 41. Em tặng 50.000. 50.000 cho mã số 20. Mã số 20 em tặng 50.000 các chị nha. Mã số 20 em tặng 50.000 các chị ơi. Chia sẻ thả tim liên tục các chị ơi để mình có cơ hội nhận quà của Sofia ngày hôm nay các chị nha. Hôm nay nhiều mẫu mới các chị ơi. Sục nam này, dép nam này,
thắt lưng nam này, quần áo này, cái chơi chân váy này, áo sơ mi này các chị, set đồ của em đang mặc có luôn các chơi, nhiều mẫu mã sản phẩm hấp dẫn lắm các chơi, ba lô có những cái nha, túi xách cũng có các chơi. Cái này là mấy cái? 12 quần đi Thảo. 12 quần cho mã số của em là mã số 03 149.000 miễn ship. Mã số 03 12 quần 149.000 em miễn phí ship các chị nha. Cho mã số 03. Mã số 03 149.000 và em miễn phí ship cho mã số 03 các chị. Mã số 03 các nha. Quần kaki nam, quần kaki nam dòng cao cấp luôn. Cái này em có size từ 29 đến 36 đó. Anh nào mà nhanh tay thì mình sẽ có đơn nha. Còn mã này cho em là mã số 26. Cái này 36 một đôi. Em tặng với giá sale các chị ơi. Tặng sắp các chị nhà mình đôi nha. 28.000. 28.000 cho mã số 26. 28.000 cho mã số 26 giúp em. Mã số 26 em tặng 28.000 các chị nha. Cho em một cái set đồ. Rồi cái đấy là có 8 set luôn em ơi. 8 set luôn. Mã này cho em là mã số 21 99.000 miễn ship. Mã số 21 99.000 miễn ship luôn các chị nha. Mã số 21 99.000 đồng miễn ship các chị ơi. Dòng này mặc lên cưng lắm các chị. Nguyên một set đồ đi chơi như này mà em tặng nhà sale 99.000. Em miễn ship luôn nha các chị nha. Chia sẻ tốc độ nhanh tay để mình có cơ hội săn nha các chị nha. 99.000 miễn rồi, ship. Combo 5 khăn luôn em ơi. Combo 5 khăn các chị ơi, combo 5 khăn. Combo 5 khăn các chị nha. Các chị ơi nhanh tay tốc độ một xíu nè. Combo 5 khăn sốc các chị mình luôn. 79.000 các chị ơi, 79.000. 79.000 các chị nha. 79.000 5 cái khăn. 79.000 5 cái khăn giúp em các chị ơi, nhanh tay giúp em các chị nha. Cho mã số của em là mã số 24. Mã số 24 79.000 5 khăn. Mã số 24 79.000 5 khăn các chị nha. Cho mã số 24. 10 bộ đồ em bé luôn hả? 10 bộ đồ em bé, em có xanh, em có đỏ, em có vàng. Có xanh, có đỏ, có vàng. Mã số này cho em là mã số 11. Dòng cô tông xịn luôn các chị ơi. Em tặng cái set này là 89.000 miễn ship. 89.000 miễn ship giúp em các chị nha. Cho mã số của em là mã số 11. Mã số 11 89.000 miễn ship. Dạ set đồ của em đang mặc có nha các chị nha. Set đồ của em đang mặc có. Vì ngày mai rất là nhiều mẫu mới luôn. Và đặc biệt có cả giày thể thao luôn các chị nha. Có túi hộp và túi đeo chèo nữa các chị ơi. Mã số này cho em là mã số 11. Em tặng các chị nhà mình với giá là 89.000 miễn ship luôn các chị nha. Cho mã số 11. Bên em sẽ like các chị ơi, chỉ like cái live trưa này hôm nay thôi. Buổi tối bên em off sẽ tổ chức chương trình sinh nhật. Cho nên là các chị mình sang trong live này tăng tên bạn bè vì gala này rất là đặc biệt và nhiều mẫu mới nha các chị nha. Đúng rồi, vì cả ngày hôm nay mà diễn ra có một gala thôi các chị ơi. Không thường các chị mình thấy là bên em hay live đó là hai gala chính và lâu lâu có chương trình flash sale là ba gala. Nhưng riêng ngày hôm nay chỉ có đúng một gala duy nhất vào cái khung giờ này thôi. Là em live tới 1 giờ chiều là bên em sẽ offline để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vào tối ngày hôm nay. Cho nên riêng tối ngày hôm nay bên em cũng sẽ không có live. Cho nên chị nào mình coi live mà cần săn sale cái giá tốt nhất thì nên coi gala này các chị nha. Vì ngày hôm nay là ngày chính thức sinh nhật của Sophia nha các chị. Còn cái các chị ơi, em qua luôn nha. Có vàng, có xanh, có đỏ nha các chị nha. Có vàng, có xanh, có đỏ. Rồi qua luôn đi em ơi. Đây cho chị một cái set đồ này, trắng sang. Một cái set đồ các chị mình đó là set vest các chị nha. Một cái set vest luôn các chị ơi. Cái này có bao nhiêu bộ ạ? Cái đấy có một bộ thôi ạ. Cái này có một bộ duy nhất thôi. Cái set đồ vest nha các chị nha, có một bộ duy nhất này. Mã số cho em là mã số 28. Mã số nó cho em là mã số 28. Em tặng sóc các chị mình cái set này luôn nha. Các chị ơi, nguyên một cái set vest mà em tặng với giá sale đó là 110.000 miễn ship. 110.000 miễn ship các chị nha cho mã số 28. 110.000 miễn ship cho mã số 28 các chị nha. 110.000 cho mã số 28 các chị ơi. Mã số 28 110.000 miễn ship. Cái set này các chị ơi là cho em là size S nha. Chị nào 48kg đồ lại mặc vừa, 110.000 miễn ship luôn nha các chị. Rồi, một bộ một cái áo luôn em ơi. Một cái áo cho mẹ luôn các chị ơi, một cái áo cho mẹ luôn các chị nha. Cái này em tặng sâu luôn mã số 30. Em tặng 50.000. Mã số 30 em tặng 50.000. Mã số 30 50.000. Chị ơi có chị nào đăng tên đọc tên tặng luôn đi chị ơi. Mã số 30 50.000. Có chị Lê Thu Hiền. Tên chị Lê Thị Minh Hà và tên like em tặng chị Lê Thu Hiền một quà chị nha. Dạ có chị Hương Nguyên. Tên chị Tô Nguyên tặng chị Hương Nguyên một phần quà 8k các chị nha. Đó, cứ tăng tên là được nhận quà nha các chị. Rồi mã số này cho em là mã số 29. Mã số này cho em là mã số 29. Tặng sâu chị mình cá nữa các chị ơi. 8.000. Mã số 29 em tặng 8.000 một cái luôn thôi các chị nha. Mã số 29 em tặng 8.000 cho mã số 29 một cái duy nhất thôi nha các chị. 8.000 nha các chị nha. Rồi thêm cho em đó là một cái áo bolo đi bao nhiêu cái mà em? Bolo một cái em ơi. Bolo một cái tặng sâu chị mình luôn mã số 25. Mã số 25 tặng 30.000. Mã số 25 em tặng 30.000 các chị nha cho mã số 25. Mã số 25 một cái size L của nữ. Cái này em tặng 30.000 nha các chị. 30.000 chị ơi. Thêm cho em là một cái áo nữa các chị ơi, một cái áo size này cho em là size L nè. Mã số này cho em là mã số 27. Mã số 27 tặng luôn các chị nhà mình với giá sale là 30.000. Mã số 27 tặng các chị nhà mình 30.000 các chị nha. Mã số 27 em tặng 30.000 cho mã số 27 một cái size XL. Còn cái bộ này cho em đó là size S 48kg lại giúp em mặc vừa cho mã số 32.
Mã số 32 tặng 52.000. Mã số 32 tặng 52.000 các chị nha. Mã số 32 tặng 52.000 các chị ơi. Mã số 32 tặng 52.000 một set nha các chị nha. Một set luôn. Các chị ơi, một cái áo. Các chị ơi, chị nào mình muốn xem làm kỷ niệm với Sophia, các chị ơi, một cái áo các chị nha. Cái này là form dáng rộng cho em các chị. Mã số cho em mã số 35 tặng 8.000. Mã số 35 tặng 8.000 các chị nha. Mã số 35 em tặng 8.000 cho mã số 35 nha các chị. Rồi cho em là set đồ bé trai các chị ơi. Cái này em có bao nhiêu set đây ạ? Vâng, cái đấy có 2 set em. Cái này có 2 set thôi. Em có trắng và em có xanh. Mã số cho em là mã số 33. Mã số 33 các chị ơi, mã số 33 em tặng cho con nhà mình nha. Em tặng cho con nhà mình 55.000. 55.000 luôn các chị ơi. 55.000 cho mã số 33. 55.000 cho mã số của em là mã số 33 các chị nha. 55.000 cho mã số 33, em có 2 set thôi. Một trắng và một xanh, em tặng 55.000 đồng các chị ơi, 55.000 đồng các chị nha. Một cái áo đó các chị, dòng cao cấp xịn luôn này các chị ơi. Cái này là size L. Mã số này cho em là mã số 31, 50.000. Mã số 31 em tặng 50.000 các chị nha. Các chị ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa, nên là cả ngày hôm nay bên em chỉ có đúng một gala diễn ra tới 1 giờ chiều ngày hôm nay thôi. Cho nên tất cả các mẫu mới được diễn ra vào trong gala chương ngày hôm nay, mẫu hấp dẫn, mẫu mới áo sơ mi, túi đeo chéo, giày thể thao, thắt lưng nam, thắt lưng nữ, sụp hoặc là giày cao gót các chị ơi là được la vào hết vào chương ngày hôm nay. Cho nên chị nào mà cần sang mẫu mới, đặc biệt là giá sale sâu nhất, thì mình nên coi gala chương ngày hôm nay các chị nha. Vì tối ngày hôm nay bên em sẽ offline các chơi, các chị mình coi gala ngày hôm nay và chia sẻ tăng người bạn vào nha các chị nha. Các chơi chia sẻ thả tim liên tục đi các chị. Mới có 1.838 chị thả tim thôi và mới có 3.000 lượt chia sẻ. Chia sẻ để mình có cơ hội săn sale nha các chị nha. Qua luôn các chơi 50.000. Các chị hỏi set đồ của em mấy màu ta? Set đồ của em hiện tại là có 2 gam màu. Gam màu xám và một gam màu nữa cho em là gam màu hồng. Mã này giúp em, nhưng mà hàng lẻ rồi các chơi. Mã số này cho em là mã số 36. Mã số 36 các chơi, em tặng sóc chị mình một đôi luôn nha. Size 41, em tặng 36.000. Mã 36 em tặng 36.000. Mã 36 em tặng 36.000 các chị nha. Cho em là một đôi sục nữ. Mã nó số cho em là mã số 37. Mã số 37. Mã số 37 nha các chị nha. Mã số 37. Mã số 37 em tặng các chị mình 37.000. Mã số 37 em tặng các chị nhà mình 37.000 các chị nha. Mã số này cho em là mã số 37. Em tặng 37.000 nha các chị. Các chị ơi, thì những cái phần quà này thì không có phân biệt là chị nào là khách hàng thân thiết, chị nào là khách hàng mới nha các chị nha. Chị nào đã từng nhận quà hoặc là chưa nhận quà đều có cơ hội, nhưng các chị chỉ cần nhanh tay và có chia sẻ livestream nha các chị nha. Mã số này cho em là mã số 34. Mã số này cho em là mã số 34 các chị ơi. Em tặng các chị nhà mình đôi này nha. Size 39, một đôi hàng duy nhất thôi. Em tặng các chị mình 50.000. 50.000 cho mã số 34. Chị nào trên size 39 vào nhận quà này, em tặng 50.000 đồng. 50.000 đồng cho mã số này của em là mã số 34. 50.000 cho mã số 34 các chị nha. 50.000 cho mã số 34. À, hôm nay sinh nhật của Sophia, không biết là có chị nào mà chưa nhận quà bao giờ ấy. Comment thêm cho em là chưa nhận quà bao giờ nha, để nhận thêm những cái phần quà của Sophia. Vì ngày hôm nay là em vừa mong muốn là các chị mình á là chưa nhận quà bao giờ được nhận quà nè. Nếu chị khác mà mình comment thường xuyên, mình tương tác tốt với Sophia cũng nhận quà của Sophia, vì ngày em tặng rất là nhiều quà. Và chị nào mà chưa bao giờ nhận quà comment thêm giúp em nữa các chị nha. Có các chị mình hỏi cái set đồ của em đang mặc đúng không? Em còn 2 gam màu, đợi xíu nha em lên luôn. À, các chị ơi, cái này em tặng cho các chị mình đó là cái set đồ cho bé đi. Cái này có một set thôi. Mã số này cho em là mã số 46. Em tặng bé như mình luôn nha, tặng sâu bé như mình 46.000. Mã 46 em tặng 46.000. Mã 46 em tặng 46.000 các chị nha. Mã 46 em tặng 46.000 các chị ơi. Thêm cho em là một set nữa nè các chị. Thêm cho em là một set nè các chị ơi. Một bộ duy nhất thôi, dễ thương lắm. Còn nhà mình nó khoảng 30kg đồ lại mặc vừa. Mã số 42 tặng 42.000. Mã số 42 em tặng 42.000 các chị nha. Mã số 42 em tặng 42.000 các chị ơi. Mã số 42 tặng 42.000. Rồi cái này hàng lẻ lẻ thôi, vào sale sâu cho các chị mình luôn, nó có số lượng một xíu. Mã số này cho em là mã số 41. Mã số 41 giúp em nha. Cái này có một set thôi, em tặng các chị em mình này 50.000. Mã số 41 em tặng 50.000. Mã số 41 em tặng 50.000, 53kg đồ lại mặc vừa. 53kg đồ lại giúp em mặc vừa cho mã số là 41. Em tặng 53.000 các chị nha. 53.000. Mã số này cho em là mã số 40, các chị em tặng 40.000. Mã số 40 em tặng 40.000 các chị nha. Cái này có một set thôi, em tặng 40.000. 40.000 cho mã số 40. 40.000 cho mã số 40 các chị nha. 40.000 cho mã số 40 nha các chị nha. Các chị ơi, thêm cái này các chị ơi, là một cái set cho bé em tặng sau các chị nhà mình làm kỷ niệm cho con nhà mình luôn. Mã số 47. Mã số 47 các chị nha, 20.000. Mã số 47 em tặng 20.000 một bộ các chị ơi. Mã số 47 em tặng 20.000 các chị nha. Mã số 47 em tặng 20.000. Thêm một cái set đồ cho bé nữa các chị. Cái này là set đồ bé trai các chị nha. Cái này là set đồ bé trai nè. Cái này là mã cho em là mã số 43. Mã số 43 em tặng cho con nhà mình nha, 43.000. Mã số 43 em tặng 43.000. Mã số 43 em tặng 43.000 các chị nha. Mã số 43 em tặng 43.000 cho set đồ bé trai các chơi. Mã số 43 em tặng 43.000 nha các chị.
Rồi cái set đồ này còn được 40 set thôi, tặng các chị cái hết này. 40 set tặng các chị mình luôn. Quà 1898 kèm theo một cái số điện thoại. Quà 1898 kèm theo một cái số điện thoại các chị nha. Cái này em có 40 set thôi. Cái này hàng lẻ em tặng sâu các chị mình săn hết luôn. Chị là một cái giá quà các chị nha. Giá limit của em là 425.000 đồng. Và bộ này có sale sâu chị mình trên line nha. Thì cũng phải là 299.000 một set các chơi. Nhưng bây giờ em còn đúng 40 bộ cuối cùng cho mã của em là 1898. 1898 các chị nhà mình để sẵn quá cho em là mã quà nè. Quà 1898 kèm cho em một cái số điện thoại. Hiện tại là gam màu xám em có 3 size, size M, size L và size L. Và gam màu hồng em còn đúng có một size thôi. Em tặng các chị mình cái giá quà nha, 149.000 cho. Em tặng hết các chị mình săn luôn. Quà 1898 kèm cho em một cái số điện thoại 149.000 đồng như em các chị. Cho em cái chất liệu của cái dòng này nha các chị nha. Mã quà 1898 các chị, màu hồng, màu xanh giúp em các chị nha. Và số ký của em sẽ là 70kg đổ lại giúp em. Và chất liệu của em là dòng vải cát Nhật, là dòng cao cấp, dòng xịn các chị nha. Và hiện tại em sale các chị mình có 149.000 và em có đúng 40 bộ thôi. Sale giá quà các chị mình săn nhanh tay một xíu các chơi, 70kg đổ lại giúp em là mình sẽ có đơn hàng thành công. Nhưng mà đặt chủ yếu cho em là game màu xanh này để mình có đơn nha. Quà 1898 đọc sai cho các chị mình săn ạ. 1898 kèm số điện thoại giúp em, màu xanh sáng có thể là còn M, L, 1XL, màu cam đào là em còn size L thôi ạ. Các chơi xem các chị nhà mình là 189.000 hết hàng qua luôn các chị nha. Các chị nổi đơn ao các chơi. 40 đôi cuối cùng cho mã 2690. 40 đôi cuối cùng đôi sộp các chơi. Quà tiếp với các chị. Mã quà 2690 kèm theo một cái số điện thoại 515.000 đồng là giá em biết. Bây giờ em tặng hết các chị nhà mình sale sau nha. Quà 179.000, 179.000 đồng cho em 40 đôi. Đọc sai cho mã quà 2690 ạ. 2690 em đọc sai các chị nha. Dạ rồi, game màu đen là em có size 35, 36, 37, 38. Màu vàng em có size 36, 37 và 38 ạ. Các chơi 179.000, mã quà 179.000 đồng giúp em cho mã quà 2690 các chơi. Bây giờ các chị nhà em còn đúng 40 đôi. Cho nên các chị mình tập trung mình nghe mã, nghe giá tiền giúp em. Vì cái này em đang xả hàng lẻ các chơi mà số lượng nhịn hơn một xíu á. Nãy có số lượng 11 các chị mình khó săn, bây giờ em có được 40 đôi nè. Em tặng các chị mình về giá sâu sâu là 179.000. Nhưng mà để đúng cú pháp cho em là mã quà 2690, mã quà 2690 kèm cho em một cái số điện thoại. Em đọc lại sao một lần nữa cho mã quà 2690 các chị nha. Màu đen em có size 35, 36, 37, 38 và màu vàng em có size 36, 37 và 38. Chiều cao 2 phần các chị ơi, chiều cao 2 phần các chị ơi, đúng 6 đôi cuối cùng. Đúng 6 đôi cuối cùng giúp em cho mã quà 2690 các chị nha. 179.000 một đôi, 515.000 đồng là giá em biết. Bây giờ em tặng với giá sâu sâu đó là 179.000 đồng giúp em cho mã quà 2690 các chị nha. 2690 đọc lại sao một lần nữa đi chị ơi. Em đọc lại một lần nữa các chị nha. Màu vàng 36, 37 và 38. Màu đen 35, 36, 37 và 38 cho mã 2690 ạ. Rồi các chị ơi, em qua luôn cho mã là 2690 các chị nha. 179.000 các chị ơi, qua luôn các chị nha. 1651. Rồi 1651 ạ. Các chị ơi, mã này cho em là 1651 các chị nha. 80 áo cuối cùng. 80 áo cuối cùng, tiếp tục sale giá quà các chị mình săn. Đây là khung giờ xả hàng lẻ nên các chị phải nhanh tay này. Cái này đang xả hàng lẻ tặng giá quà các chị, hôm nay sinh nhật của Sofa quà nhiều lắm các chị ơi. Nhanh tay tốc độ cho em một xíu các chị nha. 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái. 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái giúp em. Cho mã là 1651 các chị nha. 1651 quà dòng áo polo cao cấp dòng xịn các chị ơi. Đang bán 199.000 một áo. Bình thường đang bán các chị ơi 2 cái trở lên là 159.000. Bây giờ tặng hết các chị mình với giá sale là 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái cho mã áo của em là 1651. Quà 1651 kèm cho em một cái số điện thoại. Hôm nay sinh nhật của Sofa, tất cả các mẫu nào mà còn ít ít em sale giá quà hết cho các chị mình săn các chị nha. Các chị ơi, xong đó là chị Thùy sẽ lên sale sâu hết những cái sản phẩm mẫu mới cho các chị mình. Các chị ở lại xem like, tặng cho bạn bè, chia sẻ giúp em các chị nha. Cho mã của em là mã quà 1651, màu xanh đen, gam màu đen và gam màu này cho em là gam màu đỏ đô. 50 cho đến là 100kg là sẽ có size. Mà em sale giá quà chỉ có 119.000 đồng và đi đơn cho em từ 2 áo các nha. Dòng cao cấp, dòng xịn cho mình luôn các chị ơi. Mà các chị ơi, các chị biết bây giờ còn bao nhiêu áo không? Còn có vài áo cuối cùng, giúp em cho mã của em là 1651. 1651 màu đỏ. Phối đẹp lắm các chị, dòng này ra ngoài mua 350 một cái. Màu này cho em là gam màu đen. Gam màu này cho em là gam màu xanh đen. Sale giá quà các chị mình săn ngày hôm nay các chị nha. 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái. 50 cho đến là 100kg là sẽ có size cho mã áo của em là 1651. Quà 1651 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Tốc độ một xíu là mình sẽ có đơn hàng thành công. Vì dòng này là dòng xịn của em, dòng phối màu cho mình. Cái này không phải là in đâu các chị ơi, mà đắp vải lên là may cho mình các chị nha. Dòng xịn, dòng đẹp các chị. Mà bây giờ sale giá có 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái cho mã này của em là 1651. 119.000 và đi đơn cho em từ 2 cái cho mã của em là 1651 các chị nha. Các chị ơi, cái này em có một đôi, mã số cho em là mã số 45. Em tặng sốc các chị mình là 45.000. Mã số 45 em tặng 45.000 một đôi các chị nha. Chân size của em là chân size 41. Mã số này của em là mã số 45. Em tặng 45.000 đồng các chị ơi. Một đôi dép nam còn sót lại đúng đó là 3. Hai đôi mà.
không có đấy bán đi ăn còn được 40 đôi. 40 đôi cuối cùng. Và là chính xác là 38 đôi. Chính xác là 38 đôi. Cho mã của em là 2182. 2182 còn được 38 đôi các chị ơi. Xanh nhanh tay nha. 575.000 đồng là giá niêm yết. Chất lượng da cao cấp các chị nha. Mã số của em là 2182 các chị nha. Giờ xem các chị nhà mình nè. Dòng da tổng hợp cao cấp. Tổng hợp cao cấp các chị ơi, dòng cao cấp nha các chị nha. 40 đôi 38 chị có tầm em miễn ship. 179.000 miễn ship các chị ơi. 179 đồng miễn ship nha. Cái này sang một tầm mềm miễn ship. Em có 38 đôi. Em dành ra 38 chị nhanh tay nhất là sẽ có đơn hàng thành công. Sao em có từ 38 đến 43. Chị nào mình nhanh tay nhất là mình có đơn. Em không dám hứa chị nào cũng có đơn cách nha. Em chỉ dám hứa chị nào mình nhanh tay nhất là mình mới có đơn thôi. Chứ mã của em là 2182. Một tầm mềm miễn ship. Các chị mình mua cái đôi dép này xong đi chung đơn trong ngày hôm nay là được miễn ship luôn. Và không cần phải lo lắng về tiền ship các chị nha. Nhưng mà chỉ có 38 đôi thôi. Sao em có từ 38 cho đến size 43. 39 đến 43 em ơi. Từ size 39 cho đến là size 43 giúp em các chị nha. Cho mã của em là 2182. 2182 các chị ơi. Từ size 39 cho đến là size 43. Sale giá sâu các chị mình sale là 179 đồng và em miễn ship các chị ơi. Còn đúng 12 đôi cuối cùng. 12 đôi cuối các cùng chị nhanh em tay cho mã 2182. Hiện tại nổ đơn rất là nhanh, nhanh luôn lắm các chị ơi. Vì em chỉ có 38 đôi được có một tầm vé miễn ship. Cho nên chị nào mình chưa đặt hàng thì mình tốc độ giúp em. Sao em có từ 39 cho đến là sao 43 dòng dép kẹp nam cao cấp cho mình. Giá niêm yết 575.000. Giờ xem các chị mình săn chỉ có 179.000 em miễn ship nữa chứ. Và chị nào mình săn cho mẫu dép này xong nha. Đi chung đơn trong ngày hôm nay. Tất cả các sản phẩm khác đi chung đơn chung một đôi dép này là được miễn ship luôn. Các chị ơi cao cấp. Một tầm vé miễn ship mới khởi đầu chương trình thôi đã có một tầm vé miễn ship rồi. Thì mình nhanh tay giúp em một xíu cho mã của em là 2182 các chị nha. 179 đồng em miễn ship. Em qua luôn cho mã là 2182 các chị ơi. Qua luôn các chị nha. Rồi, cái quần này chị Linh ơi, 1890 đi. 1890 các chị nha, 1890 là dòng quần jean cao cấp nè, dòng jean lận. 29 cho tới 36 em ơi. 445.000 đồng. Còn bao nhiêu cái em? Rồi cái này còn jean đậm và jean nhạt nhá, nhưng mà jean đậm và jean nhạt các chị ơi. 43 cái thôi. 43 cái cuối cùng. Có jean đậm và gam màu jean nhạt các chị nha. 445.000 đồng. Sao sốc các chị mình xong một cái các chị ơi. Ok. Cứ nghĩ là cho hai cái màu đi đậm nhạt. 168.000 các chị nha. 168.000 đồng giúp em các chị ơi. 168.000 đồng. Mẫu này. Mẫu này nhưng mà màu này. Đúng rồi, màu jean đậm và jean nhạt. Hiểu. Mẫu này nhưng mà thêm một cái màu này. Nghĩa là có một cái màu jean đậm nữa. Nhưng mà không phải là cái này, ý là cho các chị coi cái màu. Em hiểu rồi. Giờ đây các chị không hình dung được. Mã này cho em là 1890 các chị nha. Em có hai cái màu jean nhạt và jean đậm. Các chị ơi nhanh tay giúp em để có đơn. Cái này em có thêm 3 quần cuối cùng. Cái này em có một gam màu jean đậm các chị nha. Cái này em có thêm một gam màu jean đậm nữa nha các chị nha. Mà cái quần này không phải ở đây nha các chị. Màu này của em là gam màu jean nhạt và một gam màu nữa cho em là gam màu jean đậm. Em sale giá là 168.000 đồng và em chỉ có 43 quần thôi các chị nha. Em chỉ có 43 quần. Cho nên chị nào mình săn cái mẫu này thì mình tốc độ nhanh tay giúp em. Vì dòng quần jean này là dòng quần jean nam các chị ơi. Ra ngoài mua không bao giờ có giá sale này đâu. Các em có sale lại đúng 43 quần cuối cùng. Em mới tặng cái giá sale sâu là 168.000 đồng. Đặt hàng là mình nhanh tay giúp em các chị nha. Cho mã của em là 1890. Phải đi sớm hơn. Dạ. 2.400 lượt thả tim rồi các chị ơi. Mình thả tim liên tục các chị ơi. Cho 3.000 lượt thả tim có một mẫu mới sale sâu cho các chị nhà mình săn các chị nha. Còn mã này như em là 1890, 168.000 đồng và em có 43 quần. Cái này em có 43 quần thôi các chị nha. Cái giá tiền và kèm số điện thoại là sẽ không có đơn. Mã quần này của em là 1890. Cái quần này em còn đúng 43 quần mà em có cái màu xanh nhạt và có cái màu jean đậm các chị nhá. Nhờ là cái màu jean đậm, cái này hàng lẻ các chị ơi. Cái này xuất của bên kho qua. Bây giờ em bị sót cái màu jean đậm thì các chị nhà mình biết có màu jean đậm thì mình đặt hàng như em có cái màu jean đậm nữa các chị nhá. Em sẽ giá sâu có 168.000 nó rẻ quá. Quần jean này nếu ra ngoài mua các chị ơi là phải từ 300-400.000 trở lên mà. Nên em sale giá sâu các chị mình có 168.000 quá rẻ luôn các chị nhá. Mà size em có là từ size 29 cho đến size 36. Các chị nổ đơn nhanh tay các chị ơi. Vì các chị nhà mình đang đặt hàng rất là nhiều các chị nhá. Đang đặt hàng rất là nhiều từ size 29 cho đến là size 36. Với giá sale sâu của em là 168.000 đồng cho mã của em là 1890. Bây giờ em còn lại đúng đó là 10 quần cuối cùng. 10 quần cuối cùng giúp em cho mã là 1890. 10 quần nữa thôi các chị nha. 10 quần cuối cùng giúp em cho mã là 1890. Jean nhạt và jean đậm. Size em có từ 29 cho đến là size 36. Và giá em sale sâu các chị mình săn là chỉ có 168.000 đồng. Mà không phải giá niêm yết 445.000. Hết hàng con luôn cho mã là 1890 các chị nha. Rồi cái này là 21 cái cuối cùng em ơi. 1770. 21 cái cuối cùng 1770 các chị ơi. Sale giá quà các chị mình săn luôn. Quà 1770 kèm cho em một cái số điện thoại. Còn đúng 21 cái các chị nha. 545.000 đồng. Cả ngàn cái bây giờ còn có đúng 21 cái. 183.000 luôn chị ơi. 183.000 đồng.
và dành ra một tấm vé miễn ship cho các chị mình nhắn tay nhất. Chỉ có 21 chị nhắn tay nhất thôi, vì em còn đúng 21 cái cuối cùng nên là em dành ra một tấm vé miễn ship. Các chơi, hôm nay là sinh nhật của Sofa nên là em tặng quà nhiều một xíu các chị nha. Về tất cả các mẫu mới đang chuẩn bị sẵn sàng để lên phục vụ các chị mình rồi, nên chị nào mà chưa nhận quà bao giờ cả hãy comment giúp em, hãy tăng giúp em một người bạn vào xem live để mình nhận quà phần quà 8k của Sofa ngày hôm nay. Vì em đã chuẩn bị mấy trăm phần quà trong ngày hôm nay để tặng cho các chị mình rồi các chị nha. Ngày hôm nay là phần quà hấp dẫn các chơi, là xem live tương tác chia sẻ giúp em. Còn cái túi này mã giúp em là 1770, quà 1770 kèm cho em một cái số điện thoại, 21 cái 183.000 và miễn ship cho chị nào đặt mẫu này các chị nha. Màu em có là gam màu bò, gam màu em có là gam màu xanh đen, size của em là size 25 và sale giá quà là 183.000 đồng và em miễn ship luôn các chị nha. Đây này, có như chị có nick Facebook là chị Huyền Lương này, tang chị Văn Huỳnh và xem lại em tặng chị Huyền Lương một phần quà 8k chị nha. Và có chị Nguyễn Hồng Mến, tang chị Hoàng Quy và xem lại em tặng cho chị Nguyễn Hồng Mến một phần quà, hai chị mỗi phần quà 8k chị nha. Còn mã này giúp em là mã quà 1770 kèm cho em một cái số điện thoại, 183.000 đồng và em miễn ship luôn cho mã quà 1770. Quà 1770 kèm cho em một cái số điện thoại màu xanh đen và gam màu này cho em là gam màu bò các chơi. 21 cái sale giá quà 183.000, 183.000 đồng giúp em cho mã quà 1770 hết chưa chị ơi? 1770 kèm cho em một cái số điện thoại nha. Ba cái cuối cùng em hết hàng. Ba cái nữa thôi là các chị nhà mình là không còn một tấm vé miễn ship nữa các chị nha, vì còn có đúng 21 cái. Mà giờ em còn đúng ba cái cuối cùng cho mã quà 1770. Em có xanh đen, em có bò và sale giá sâu là 183.000 đồng các chơi. Mở ngay bên trong cái em qua nha. Bên trong là một ngăn lớn, dài 20 vừa nha các một chị. Ngăn nhỏ có khóa kéo và đằng sau có thêm một ngăn nữa. Sale giá sâu của chị mình săn là 183.000 đồng. Em hết hàng qua mẫu các chị nha. Cái này em có một đôi này các chị. Mã số này cho em là mã số 44. Ơ cái này rồi mà. Mã số này cho em là mã số 44 các chị nha. Mã số này là mã số 44. Em tặng chị mình một đôi nha. Một đôi size 40 thôi, tặng chị mình 50.000. 50.000 cho mã số 44. Mã số 44 em tặng chị mình 50.000. Mã số 44 tặng 50.000 các chị nha. Mã số 44 em tặng 50.000. Thêm cho em là một đôi xanh đen các chị nha. Mã số này cho em là mã số 48. Mã số 48 size cho em là size 41 màu đỏ. Em tặng chị mình sốc luôn nha. Một đôi duy nhất thôi. Tặng sốc chị mình cái cho vui, chia sẻ để tăng mắt like này cho 8.000. 8.000 cho mã số 48. 8.000 cho mã số 48. Chia sẻ tương tác thả tim với các chơi. Em tặng chị mình một cái đôi này chỉ có 8.000 thôi các chị nha. 8.000. Thêm cho em là một set đồ cho bé. Một cái set đồ cho bé. Mã số này cho em là mã số 50. Mã số 50 các chơi, một cái set đồ lớn 30kg đồ lặn mặc vừa tặng 30.000. Mã số 50 em tặng 30.000. Mã số 50 em tặng 30.000 các chị nha. Mã số 50 em tặng 30.000. Chia sẻ tương tác thả tim các chị ủng hộ độ like, vì ngày hôm nay em chỉ có một ca live diễn ra tới 1 giờ chiều thôi. Mà các chị mình không xem live thì nó rất là tiếc các chị nha. Thêm cho em là một cái quần jean nữ. Mã số này cho em là mã số 51. Em tặng các chị mình 99.000 miễn ship. Mã số 51 99.000 miễn ship các chị nha. 51 99.000 miễn ship. Cái này là size cho em là size L. Em tặng 99.000 đồng và em miễn ship cho chị nào đặt cái mẫu quần này luôn các chị nha. Cho em là thêm một đôi dép nữa. Một đôi dép mã số này cho em là mã số 49. Tặng sau các chị mình luôn. 49.000, mã số 49 49.000. Mã số 49 em tặng 49.000 các chị nha. Mã số 49 tặng 49.000 size 37. Và một ba lô, một cái ba lô các chơi dòng A4. Mã số cho em là mã số 39. Tặng cho chị mình 70.000. Mã số 39 em tặng 70.000. Mã số 39 em tặng 70.000 các chị nha. 70.000 cho mã số 39 ạ. Mã số 39 em tặng 70.000 nha các chị nha. Thêm cho em là một cái set đồ lăn cho mẹ nè các chị ơi. Một cái set đồ lăn cho mẹ các chị nha. Mã số 60. Cái này là size cho em là size L. Size L là 80kg đồ lặn mặc vừa. Em tặng 50.000. 50.000 cho mã số 60. 50.000 cho mã số 60 các chị nha. 50.000 cho mã số 60 nha các chị. 50.000 cho mã số 60 giúp em các chơi. 50.000 cho mã số 60 các chị nha. Một cái áo sơ mi các chị, một cái áo sơ mi nam nha. Mã số này cho em là mã số 59. Mã số 59 có một cái size L thôi. Em tặng sóc các chị mình luôn này. 19k, mã số 59 19k. Mã số 59 em tặng 19k. Và các chị ơi, cái này mã số này cho em là mã số 2606. Mã số cho em là 2606 và kèm cho em một cái số điện thoại. 40 bộ cuối cùng em ơi. 40 bộ cuối cùng, sale giá quà tặng hết cho mẹ nhà mình. Mã số cho em là 2606 các chị nha. Vải lăn em có hai gam màu, xanh đen và gam màu này cho em là gam màu đỏ các chị nha. Xanh đen và gam màu đỏ cho mã 2606. 40 bộ cuối cùng các chơi. Tặng hết các chị mình 99.000 và đi đơn cho em từ 2 bộ. 2606 kèm số điện thoại. 99.000 và đi đơn cho em từ 2 bộ. Cho mã này của em là mã số 2606.
2606 nhưng em đọc sai cho mã 2606. Dạ em có sai là từ 55 cho đến là 80 kg đổ về nha các chị nha. 55 cho đến là 80 kg đổ về. 55 đến 80 kg đổ về là các mẹ nhà mình mặc vừa các chị nha. Em có hai gam màu, đó là gam màu xanh đen và gam màu này cho em là gam màu đỏ. 55 đến 80 kg mặc vừa em sale giá quà hết tặng với giá 99.000 và đi đơn cho em từ 2 bộ. Cho mã của em là 2606. 2606 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. 2606 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Em có gam màu đỏ và em có gam màu này cho em là gam màu xanh đen. Sale giá sâu sâu chỉ có 99.000 và đi đơn cho em từ 2 bộ. Cho mã của em là 2606 nha các chị nha. 2606 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. Chỉ có 40 bộ thôi. Tốc độ nhanh tay cho em một xíu, cho mã của em là 2606. Các chị ơi, giá sale của em là dòng cao cấp á, bởi vì em sale giá quà có 99.000 à. Ngày hôm nay mà món này mà còn nít ít á là Sophia sẽ đem ra sale giá quà tặng hết. Vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sophia, là một ngày quan trọng, trọng đại và điều đặc rất là đặc biệt với nhân viên của Sophia ngày hôm nay luôn. Các chị ơi, cho nên là quà ngày hôm nay là rất là nhiều và mẫu mới cũng rất là nhiều các chị nha. A317 các chị ơi, tiếp tục trên cả ba lô A317. 42 cái cuối cùng em ơi. 42 cái cuối cùng cho gam màu nâu và gam màu cà phê. Gam màu nâu và gam màu cà phê các chị nha, 42 cái cuối cùng. Em tặng hết các chị mình cái giá sale sâu nè. 149.000 các chị ơi, 149.000 đi. 149.000 một cái ba lô này thôi. 149.000 đi các chị. 149.000 đồng giúp em cho mã ba lô A317. Ba lô A317 kèm cho em một cái số điện thoại 149.000 đồng các chị nha. Còn có 40 mấy cái cuối cùng. Em có gam màu nâu và em có một gam màu nữa cho em là gam màu cà phê nha các chị nha. Có nâu và có gam màu cà phê. Sale giá quà 149.000 các chị ơi. Có hai gam màu à. Nâu và cà phê các chị. Đây là các chị ơi, dòng da cổ điển cao cấp. Một ngăn cho em các chị nha, phía ngoài thêm một ngăn lớn bên trong và thêm một ngăn phía sau các chị ơi, mà sale giá có 149.000. Một ngăn lớn và một ngăn phụ và thêm một ngăn đằng sau nữa các chị nhé. 149.000 giúp em cho mã ba lô A317. A317 kèm cho em một cái số điện thoại 149.000 tặng hết các chị mình xong luôn các chị ơi. Tốc độ nhanh tay một xíu là mình có đơn hàng thành công. Giá sale cho một cái dòng ba lô này các chị ơi, giá niêm yết của ba lô này phải là 525.000 đồng. Vì dòng này là dòng xịn, dòng cao cấp của em luôn. Và bây giờ em còn có đúng 40 mấy cái thôi. Em tặng hết với giá sale sau là 149.000. Siêu siêu rẻ luôn các chị nha. Cà phê em có, nâu em có. Sale giá có 149.000. Không nhanh tay là không có đơn được các chị nha. Cho mã của em là A317 viết liền và kèm cho em một cái số điện thoại. Đeo chéo được, đeo ba lô cũng được các chị nha. Hai kiểu cầm tay cho em cũng được luôn. Sang lắm các chị ơi, đẹp lắm mà em còn có 40 mấy cái. Các chị ơi, còn đúng 13 cái cuối cùng. 13 cái nữa giúp em cho mã A317. Cái màu này của em là gam màu cà phê, không phải màu đen các chị nha. Màu cà phê giúp em. Và màu này cho em là gam màu nâu. Và giá em sale là 149.000. A317 giúp em. A317 và kèm cho em một cái số điện thoại 149.000. 149.000 đồng giúp em cho mã A317 các chị nha. A317 kèm cho em một cái số điện thoại 149.000. Hết hàng qua luôn nha các chị. Rồi 100 đôi mẫu mới, còn 100 đôi cuối cùng em ơi. 100 đôi cuối cùng các chị ơi, sale giá mừng sinh nhật của Sophia ngày hôm nay các chị nha. Mừng sinh nhật 2039 kèm cho em một cái số điện thoại. Sale giá quà các chị mình săn luôn. Mừng sinh nhật 2039 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Em còn đúng 100 đôi cuối cùng các chị ơi. Dòng xanh đen trệt, dòng cao cấp, dòng xịn cho mình. 435.000 đồng là giá niêm yết các chị nha. Hôm nay sale giá mừng sinh nhật các chị ơi. Không bán giá sale 199.000 là sâu rồi các chị nha. 139.000 thôi. 139 đồng giúp em cho mã 2039. Mừng sinh nhật 2039 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nhá. Dòng xanh đen xịn 435.000 đồng là giá niêm yết. Nhưng mà hiện tại các chị em còn 100 đôi, em sale giá quay hay các chị mình xanh là 139 đồng. Và em đọc sai cho mã 2039 á. Dạ em có sai từ 35 đến sai 39, đủ sai nha các chị, mẫu mới mà còn 100 đôi thôi à. 35 cho đến sai 39, sale giá mừng sinh nhật các chị ơi có 139.000 các chị nha. Em có 100 đôi. Các chị ơi, là dòng xanh đen cao cấp, da siêu mềm luôn. Da siêu mềm nha, cái đệm mút cũng siêu mềm. Mà hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa, cho nên tất cả các mẫu mới sale giá sâu. Mẫu này xinh đan cũng là một cái mẫu mới các chị nha, nhưng mà em có 100 đôi. Sale giá tốt nhất cho các chị mình đó là từ size 35 đến 39, không bán giá 435.000 đồng. Cái đôi này bán giá 199.000 cũng được, các chị mình mua ào ào rồi. Nhưng ở đây chỉ là một cái giá sale quà sinh nhật thôi, 139.000 đồng giúp em. Cho mã của em là mã quà mừng sinh nhật 2039 kèm cho em một cái số điện thoại. Màu em có là gam màu kem tây, màu em có là gam màu đen và một gam màu nữa cho em là gam màu xanh ngọc các chị nha. Nhẹ và êm và bền, các chị mình mua cho mình, mua cho con gái nhà mình các chị nha. Size em có từ 35 đến 39, nhẹ lắm các chị ơi, êm lắm. Dòng đế cao su chống trơn chống trượt cho mình. Đồ đàn hồi dẻo dai cực kỳ tốt luôn. Mà sale giá có 139.000 đồng các chị nha. Có 100 đôi và em có 20 chị lên đơn rồi. 20 chị nổ đơn rồi, cho mã của em là 2039. Mừng sinh nhật 2039 kèm cho em một cái số điện thoại. Nhẹ và êm và bền mà sale giá sâu quá các chị ơi. Màu em có là gam màu đen, màu em có là gam màu kem tây và màu em có là gam màu xanh ngọc. Em còn đúng có 100 đôi thôi. Cho nên
anh chị nào mà đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em các chị nha. 100 đôi được sale giá mừng sinh nhật 139.000, rẻ quá các chị. Hôm nay là ngày quan trọng của sofa các chị nha, cho nên là bên em tập trung mẫu mã mới đem ra sale sâu cho các chị mình. Cho nên các chị mình đừng tiếc ở lại xem live, tag người bạn vào giúp em để mình xem live các chị nha. Giống như là chị Thảo Anh Trương này, chị tag chị Hồng Chi vào xem live này, em tặng chị Thảo Anh Trương một phần quà 8k luôn chị nhá. Còn mã này chị em là mừng sinh nhật 2039. Có nhiều chị đặt hàng nhưng mà thiếu mã sản phẩm là sẽ không có chốt đơn được vì sai cú pháp các chị nha. 2039 là mã của em, kèm cho em một cái số điện thoại. Em có gam màu này gọi là gam màu xanh ngọc các chị ơi, đi lên chân cưng lắm các chị ơi. Màu này cho em là gam màu đen và một gam màu nữa cho em là gam màu kem tây. Sale giá các chị mình đó là 139.000, em còn 50 đôi cuối cùng. 50 đôi cuối cùng giúp em cho mã 2039. 50 đôi cuối cùng giúp em cho mã 2039 các chị nha. Dòng cao cấp 435.000, dòng xanh đan chệt êm và nhẹ cho mình. Cái đôi này ra ngoài mua phải từ 300 400 mấy trở lên. Mà hôm nay em xem các chị nhà mình có 139.000 các chị ơi. 40 đôi cuối cùng. 40 đôi cuối cùng giúp em cho mã 2039. 40 đôi cuối cùng các chị nha, 40 đôi nữa thôi các chị ơi. Sale giá mừng sinh nhật của Sofa ngày hôm nay 139.000. Một cái đôi xanh đan đẹp như thế này, nhẹ như này các chị nha. Em lên chân cho các chị mình coi này. Lên chân cái gam màu xanh cho các chị mình coi đi. Màu xanh cho các chị mình coi là đẹp quá các chị ơi, cưng quá. Và sale giá sâu của chị mình xanh có 139.000. 30 đôi nữa thôi các chị ơi. 30 đôi cuối cùng giúp em cho mã 2039. 30 đôi cuối cùng các chị nha. Màu xanh ngọc em có, màu kem em có, màu đen em có, nhẹ, êm và bền, chịu lực cực kỳ tốt luôn. Mà sale giá mừng sinh nhật ngày hôm nay chỉ có 139.000 đồng. Chị nào mình comment đó là mừng sinh nhật kèm tăng tên có tặng quà cho các chị mình, đó là phần quà 8k nữa các chị nha. Cho mã này của em là 2039. Size 39 mà không có số điện thoại là sẽ không có đơn các chị ơi. Mã giúp em nữa nha, 2039 kèm theo một cái số điện thoại. 10 đôi cuối cùng, 10 đôi cuối cùng giúp em cho mã 2039. 10 đôi cuối cùng là em hết sạch, là không còn một đôi nào luôn các chị nha. Em có xanh ngọc nè, em có kem tây nè, em có gam màu này cho em là gam màu đen nè. Size em có từ 35 đến size 39 đấy các chị ơi. Và giá sale mừng sinh nhật không phải 435.000 mà sale giá có 139.000 đồng giúp em cho mã 2039 các chị nha. 2039 139.000 đồng các chị ơi, nhẹ êm bền. Cái dòng này các chị là cái dòng mà có thể quài dây này các chị ơi, dễ xài, dòng cao cấp, da là da siêu mềm luôn, cái đệm mút này các chị ơi, đặt chân vào là êm chân từ khi đặt mút, đặt bằng lòng bằng chân vào luôn các chị nha. Em có 3 gam màu các chị ơi, em nhận đủ rồi nè. Em qua luôn cho mã 2039, từ size 35 cho đến size 39 với giá sale sâu của em là 139.000 đồng các chị nha. 40 áo cuối cùng em ơi. 40 áo cuối cùng, em có một màu duy nhất thôi. 40 áo cuối cùng các chị nha, cho mã của em là 2802. 2802 xem giá khoa các chị mình săn luôn đi các chị ơi. Cái này còn một kem màu kem, số ký của em là từ 90kg đổ lại cho em mặc vừa. Tặng các chị mình 99 ngàn miễn ship luôn đi. 99 ngàn miễn ship luôn các chị nha. Một tấm vé miễn ship dành cho các chị mình 40 áo với giá sale sâu 99 ngàn và miễn ship luôn. Cho chị nào đặt cái áo này của em là 2802. 2802 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. 2802 là dòng áo thun của bạn Phương đang mặc. Dòng này là dòng unisex, cả nam cả nữ có thể mặc được cho em luôn. Nhưng mà hiện tại em còn có đúng 40 áo. Em sale sâu hết các chị mình săn đó là 99.000. Và em miễn ship cho chị nào đặt cái màu áo này. Em có 40 áo thôi, nhanh ta tốc độ. Vì có 40 chị mình sẽ săn được một cái tấm vé miễn ship. Mà đã khi một săn được cái tấm vé miễn ship là mình đi chung đơn trong ngày hôm nay là cũng miễn ship nha. Nhưng mà Sofa ngày hôm nay chỉ diễn ra đúng một cái live duy nhất là từ bây giờ cho đến là 1 giờ chiều. Tối ngày hôm nay bên em sẽ không có live stream các chị nha, là tối ngày hôm nay là toàn bộ toàn thể công ty của Sofa sẽ tham dự tiệc sinh nhật, cho nên là tối ngày hôm nay sẽ không có live những các chị nha. Cho nên chị nào mình cần săn những cái sản phẩm này thì mình coi cái live này giúp em. Em có 40 áo, sale giá sau là 99.000 và em miễn ship cho chị nào đặt cái màu áo này. Số ký của em là từ 40 đến 90 kg là mặc vừa, cả nam cả nữ đều có thể mặc chung được các chị nha. Cái này em có cả size nam, à nghĩa là size nam size nữ mặc chung được một form các chị ơi. Mà xem giá sâu của 99.000 và em miễn ship luôn các chị nha. Có 40 áo và đã có 20 chị nổ đơn, em còn đúng 20 chị cuối cùng. 20 chị cuối cùng giúp em cho mã 2808. Quay đằng sau cho các chị mình coi đi Phương ơi. 2802 giúp em. 2802 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Size em có là từ 40 cho đến là 90 kg mặc vừa. Em tặng với giá sâu là 99.000 và em miễn ship. 99.000 đồng em miễn ship cho các chị nhà mình luôn các chị nha. 2802 kèm số điện thoại giúp em. Các chị nhà mình mặc được luôn vì nó là dòng unisex nha các chị nha. Từ 40 cho đến là 90 kg đổ về. Các chị nhà mình, các anh nhà mình mặc được cái form áo này nha các chị. Rồi hết hàng rồi em qua luôn em ơi. 99.000 đồng và miễn ship nha các chị nha. Mã số này cho em là mã số 54. Các chị ơi, một mã số 54 các chị nha. Như một cái set này các chị ơi, cái này là 50kg đồ lại. À cái này là 70kg đồ lại mặc vừa. Cái này em tặng với giá sâu sâu là 50.000. 50.000 cho mã số 54. 54 em tặng 50.000. 54 em tặng 50.000 các chị nha. Rồi mã số này cho em là mã số 58. Một đôi trên size 35. Các chị ơi, em tặng cho chị mình luôn 99.000 miễn ship. Mã số 58, 99.000 miễn ship các chị nha. Cho mã số 58, 99.000 đồng miễn ship luôn nha các chị nha, cho mã số 58. Các chị ơi chia sẻ để các chị mình xem nha các chị nha, vì những cái sản phẩm này em chốt cho những chị nào có chia sẻ à. Một cái ba lô các chị ơi, dòng da cổ điển cao cấp luôn nè. Mã số cho em là mã số 57, 99.000 miễn ship.
mã số 57 99 đồng miễn ship luôn các chị nha. Một cái nhất thôi, một cái nhất 99 ngàn miễn ship cho mã số 57. Mã số 57 99 ngàn miễn ship các chị nha. Một cái polo với chơi mã số này cho em là mã số 63. Tặng các chị mình nè. 25.000. 25.000 cho mã số 63. Một cái duy nhất size L, em tặng 25.000 cho mã số 63 các chị nha. Mã số 63 em tặng 25.000 cho mã số 63 nha các chị. Mã số 63 em tặng 25.000 đồng các chị ơi. 2077 trước em, 40 quần. Cái này em còn có 40 quần. 40 quần cho mã số của em là 2077. Quần jean nam, em có 2 gam màu jean đậm và gam màu jean nhạt. Có 40 quần thôi. Sale shop hết các chị mình săn nè. 2077 kèm cho em một cái số điện thoại. 445.000 đồng, sale giá không lời cho các chị mình săn luôn nha. 40 quần thôi, 168.000 các chị ơi. 168.000 đồng giúp em. Còn đúng 40 quần, sale giá không lời cho các chị mình săn 168.000. Em đọc sai cho mã 2077 các chị nha. 2077 kèm số điện thoại giúp em. Zin đậm là 2930, 3436 thì một cái. Zin nhạt thì 29, 34, 36 cũng có một cái à. Các chị ơi, ít lắm các chị ơi, có vài cái thôi. Sale giá là 168.000. Chủ yếu cho em là size gì chị nhỉ? Chủ yếu cho em đó là size 29, 30 và 34 nha các chị. Chủ yếu cho em là size 29, 30 và size 34. Giúp em cho mã không lời 2077. Không lời 2077 kèm cho em một cái số điện thoại. Sale giá sốc luôn, không bàn giá 445.000. Bây giờ sale hết với giá là 168.000 đồng. Giúp em cho mã 2077 các chị nha. 2077 kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. 2077 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nhé. Size em có là size 29, 30 và size 34 là chủ yếu. Còn các size khác, 36 em có 2 cái. Còn chủ yếu các size khác là em có 1 cái, 1 cái, 2 cái các chị ơi. Sale giá các chị mình có 168.000. 168.000 đồng. Giúp em cho mã 2077 ạ. Zin nam nha các chị nha. Màu zin đậm là 29, 30, 34 và 36 một cái. Zin nhạt là 29, 34 và 36 một cái ạ. 168.000 các chị nha. 168.000 đồng. 168.000 đồng giúp em cho mã không lời 2077 giúp em. Gam màu của em đang cầm gọi là gam màu zin đậm và gam màu này cho em là gam màu zin nhạt. Em còn có 40 quần thôi. Em sale giá sốc hết với giá sale là 168.000 các chị ơi. Đang sale giá siêu rẻ các chị mình nhanh tay nha. Vì còn 40 quần em sale giá không lời cho các chị mình săn có 168.000 một quần các chị ơi. Em đọc lại sau một lần nữa, em qua mẫu cho mã 2077 ạ. 2077 kèm số điện thoại zin đậm là size là 29, 30, 34 và 36. Zin nhạt là 29, 30, 36 ạ. Các chị ơi, em qua luôn cho mã 2077 các chị nha. Chỉ có 168.000 đồng và em có đúng 40 quần ạ. Các em không có dám hứa chị nào cũng có đơn, nhưng mà em chỉ chốt cho chị là mình nhanh tay nhất giúp em thôi các chị nha. Chia sẻ tương tác bạn bè các chị ơi. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Không biết các chị nào mình biết là ngày hôm nay là ngày gì không các chị ơi. Chị nào mình biết là hôm nay là ngày gì hãy comment lên giúp em các chị nha. Và để nhận quà với số fan ngày hôm nay các chị, 2077 này em qua mẫu 168.000 đồng. 2185 là cái set đồ của em đang cầm trên tay này các chị. Dòng này đẹp, cả quần cả áo. Dòng xịn cho mình các chị ơi, theo cho mình các chị nha. Hoa là hoa theo 2185 ạ. À. S đến XL nha. S đến L, màu tím em có, màu hồng em có và gam màu này cho em là gam màu xanh lá. 2185 kèm cho em một cái số điện thoại. Sale giá quà cho các chị mình săn. Còn có vài bộ cuối cùng à. Từ size S cho đến là size L. Từ size S cho đến là size L các chị nha. Ủa. 125.000 và đi đơn cho em từ hai bộ. 125.000 và đi đơn cho em từ hai bộ các chị ơi. 125.000 đồng và đi đơn cho em từ hai bộ. Cho mã của em là 2185. 2185 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. 2185 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. Không biết các chị nào mình đã comment đúng chưa nhỉ? Rồi, 2185 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. Xa từ S đến XL và sale giá các chị mình đó là 125.000 đồng. Màu xanh lá, màu này cho em là gam màu hồng ruốc và gam màu này cho em là gam màu tím. Sale giá sâu sâu là 125.000 đồng và đi đơn cho em từ hai bộ các chị nha. Các chị ơi, khi nào các chị nào có những câu đố các chị đừng có comment thêm số điện thoại nha các chị nha. Vì như vậy thì sẽ không có quà đâu các chị ơi. Đúng rồi, chỉ dạ. Cần em rồi. Đố các chị mình chỉ cần trả lời thôi, không cần để lại dạ. Số điện thoại các có chị có rất là nhiều chị là đoán đúng nhưng mà em bạn một chị nhanh nhất đó là chị có nick Facebook là chị Lưu Thúy Hình ạ. À. Em xin chúc mừng chị ạ. Chị dạ. Lưu Thúy Hình, em xin chúc mừng chị Lưu Thúy Hình chị nha. Em tặng 8k thôi. Và các chị biết là sinh nhật của Sofa thì cái gala này diễn ra lần 8 của Sofa, đúng rồi chị nha. Và tối ngày hôm nay bên em sẽ không có live stream nha các chị nha. Tối ngày hôm nay bên em sẽ không có live stream, chỉ là cả ngày hôm nay chỉ có một cái live duy nhất thôi là diễn ra tới lúc 1 giờ chiều. Nên chị nào mình coi ngày hôm nay là các chị mình đang săn được những cái giá tốt nhất các chị, là chị Thùy đưa những cái giá sale tốt nhất cho khách hàng vào trong ngày hôm nay. Cho nên là các chị mình ở lại xem live để săn sale các chị nha. Mã này cho em đó là 2185. Em sale giá sau là 125.000 đồng và em đi đơn cho em từ hai bộ cho mã 2185 các chị nha. Em có size từ S đến XL và em sale giá là 125.000 và em đi đơn từ
hai bộ nha các chị. Màu em có là gam màu xanh rêu, màu em có là gam màu hồng ruốc và màu em có là gam màu tím các chị nha. Dễ thương lắm. Mà nguyên một cái set này mà bán có 125.000 và đi đơn từ hai bộ các chị ơi. Đặt hàng các chị nhà mình là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại cho em là mình có đơn hàng thành công các chị nha. Cho mã của em là 2185 125.000 và đi đơn cho em từ hai bộ. Em giới thiệu màu, em giới thiệu lại sao là em qua mẫu nè. Xanh rêu, màu hồng ruốc. Gam màu này cho em là gam màu tím. Sale giá 125.000 và đi đơn cho em từ hai bộ các chị nha. Qua mẫu này luôn các chị ơi. 1995 còn ít nhỉ? 1995 em còn 62 bộ cuối cùng. 1995 em còn được 62 bộ cuối cùng các chị nha. Dòng này của em là dòng mango 40-70kg nha. 40-70kg sẽ có size các chị ơi. Dòng mango cao cấp quần dài các chị nha. Bộ này đang bán 199.000 một bộ trên line. Bây giờ em sale shop với các chị mình xanh là với giá sale là 149.000 đồng. Sale giá quà các chị mình săn 62 bộ cuối cùng. Nhưng mà hiện tại đang lẻ xa rồi các chị nha. Các chị ơi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa. Các chị mình có thể tặng quà cho Sofa các chị ơi là những cái nút chia sẻ, những cái nút thả tim. 3.000 lượt thả tim các chị ơi. Thả tim liên tục các chị ơi. Cái này là ngày hôm nay là ngày sinh nhật các chị nha. Các chị mình hãy tặng quà cho Sofa đi các chị ơi. Tặng quà bằng cách mình hãy chia sẻ, mình hãy thả tim cho độ like và cho Sofa ngày hôm nay nha các chị nha. Cái mẫu này em sale giá là 149.000 đồng. Giúp em cho mã là 1996. Em có số ký là từ 40-70kg. Màu của em đang cầm trên tay gọi là gam màu nâu. Em dựa theo cái nền hoa các chị nha. Là màu nâu. Gam màu này giúp em sẽ là gam màu vàng. 1995 kèm số điện thoại giúp em ạ. Giá các chị mình sale là 149.000. Trên mã của em là 1995. 1995 149.000 đồng các chị nha. Có 62 bộ thôi. Sở giá sâu hết các chị mình săn 149.000. Rẻ quá các chị. Cái giá bán của em là cái giá mà hàng lẻ cũng không có giá này đâu các chị ơi. Nhưng mà ngày hôm nay là tặng quà các chị mình săn 1995 giúp em nha chị Kim Yến ơi. Chắc nãy là do em đọc nhầm á. 1995 giúp em các chị nhá. 149 đồng. Phải có mã sản phẩm và có số điện thoại mình mới có đơn được nha chị Khánh Trâm ơi. 1995 kèm có từ 40-70kg. Dòng mango cao cấp chơi. Xếp đồ là siêu đẹp luôn nha. Màu vàng và gam màu này cho em là gam màu nâu. Sale giá sâu các chị mình săn là 149.000. Một bộ chơi rẻ quá. Mua lại cho mình hai bộ đi. 70kg đồ lại mặc vừa. 70kg đồ lại giúp em là mặc vừa. Cho mã của em là 1995 các chị nha. 1995. Màu này cho em là gam màu nâu. Gam màu này cho em là gam màu vàng các chị ơi. 40-70kg là sẽ có size. Và giao sale giá có 149.000. Tốc độ nhanh tay đấy các chị. Vì em còn bây giờ là còn đúng 30 bộ cuối cùng. 30 bộ nữa thôi cho mã là 1995. 30 bộ nữa giúp em cho mã 1995 các chị nha. Họa tiết đẹp, phong dáng may chuộn luôn. Mà em còn có đúng 62 bộ. Em sale giá quà hết các chị mình săn là 149.000. Hôm nay sinh nhật của Sofa. Nhưng mà ngược lại Sofa tặng quà cho các chị mình rất là nhiều. Thì thay vì điều đó, chị mình hãy tặng ngược lại Sofa cho những cái nút thả tim, thả like các chị nha. Tặng quà cho Sofa bằng cách là thả tim, thả like, tag người bạn vào xem like nha các chị. Cái này em tặng với giá quà là 149.000 một bộ các chơi. Em có 62 bộ mà bây giờ hiện tại em còn đúng 12 bộ cuối cùng. 12 bộ nữa giúp em cho mã là 1995. Em có nâu, em có vàng. Thiết kế cho em là dạng quần dài các chị nha. Mà sale giá có 149.000. Trong khi bộ này là quần dài phải bán là 199.000 là rẻ hơn bên ngoài thị trường rồi. Thì bên ngoài thị trường người ta bán tới cả 280-320 một set cơ. Bây giờ em sale giá là 149.000 các chị nha. 149.000 đồng giúp em cho mã là 1995. 6 bộ cuối cùng. 6 bộ cuối cùng giúp em cho mã là 1995. 6 bộ nữa thôi các chị nha. 6 bộ cuối cùng giúp em cho mã là 1995. 149.000 đồng giúp em. Màu em có là gam màu nâu. Màu em có là gam màu vàng. Số ký em có từ 40-70kg là sẽ có size. Và sale giá các chị mình săn là 149.000 đồng. Đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại giúp em là mình có đơn hàng thành công các chị nha. Các chị ơi, thiếu mã sản phẩm nhiều quá. 1995 mới có đơn được các chị ơi. Cái này em có từ 70kg lại là mặc vừa. Và sale giá sâu có 149.000 các chị ơi. Hai chị cuối cùng, đến từ chị Cháo Thảo Nhi. Em còn hai bộ cuối cùng chị nha. Hai bộ cuối cùng giúp em cho mã là 1995. 149.000 đồng. Màu em có là gam màu nâu. Màu này em có là gam màu vàng. Và giờ em sale các chị mình săn là 149.000 đồng. Và các chị ơi, một bộ cũng 149.000. Nhưng mà chị nào mình thấy rẻ quá, mình mua lấy cho mình hai bộ đấy các chị. Vì thực sự cái giá sale này không có nha. Chỉ là một cái giá quà của em thôi. 149.000 em hết hàng, em qua mẫu ạ. Rồi cái này luôn chị. Cái áo này đúng không? 1120 em ơi. 1120 các chị nha, là dòng áo polo. Cái này cả nam cả nữ mà còn được có đúng đó là 78 áo cuối cùng. Cả nam cả nữ mà em còn được đúng 78 áo cuối cùng. Em sale shop các chị mình săn cái áo polo của nam luôn nha. Cái áo này bình thường là phải mua từ 5 cái trở lên mới được giá 99.000. Vậy em tặng shop các chị mình là 79.000 và đi đâu cho em từ 3 cái.
79.000 và đi đơn cho em từ 3 cái. Cho mã áo của em là 1120. 1120 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có màu bầu bạn Phương đang mặc. Gam màu này cho em là gam màu xám. Còn một gam màu nữa cho em là gam màu xanh ngọc bích nha. Nam cho em là từ 50 đến 100 kg. Nữ cho em sẽ là từ 70 kg đổ lại giúp em là mặc vừa. Em sale giá khoa cả nam cả nữ mà có 78 áo thôi. 79.000 và đi đơn cho em từ 3 áo. Cho nó hết luôn các chị nha. Cho mã của em là 1120 và kèm cho em một cái số điện thoại. 1120 các chơi nam. Em có số ký là từ 100 kg đổ lại có size. Nữ cho em là 70 kg đổ lại có size các chị nha. Áo polo nam này, dòng polo cả 6 tháng. Và cái giá sơ sông nhất trên like cho là chị nào mà khách hàng quen sẽ biết nha. Và phải mua số lượng từ 5 cái trở lên mới được giá 99.000. Hôm nay mình sale với giá 79.000 và đi đơn cho em từ 3 cái các chị nha. Là sale giá sốc cho các chị mình săn luôn. Dòng polo sang xịn, có độ co giãn, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Và bán các chị nhà mình chỉ có 79.000 thôi. Và đi đơn cho em từ 5 cái, 3 cái các chị nha. Trên máy của em là 1120. 1120 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Nhanh tay giúp em để có đơn nha các chị. Nam là 100kg đổ về, nữ cho em đó là 70kg đổ về. Và cũng có 3 gam màu xám, xanh và gam màu bò nha các chị nha. Rồi. Chỉ có 78 em áo thôi là em chốt được có 26 chị thôi. Cho nên các chị mình nhanh tay à. Rồi các chơi, em tặng cho các chị mình cái này hàng này 11 các chị nha. Cái này mã số cho em là mã số 70. Mã số 70 em tặng các chị mình 8k. Mã số 70 em tặng 8k. 70 em tặng cho mình 8k nha các chị nha. Rồi tặng cho chị em mình tiếp tục luôn nhá, một cái bộ đồ luôn. Chất liệu nó là lụa này, là lụa Tô Châu luôn các chị nhá. Bộ đồ này tặng cho chị em mình 65.000 đồng miễn phí ship. 65.000 đồng miễn phí ship. Cái này là bộ đồ dài cái nhá. Cái này là bộ đồ dài cái nhá. Má này là má 38. Có đi rửa tay cái nhanh đi. 38 luôn các nhá. Má này má của em sẽ là má số 38. 65k và miễn phí ship các nhá. Cái này đây là một bộ đồ dài này chơi. Cực kỳ đẹp luôn và rất là sang. Và size của em là size S các chị nhà mình có số ký còn khoảng 40 tới 50 kg là mặc vừa các nhá. Em qua luôn nhá. Rồi tiếp tục cho em luôn là cái gì? Một đôi sandal nam kháng nước mã số 55. Các chị comment nhận quà này, 55 kèm cho em cái giá tiền và cái số điện thoại. 55 em tặng cho mình cái đôi này với giá chỉ có là 79k thôi. Giá niêm yết của em là 695 ngàn đồng. Các chị mình săn đôi này để cho em đúng cú pháp. 55 79k kèm cho em cái số điện thoại size 41 nhá. 5579k kèm cho em cái số điện thoại tặng cho em mình với giá là 79k một đôi ạ. Cực kỳ rẻ. Tiếp tục cho chị em mình làm một cái quần jean cho em bé nhá. Các chị em nhà mình có số ký các bé nhà mình có số ký từ 9 cho tới 12 kg là mặc vừa. Mã của em số 56 56 tặng 8k. 568k và kèm cho em cái số điện thoại cái gì? 568k và kèm cho em cái số điện thoại nhá. 568k và kèm giúp em cái số điện thoại em qua luôn. Tiếp tục là một cái dây thắt lưng nữ da bò các chị ạ. Dây thắt lưng nữ da bò mã số của em mà là mã số 83. 83 tặng chị em mình 53.000 các chị ạ. Dây lưng thắt lưng nữ da bò các nhá. Cái này kia da bò 100% và giá đĩa là 465 ngàn đồng và ngày hôm nay tặng chị em mình một giá cực kỳ rẻ luôn các chị ơi. Mã 83 tặng chị em mình với giá là 50 mấy ngàn nhà em vừa nói là 59 ngàn đúng không? 53 53 ngàn đồng 53 53 ngàn đồng luôn các nhá. Em qua luôn. Định ăn giang các chị mà không được, các chị comment nhanh quá. Rồi cái nhận lên cho chị em một cái đầm nhá, tặng tiếp tục cho chị em một cái đầm. Cái đầm này là đầm size S cái nhá, mã số của em là mã số 93. Sau đấy bạn thả cho lên cho chị em mình cái đôi giày bata mà các chị đang hỏi rất là nhiều từ nãy tới giờ các nhá. Mã số của em là mã số 93 cái nhá. 93 tặng chị em mình cái đầm này với giá là 99 đồng. Dạ, tặng cho em cái đầm này giá là 99.000 đồng nhá. Kìa chưa? Được cực kỳ đẹp luôn. Mã số của em là mã số 93. 93 size S tặng cho em mình 99.000 đồng nhanh quá luôn. Và tiếp tục tặng cho chị em mình một cái áo polo nữa đi cái gì? Tặng cho em mình một cái áo polo nữa chứ cái gì nhá. Một cái áo polo chất liệu polo cao số thái dòng xịn này, cái nhà size này là size L. Cái nhà size này size L. Mã số 89 tặng cho em mình 59k. 59 59k và miễn phí ship luôn nhá. 89 59k và miễn phí ship luôn nhá. Các chị thấy không? Trong quá trình livestream bên sẽ tranh thủ và tặng quà liên tục luôn nhá và đan xen quà đó. Trong quá trình mà bên em tặng quà sẽ gọi là lên cho em mình những hàng gọi là chất lượng hàng lẻ, số lượng còn ít nhá. Em qua luôn. Thả lên cho em mình đôi sandal đấy đi. Các chị đang hỏi rất là nhiều cái đôi bata, đôi bata em ơi. À đôi bata của em đang mang đúng không? Chờ các chị mình hỏi cái đôi bata này đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại nó còn số lượng ít á. Để em lên cho các chị mình săn luôn nha. Rồi mã đang cho em là 2634. 2634 là đôi giày thể thao của em đang mang. Và dòng này có cả size nam và có cả size nữ các chị nha. Dòng là dòng xịn, dòng cao cấp cho mình các chị ơi. Dòng là dòng siêu nhẹ, siêu êm nha. Cái này các chị mình comment cho em là siêu êm 2634 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có cả size nam và em có cả size nữ. Màu của bạn Phương đang mang gọi là gam màu xám. Gam màu này cho em là gam màu trắng và gam màu này cho em là gam màu đen các chị nha. Màu của em đang mang cũng là gam màu trắng các chị ơi. Sale một cái giá siêu rẻ cho các chị mình săn luôn. Siêu êm
2634 và kèm theo một cái số điện thoại. Đối với nữ, em có size từ 36 cho đến là size 39. Đúng rồi. Đối với nam, em có size từ 40 cho đến là size 44 các chị nha. Và cái này hiện tại các chị ơi, em còn số lượng cực kỳ ít, em sell hết cho các chị mình săn này các chị ơi. Nhà tay tốc độ giúp em cho mã 2634 các chị nha. Nữ là em có giá niêm yết đó là 795.000 đồng. Còn nam là em có giá niêm yết 845.000. Cho nên riêng luôn nữ em sell giá các chị mình 249.000 và em miễn ship. Còn nam em sell giá 259.000 và em miễn ship luôn các chị nha. Nhưng mà các chị mình hãy để cho em một cú pháp thôi, 2634 và kèm cho em một cái số điện thoại, để đúng một cú pháp để cho các bạn nhà em chốt đơn cho các chị mình. Và nó dễ dàng hơn với các chị mình các chị nha. Và khi mà chốt các chị mình chỉ cần báo size là size bao nhiêu đó là các bạn sẽ lên đơn đúng cho mình nha các chị nha. Nữ em sell giá 249.000 em miễn ship. Và nam em sell giá 259.000 và em miễn ship các chị nha. Đối với nam á, có cái em màu sáng đó các chị, cái em màu trắng mà em đang mang á. Đối với nữ á là cái lớp lớp bên trong chỗ này là các chị ơi là sẽ là em màu hồng, nhưng mà đối với nam bên em các chị ơi tinh tế hơn, làm cho nam là bên em sẽ làm cái lớp lớp bên trong là em màu xám các chị nha, chứ không lại làm cho nam màu hồng thì nó hơi kỳ đúng không các chị ơi. Nên là riêng cái đây em màu trắng này thì lớp lớp bên trong của nữ em sẽ là màu hồng, còn đối với nam thì em sẽ làm màu xám nha các chị nha. Còn chị nào đặt cái mẫu này thì mình nhanh tay lên đơn cho em cho mã siêu em 2634 và kèm theo một cái số điện thoại. Em sell một cái giá siêu rẻ luôn, chỉ có 249.000 đồng cho nữ và nam là 259.000 các chị nha. Đôi này nhẹ và êm lắm chị ơi. Chị nào mà mình đi hay đi tập thể dục nè, hoặc các em nào hay đi tập thể dục hoặc là mua cho bé đi học á thì nên mua đôi này các chị nha. Nhằm mà dòng xịn, dòng siêu nhẹ và êm và bền luôn. Dòng mang đi chơi cũng được, mang dạng thể thao đi chơi cũng được nè các chị. Hoặc là mình mang đi tập thể dục, đi máy bay các chị ơi, nó nhẹ lắm các chị nha. Hoặc là mình đi xe các chị ơi, là siêu siêu nhẹ luôn. Mà em bán giá ngày hôm nay có 249.000 đồng một đôi thôi cho nữ. Còn nam sẽ là 259.000. Cái phần ta lông bên trong các chị nhà mình có thể gỡ ra trà rửa cho mà thoải mái các chị nha, dễ dàng sử dụng các chị ơi. Mà đôi này nó nhẹ lắm mà nó dòng thời trang cho mình nữa các chị ơi, và dòng này đi cực kỳ thoáng chân cho mình các chị nha. Và các chị mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay đi các chị ơi, vì hiện tại đơn đang nổ rất là nhiều cho mã của em là 2634 siêu em 2634 và kèm cho em một cái số điện thoại. Đối với nam em có size từ 40 cho đến là size 44. Đối với nữ em có size từ 36 cho đến là size 39 và em sell giá các chị nhà mình săn là 249.000 đồng cho nữ và nam là 259.000 cho nam các chị nha. Và em miễn ship cho chị nào là cái mẫu này, cho nên chị nào mà là mẫu này thì mình tốc độ giúp em và em dành ra trong vòng 2 phút nữa để các chị mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay lên đơn các chị ơi, vì dòng này có cả size nam và có cả size nữ, mua để mặc cặp cùng gia đình cũng được các chị nha. Mua để mặc cặp cùng gia đình cũng được nha các chị nha. Vì đôi này nó siêu nhẹ siêu êm, em có 3 gam màu cơ bản và dễ xài nè các chị. Em có đen, em có trắng và em có gam màu xám của bạn Phương đang mang các chị nha. Mà sale giá chỉ có 249.000 đồng cho nữ và nam là 259.000 các chị nha. Và em miễn ship cho chị nào cái mẫu này luôn. Vì ngày hôm nay là cái chương trình là mừng sinh nhật của Sofa, cho nên là những cái mẫu mà em lên á xem rất là sâu luôn á chơi, mà xem một cái giá siêu rẻ luôn các chị nha. Đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại như em, là mình có đơn hàng thành công cho mã của em là 2634. Em xin lỗi các chị nhà mình nha, cho nó có hơi nhiều mũi các chị, nên là 2634 và kèm thêm một cái số điện thoại. Nữ em có size từ 36 cho đến size 39, nam em có size từ 40 cho đến là 44 và em sell giá là 249.000 cho nữ, nam là 259.000 cho nam. Và em miễn ship cho chị nào đặt cái mẫu này các chị nha. Em còn 1 phút nữa thôi em qua mẫu này. 1 phút cuối cùng giúp em cho mã 2634 nha. Em và bền các chị. Các chị mình thích em đi màu đen đúng không? Em lên màu đen cho các chị mình coi nha. Em có đen, em có xám, em có trắng cho dễ đi. 2634 nha chị Vi Liên ơi, chị comment sai mã rồi, chị comment lại giúp em ạ. Dạ chào 2634 ạ. Thoải mái. Một cái đôi này các chơi, một cái đôi này mà chưa đến 250 ra nó chị nhẹ lắm. Đây là các chơi, màu đen này đẹp lắm, màu trắng, màu đen và màu xám đều đẹp luôn, những cái gam màu cơ bản dễ xài các chị nha. Mà sale giá có 249.000 nè. Và chị nào mà đặt của nam là 259.000 đồng giúp em cho mã của em là 2634 các chị nha. 2634 và kèm theo một cái số điện thoại. Nữ 249.000, nam là 259.000 và miễn ship cho chị nào đặt cái mẫu này luôn giúp em cho mã 2634 các chị nha. 2634 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. Chị Đặng Phương sai mã rồi ạ. Chị Đặng Phương ơi, 2634 giúp em bỏ cái số 0 đi chị nhá. Nữ em có size từ 36 đến 39, nam em có size từ 30 từ 40 đến 44 và sale giá siêu sâu là 249.000 cho nữ, nam là 259.000. Riêng cái gam màu trắng này các chị ơi, nữ là em làm cái lớp lớp bên trong màu hồng, nhưng mà nam em làm tinh tế hơn, làm cái gam màu xám các chị nha, để cho các nam đi các chị ơi, chứ nam là đặt màu hồng thì nó hơi kỳ đúng không các chị ơi, nên lại bên em làm cái gam màu xám các chị nhá. 2634 và kèm cho em một cái số điện thoại. Em nhắc lại sau một lần nữa, em qua mẫu có nhiều chị mình hỏi áo sơ mi nam, em có màu áo sơ mi nam luôn các chị nha. 2634 các chị ơi, em có xám, em có đen và em có một gam màu nữa cho em là gam màu trắng. Em có size là từ 36 cho đến là size 39 cho nữ,
Nam em có size từ 40 cho đến là size 44 cho nam. Và em sell một cái giá các chơi, nữ là 795.000 đồng là giá niêm yết, nhưng mà sell giá có 249.000. Còn nam là 845.000, em sell giá 259.000. Và em miễn ship cho trong color này cho chị nào là cái mẫu 2634 luôn các chị nha. Qua mẫu cho mã 2634. 2634 kèm giúp em một cái số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Các chị nổ đơn rất là nhiều luôn. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều các chị nha. Vì mẫu này nó đẹp quá các chị ạ. Mua đi các chị. Vì thực sự cái dòng này dòng cao cấp, dòng xịn, nó dòng này siêu nhẹ luôn. Mà thiết kế nó đơn giản, nó dễ phối, nó sang, vừa mang thời trang được, vừa mang đi chơi được, vừa mang đi tập thể dục được. Nếu mà chị nào cần êm, cần nhẹ, cần bền thì thực sự các chị nhà mình nên mua đồ này các chị nha. Thực sự các chị mình nên mua đồ này. Em qua luôn mã 2634. Em qua mẫu các chị nha. Và các chị ơi, lên cho chị em mình một cái dòng áo sơ mi nam cực kỳ đẹp luôn. Các chị hỏi em rất là nhiều từ nãy đến giờ thôi nhá. Thì các chị ơi, trong gala ngày hôm nay ấy, có một cái dòng áo sơ mi này, nó là dòng chất liệu, nó là 100% chất liệu dòng cotton xịn cao cấp như các chị ơi. Có hai gam màu xanh và cái gam màu nâu 2138, và sau đây em sẽ xả hàng lẻ cho chị sang nhá. 2138 và kèm dưới hàng cái số điện thoại các chị ơi. 2138 nhá. Và giá niêm yết của cái áo sơ mi này 455.000 đồng thì tương đương với ở ngoài thị trường, các chị được mua ít nhất phải tầm từ 500 cho tới 550.000 trở lên một áo nhá. Cho hai gam màu này. Màu xanh em đang mặc, và đây gam màu này cho em là cái gam màu này là gam màu nâu nhá. Và hiện tại trong gala ngày hôm nay, chương trình đặc biệt chị thì dành ra đúng 100 áo với cái giá sale sập sàn, chuẩn bị em điền báo ra đây, các chị nhanh tay mình săn sale nè. Em có size từ 50 cho tới 100 ký là các anh nhà mình mặc vừa nhá. Và chất liệu nó là vải, dòng vải cotton nhá, mặc rất là mát nhá. Form dáng cực kỳ đẹp luôn, size số thì chuẩn, từ size M cho tới size 3XL. 100 áo được áp dụng trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay với giá sale một like duy nhất 168.000 đồng các chị. Đặt hàng tranh thủ nhanh tay, tốc độ lên đơn đi em cho các chị coi này. Cái màu này là gam màu nâu cực kỳ sang. Tất cả những dòng áo sơ mi nam ấy mà dòng dạng sọc như này mặc không bao giờ xuống mốt nhá. Mặc hoài hoài như vậy luôn, mà các anh mình mặc lên rất là trẻ trung và năng động luôn các chị. Đấy ạ, mua về cho các anh thì mình mang được, mua về cho bốn thì mình mang được. Vì sao? Những dòng áo sơ mi nó đơn giản như thế này rất nhiều đối tượng có thể sử dụng được nhá. Dạng là truyền thống các chị. 2138. Tranh thủ nhanh tay tốc độ để cho em đúng cú pháp bây giờ. 2138 và kèm cho em cái số điện thoại nhá. Và em chỉ có đúng áp dụng được 100 áo với cái giá sale sập sàn trong online ngày hôm nay, là cái trị giá mà đang săn sale trong online này là 168.000 đồng một áo nhá. 168.000 đồng một áo thôi, giá sale quá là sốc nhá. Giá niết của em tới 455.000 đồng, nhưng mà so với giá niết ở ngoài thị trường giá này cũng rất là rẻ rồi. Nhưng mà đặc biệt trong online ngày hôm nay các chị mới săn được một giá sập sàn hơn nữa là 2138 với giá chỉ có là 168.000 đồng. Như em liền đang mặc size này là size XL nhá. Như em đang mặc size XL cực kỳ thoải mái, rất là dễ chịu, nó chuẩn size, chuẩn form luôn đó các chị. Nên nó là cơ hội cái gì, tốc độ nhanh tay lên đơn đi. Các chị đang nổ đơn quá trời, và tới thời điểm này em chỉ còn duy nhất có 55 áo thôi. Em vừa bán ra, các chị đã 45 chị đã lên đơn rồi, nhận đơn nổ quá trời. Em cho các chị coi này. Cái màu này rất là đẹp luôn các chị. Em cái gam màu nâu này. Nhưng mà đầu like là em mặc cái gam màu xanh này nhá. Rồi em quên mặc cho các chị coi cái gam màu nâu này cực kỳ đẹp xuất sắc. Nếu mà trường hợp cái màu xanh em này hết, các chị đặt qua cái gam màu nâu nhá. Vì sao nhá? Vì cái mẫu này em đã bán hết một color rồi, nhưng mà không phải là cái giá này nhá. Nhưng trong color này thì lấy ra đúng 100 áo với cái giá mà em đang báo đây là 168.000 đồng nhá. Một cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các chị thấy không? Trời ơi, nó chất lượng cực kỳ luôn các chị, đẹp cực kỳ. Vải nó mềm mịn và mặc rất là mát. Từ đường kim mũi chỉ đường cúc là diện đính cúc cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. 2138 các chị, mã hàng em sẽ là 2138. Các chị tranh thủ nhanh tay đơn nhá. Em chỉ còn được đúng 40 áo cuối cùng nhá. 40 áo cuối cùng thôi nhá. Màu này rất là đẹp luôn. Màu này cho em là gam màu nâu nhá. Màu này là gam màu nâu các chị. Màu nâu này rất đẹp. Mặc lên gọi là rất là dễ dàng phối đồ ấy. Nó thuộc trong những gam gọi là tông những gam màu tối ấy. Các anh mình phối quần tây, quần jean đều được hết cái nhá. Form dáng nó đẹp, nó xuất sắc nhá. 30 áo cuối cùng là mà là các bạn đang báo cho em được nhá. 30 áo cuối cùng cho 2138 nhá. Đơn đang nổ quá trời, nó thật nhá. Số ký là từ 50 cho tới 100 ký các nhá. Đủ size số từ size M cho tới size 3XL luôn, thoải mái để cho các chị em mình săn sale luôn nhá. Tốc độ tranh thủ nhanh tay lên đơn nhá. Và tới thời điểm này chỉ còn 25 cái cuối cùng nhá. 25 cái cuối cùng em tắt đi cho các chị coi hình cho nó dễ luôn nhá. 2138 đã bị ấy rồi, mặc cái đây nữa không lấy giải à. 2138 và kèm cho em cái số điện thoại nhận. Tốc độ nhanh tay đi nhờ, 168.000 đồng, 15 áo cuối cùng nhận. Em còn 15 áo cuối cùng thôi, nên các chị đặt hàng tranh thủ nhanh tay lên đơn chưa. 15 áo cuối cùng được áp dụng với cái giá treo sâu là 168.000 đồng một áo nhá. Tranh thủ nhanh tay tốc độ lên đơn, trời ơi, nó đẹp vô cùng, xuất sắc lắm các chị. Trời ơi, em lại thấy các chị comment, lại thấy các chị đã tăng tên bạn bè và người thân, thì em sẽ tặng quà cho mình nhá. Em xin tặng quà cho chị có nick Facebook là chị Hương Khổng.
chị đã tăng tên chị Thảo Quế Hương vào Koala Chim. Rồi em xin tặng quà phần quà thứ hai là chị Hoàng Thị Thắm, chị đã tăng tên chị Hứa Thị Cường vào Koala Chim. Em xin chúc mừng hai chị nhận được hai phần quà trong Koala ngày hôm nay nhé. Rồi cái gì là tốc độ nhanh tay lên đơn nhá, em chỉ còn 5 cái cuối cùng thôi nhá. 5 cái cuối cùng được áp dụng với cái giá sale show trong Koala ngày hôm nay là 168 đồng. Các chị mình nếu mà trường hợp màu xanh của em nó hết size, các chị đặt qua cái gam màu nâu này giúp em với nhá. Đấy các chị, vì em đang thấy cái chị nó nổ đơn quá trời luôn này, trời ơi rất là đẹp xuất sắc luôn nhá. Từ 50 cho tới 100 kg là các anh nhà mình mặc vừa và thoải mái nhá nhá. Nên các chị đặt hàng để cho em đúng cú pháp nhá. 2138 là tên hàng của cái tên của cái mã áo này nhá. Để các chị thêm nha cái số điện thoại để các bạn có thể liên lạc chốt đơn chị một cách nhanh chóng hơn kia nhá. Rồi em giới thiệu màu và sam lần nữa để cho các chị nghe rõ. Các chị đặt lên đơn cho các bạn này em gọi điện chốt đơn chị mà nhanh chóng và chính xác hơn nhá. 2138 và kèm cho em cái số điện thoại. Và giá các chị đang săn sale trong cái line ngày hôm nay chỉ có là 168.000 đồng một áo nhá. 168.000 đồng. Giá nó quá rẻ. Giá nó quá xuất sắc luôn nhá. Chợ cái gì cái gam màu nâu này, cho cái gam màu nâu này rất là tây luôn, màu nâu này cực kỳ đẹp và sang mà mặc hoài theo năm tháng, không sợ trường hợp bị xuống màu, không sợ trường hợp bị phai màu nhá. Và sao nữa, cái gì đường kim mũi chỉ bên em may cực kỳ chắc chắn. Áo sơ mi này có túi nhá, áo sơ mi này có túi đẹp cực kỳ đấy. Rồi em xin giới thiệu lại một lần nữa, xin phép qua cái mẫu này luôn cho các chị giá đang săn sale trong ca live ngày hôm nay. 2138 nhá, 2138 và kèm theo cái số điện thoại. Và giá săn sale là không phải là 455.000 đồng như bình thường khi đang săn sale, mà ngày hôm nay các chị đang săn sale giá chỉ có là 168.000 đồng. Và cái giá này các chơi em xin được áp dụng đúng có 100 áo duy nhất thôi nhé, 100 áo duy nhất trong gala ngày này thôi. Nhưng các chị ngày hôm sau mà em có lên áo sơ mi mà giá cao hơn, các chị có thông cảm với em, vì ngày hôm nay chương trình cực kỳ đặc biệt là mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Sovia nhé. Thì các chị mình mới săn được một cái giá nó tốt như vậy nhé. Em sẽ qua mẫu để đi thay áo lên tiếp tục cho chị mình những dòng dầm khác để bạn Thảo lên tiếp tục xem cho chị em mình. Các chị nhận em qua luôn các chị ơi. Các chị em lên thêm các chị mình là một cái mẫu ví các chị nha, một cái mẫu ví mà sale giá cực kỳ đậm sâu cho các chị mình săn. Một cái dòng ví mà em bán các chị mình có 99.000 mà 3 cái thôi các chị ơi. Cho nên chị nào mình có săn cho mẫu ví nào thì mình nhanh tay, vì gala này là em có 200 cái để dành ra cho những chị nào mình nhanh tay nhất các chị ơi. Một dòng ví xịn nhưng mà chỉ có 99.000 3 cái thôi. Là các chị mình biết là mình phải tốc độ nhanh tay đến cỡ nào rồi các chị ơi. Hãy tương tác thả tim thả like để mình cùng săn sale ngày hôm nay các chị nha. Một cái dòng ví các chị ơi. Em có rất là nhiều gam màu cho các chị mình lựa chọn. Mã sản phẩm sẽ là 2122. 2122 và kèm thêm một cái số điện thoại các chị ơi. Em có đen, em có xám, em có gam màu này là gam màu vàng, và gam màu này trên là gam màu hồng và gam màu đỏ các chị nha. Một dòng ví vừa có thể bỏ thẻ, vừa có thể bỏ tiền, bỏ vừa có thể bỏ điện thoại luôn các chị ơi. Rộng rãi cực kỳ thoải mái luôn các chị nha. Mà em bán theo combo các chị ơi. Em bán theo combo. Chị nào mà đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em cho mã là 2122 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có 200 cái sale show các chị ơi. 99.000 3 cái, 99.000 3 cái giúp em. Em bán thế là 3 cái hoặc 6 cái hoặc là 9 cái, em bán combo như vậy các chị nha. Một combo bao gồm 3 cái mình được lựa chọn màu thoải mái. Và cái dòng này các chị ơi là da siêu mềm. Các chị mình có thể bỏ vừa kính này, bỏ vừa điện thoại cho em, một cái điện thoại em lo cho các chị mình coi nè. Điện thoại rất là lớn các chị nha, nhưng mà bỏ vừa cho em là thoải mái. Điện thoại dòng mới nhất bây giờ hiện tại là 13 Pro Max đúng không? Thì có thể vừa thoải mái cho em luôn. Cho mã của em là 2122. 2122 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Các chị nhà mình có thể bỏ mắt kính cho em cũng được các chị. Bỏ mắt kính cũng được tại vì cái lớp da bên trong nó siêu mềm, cho nên mình có thể bỏ mắt kính cho em là thoải mái. Bỏ tiền, bỏ điện thoại, bỏ ví, bỏ cạc cho em là thoải mái các chị nha. Mà sale giá sâu chỉ có 99.000 3 cái thôi. Và em dành ra là 200 cái được sale trong gala này các chị ơi. Em dành ra là 200 cái trong sale trong gala này. Đỏ đô là các chị. Hồng em có nè, vàng em có các chị ơi. Hai cái màu còn lại của em là gam màu xanh và gam màu xám và gam màu đen các chị nha. Các chị ơi tốc độ nhanh tay đi các chị, vì giá rẻ lắm. Cái này mình mua về mình làm quà tặng cũng được, hoặc là chị nào mình mua mình hay xài bình thường, giống như mình mua về cho mẹ mình hay xài bình thường, bỏ những cái tiền lẻ hoặc là mình đi chợ này kia các chị ơi, cầm trên tay cũng được các chị nha. Da này bền lắm nha, da siêu mềm và bền đúng các chị ơi. Mà xem một cái giá siêu rẻ chỉ có 99.000 ba cái, 99.000 ba cái. 2122 giúp em. Các chị mình đang comment sai cú pháp các chị ơi. 2122 mời có đơn các chị nha. Em có 200 cái sale giá sale sâu rất là 99.000 ba cái, mà em sẽ bán theo combo 3 hoặc 6 hoặc 9 hoặc là 12. Cho nên các chị nhà mình mua thêm cho em là một combo hoặc hai combo hoặc ba combo các chị nha. Các chị ơi nhanh tay tốc độ được các chị. Da nó đẹp lắm, da nó siêu mềm luôn. Dòng cao cấp, dòng xịn các chị ơi, xài cái này á 4-5 năm cho em là thoải mái. Chỉ khi nào các chị mình chán thì thôi á. Màu đỏ em có nè, gam màu này cho em là gam màu hồng nè, gam màu này cho em là gam màu vàng nè, gam màu này cho em là gam màu đen, và gam màu này cho em là gam màu xám. Có 5 gam màu, các chị mình được lựa chọn màu thoải mái nha. Cái này các chị ơi mình được lựa chọn màu thoải mái, chứ không phải là bên em tự ý đi đơn đâu, mà mình được lựa chọn màu thoải mái luôn. Mua 3 cái hoặc 6 cái các chị ơi, mình về mình tặng cũng được các chị nha, hoặc là mình mua cho con gái nha mình cũng được. Các bé đang xài cấp 1 á,
cấp 1, cấp 2 vẫn có thể xài được các chị nha. Những cái dòng này dễ xài và những cái dòng ví này nó da nó mềm, các chị thích lắm. Tại vì em biết có nhiều chị mình thích xài ví mềm, thì cái dòng này dòng cao cấp, dòng xịn luôn này. Mà em sale giá các chị mình chỉ có 99.000 ba cái, rẻ quá, tốc độ nhanh tay để mình có đơn để các chơi. Lựa chọn màu thoải mái giúp em. Bên trong là da siêu mềm các chị nha. Cái dòng da này dòng da xịn á, mình có thể bỏ mắt kính này, mình có thể bỏ điện thoại này, bỏ tiền lẻ tiền chẵn cho em là thoải mái luôn. Mình cầm đi chợ hoặc là mình đi siêu thị nó lịch sự và nó đẹp các chị nha. Mà cái da nó siêu mềm á, và bán giá các chị mình có 99.000 ba cái à. Chị nào mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em các chị nha. Và các chị ơi, đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại giúp em là mình có đơn hàng thành công. Cho mã của em là 2122 2122 kèm theo một cái số điện thoại các chị ơi. 2122 kèm theo một cái số điện thoại, 99.000 ba cái, 99.000 ba cái giúp em cho mã 2122 các chị nha. Các chị ơi, và hiện tại bây giờ em còn được đúng đó là 60 chị cuối cùng, 60 chị nữa thôi các chị ơi, còn đúng 60 chị nữa thôi là em hết nha. 60 chị cuối cùng giúp em cho mã là 2122 màu đen giúp em, màu vàng giúp em. Cái vàng này gọi là vàng nghệ các chị, đẹp lắm. May tỉ mỉ cho mình các chị ơi, đường chị may rất là đẹp nè. Và gam màu này cho em là gam màu hồng, gam màu đỏ đô và gam màu này cho em là gam màu xám. Mà sale giá các chị mình có 99.000 ba cái, 99.000 ba cái. 2122 giúp em. 2122 là tên của cái ví này các chị nha. Các chị mình đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha các chị. Thì cái đô này em có một đô này, mã giúp em là mã số 64. Em tặng các chị mình đó là 50.000. Mã số 64 em tặng 50.000 các chị nha. Mã số 64 em tặng 50.000. Mã số 64 em tặng 50.000. Còn các chị ơi, một cái đô này là mã cho em là mã số 71 size 37. Em tặng các chị nhà mình cái đô này với giá 50.000 luôn. Mã số 71 37 em tặng 50.000. Mã số 71 size 37 em tặng 50.000 các chị nha. Các chờ tốc độ nhanh tay đi các chị. Vậy em còn có đúng 20 chị nữa thôi. 20 chị cuối cùng giúp em cho mã là 2122. 20 chị cuối cùng giúp em cho mã 2122 các chị nha. Em có đen này, em có vàng này, em có hồng này, em có đỏ và em có gam màu xám các chị nha. Em bỏ lại điện thoại và mắt kính cho các chị mình coi một lần nữa là em qua mẫu này luôn các chơi. Điện thoại cho em là thoải mái, mắt kính cho em là thoải mái, da siêu mềm luôn nên là bỏ vừa hết giúp em các chị nha. Tiền lẻ tiền chẵn cho em là ok nha các chị. Da nó mềm các chị, xài thích lắm. Mà sale một cái giá siêu rẻ luôn. Các chị ơi, chỉ với giá sale của em đó là 99.000 ba cái các chị nha. 99.000 ba cái giúp em, 99.000 ba cái giúp em. Cho mã của em là 2122. Các chị ơi, em nhận đủ rồi. Em qua luôn cho mã 2122 các chị nha. Da mềm, xám, đỏ, hồng, vàng và đen các chị nha. Qua luôn cho mã 2122. Hai à? Ừ. Các chị ơi, cái đôi dép à, em lên các chị mình cái đôi dép bộ đồ của em đi em, bộ đồ của em xuất sắc đấy. Các chị hỏi đồ của em đúng không? Cái đồ của em các chị nha. Cái đồ của em nha các chị. Cái đôi dép của em mà là cái đôi này của em trước đi. Cái đôi này còn có bao nhiêu đôi này chị ơi? Mã của em là 2624. 2624 em có đúng hai gam màu à. Gam màu trắng và gam màu đen các chị nha. Dép cao gót 6 phân. Mica trong. Dòng cao cấp dòng xịn, lên chân cưng ơi là cưng quá chưa. Đây là các chị, lên chân nhìn nó xịn luôn các chị, đẹp ơi là đẹp. Mặc đầm mặc váy hay là mặc quần ống lê cũng đẹp các chị nha. Và bây giờ em còn lẻ xa và em còn có đúng á 84 đô cuối cùng. Em sell hết các chị mình sang nha. Và cái đô này các chị ơi 465.000. Ra ngoài mua thì mình cũng không bao giờ mua dưới số là 400.000. Vì dòng này là cái dòng đang rất là hot trend các chị nha. Dòng cao cấp nữa, dòng cao cấp. Mica trong da siêu mềm luôn. Cái phần qua rất là mềm các chị nha. Mong em bán các chị mình 165.000. 165.000 đồng một đôi. 165.000 đồng một đôi giúp em cho mã của em là 2624. Em đọc sao cho mã 2624. 165.000. Màu đen em chỉ còn size 36, 37, 38. Màu trắng 37, 38. Màu đen 36, 37, 38. Màu trắng chỉ còn size 37 và 38 giúp em các chị nha. Cho mã của em sẽ là 2624 kèm cho em một cái số điện thoại. Màu đen em có 36, 37, 38. Có 84 đôi thôi. 165.000 các chị. Cái đôi này đẹp lắm. 465.000 mà em sale giá có 165.000. Cái đôi này lên chân cho các chị mình coi. Nó là cưng ôi là cưng quá trời. Mà em sale giá rẻ lắm các chị nha. Đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại giúp em này. Màu trắng nữa các chị. Lên chân nó đẹp ôi là đẹp các chị nha. Nhưng mà hiện tại màu trắng là em còn 2 size là 37 38. Màu đen em có 3 size 36 37 38 các chị nha. Em bán giá sale của chị mình chỉ có 165.000 đồng một đôi, trong khi em còn có đúng 84 đô cuối cùng. Cho nên chị nào mình có đặt mẫu này thì mình tốc độ đi các chị ơi. Cao 6 phân dễ đi. Các chị nhà mình mặc đầm được. Các chị mình mặc cái đồ bộ như em cũng sang các chị nha. Hoặc là các chị nhà mình mặc đầm mặc váy các chị ơi, lên cưng lắm. Mà dòng xịn, cái dòng mica trong như thế này mà ra ngoài thị trường các chị ơi, phải mua từ 350 đến 400.000 một đôi. Vì dòng là dòng hot trend, dòng cao cấp cho mình các chị nhá. Mà em bán giá chỉ có 165.000 đồng các chị ơi, mình không nhanh tay là nó tiếc lắm các chị. Vì chỉ có giá sale là 165.000 đồng giúp em. Cho mã của em là 12624. 2624 kèm cho em một cái số điện thoại. Đen em có size 36 37 38.
trắng em có size 37 và size 38 các chị nha. Cho mã của em là 26 24 các chị ơi. Phần gót các chị sang lắm, đẹp lắm các chị. Cái phần đế cao su nó chống trơn chống trượt cho mình. Mẹ bán giá siêu rẻ luôn, 165.000. Lâu lắm rồi mới có một đôi như thế này các chị ơi. Lâu lắm rồi mới có một đôi như thế này đấy các chị. Cho nên chị nào mình chưa đặt hàng thì mình nhắn tay tốc độ giúp em cho mã 26 24 các chị nha. Đen này là size 36 37 38 là đen là các chị ơi, màu đen này. Và game này trên là game màu trắng, em có size 37 và size 38. Cho giá sale của em là 165.000 đồng. Có rất là nhiều chị mình hỏi cái set đồ của em đang mặc, đợi em một xíu các nha. Em sẽ lên set đồ và em lên săn đan nan các chị mình săn luôn. Còn mã này trên là 26 24 các chị ơi. Nhanh tay một xíu đi các chị, em còn có vài đôi cuối cùng à. Có miếng lót gót chị Mai Huy An ơi, chị comment cho em là lót gót kèm cho em một cái số điện thoại là các bạn sẽ chốt đơn cho mình. Lót gót này là bao gồm 2 miếng, chỉ có 5.000 một cặp thôi. Còn mã này cho em là 26-24 các chị nha. Màu trắng em có size 37-38. Màu đen em có size 36-37-38 các chị nha. Và sale một cái giá chỉ có 165.000 đồng. Cho mã nhiếp của em là 26-24 kèm cho em một cái số điện thoại 165.000 đồng giúp em các chị nha. 165.000 đồng. 165.000 các chị. Màu trắng em có size 36-37-38. Màu đen em có size 36-37-38. Em sale giá là 165.000. Em qua luôn cho mã là 26-24. Đặt hàng là bao gồm một mã sản phẩm và một cái số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công các chị nhé. Dòng dép đẹp các chị ơi, không mua nó tiếc. Có 84 đôi à các chị ơi, mình mua hết các chị nha. Còn có ít thôi. Sale giá các chị mình là 165.000. 165.000 đồng giúp em cho mã 26-24. Các chị ơi đây, em nhớ chị mình coi xíu nha. Màu đen của em lên chân các chị ơi, màu đen các chị nha. Lên chân cũng đẹp lắm các chị, sang. Đây là cái chợ màu đen. Trời ơi, nó xuất sắc luôn, nhìn nó thanh mảnh mà nó siêu đẹp. Còn màu trắng là em có size 37-38. Màu đen là 36-37-38. Sale giá có 165.000 một đôi. Em còn sót lại 5 đôi nữa thôi đấy. 5 đôi nữa chị nào mình có đắt thì mình lên đơn luôn nha. Em còn luôn cho mã 26-24. 5 đôi nữa thôi thì chị nào mình có đắt thì mình lên đơn. Màu đen là 36-37-38. Màu trắng là 37-38. Em sale giá là 165.000 đồng một đôi. Các chị ơi, 465.000 mà sale giá có 165.000. Rẻ, đẹp, cao cấp đó các chị. Em qua một các chị nha. Có nhiều chị mình hỏi cái set đồ của em đang mặc. Mã này giúp em có chơi 2125. Lũ sức ăn kim. Sang lắm các chị, nhìn nó đẹp thực sự nữa chưa. Đồ bộ mà nhìn nó sang, ôi là sang các chị nha. Cái này là số ký của em là 75kg đồ lại là sẽ có size. 75kg đồ lại của em là sẽ có size cho mã của em là 2125. Nghĩa là từ 40 cho đến là 75kg là sẽ có size cho mã 2125 các chị nha. Màu của em đang mặc gọi là gam màu xanh. Và gam màu này cho em là gam màu kem. Và một kem đúng không chị? Và game màu này cho em là game màu hồng. Cưng lắm các chị ơi, cưng xỉu luôn á. Cái bộ này nó dễ thương cực luôn á các chị ơi. Nhìn nó đẹp thực sự. Đẹp nhưng mà sang. Đồ bộ nhưng mà rất là sang các chị nha. Các chị lên đơn cho em đi. Cao cấp. Cao cấp 2125 kèm cho em một cái số điện thoại 40-75kg sẽ có sale các chị nha. Sale nhà các chị mình nè. Cái set này ra ngoài mua các chị ơi. Đi may hoặc là đi mua 350 trở lên, em cam đoan luôn. Và cái chất liệu này và cái kiểu dáng này phải từ 350 trở lên. Ở đây mà các chị nhìn mình nha, một cái giá mà không lại siêu rẻ mà không ai bán nhá này luôn. 179.000 một bộ chị ơi. 179.000 đồng một bộ. Đặc biệt hôm nay là sinh nhật của Sofa. Chị đã săn từ 2 bộ trở lên là 159.000 đồng giúp em các chị nha. 2 bộ trở lên là 159.000 đồng giúp em nha các chị nha. Cho mã của em là 2125 và kèm cho em một cái số điện thoại. Màu của em đang cầm gọi là game màu kem tây. Game màu này cho em là game màu hồng. Và game màu này cho em là game màu xanh các chị ơi. Sang cực kỳ á. Cái bộ này siêu đẹp luôn nha. Các chị nhìn đằng trước đến đằng sau này các chị. Cái này là chị nhà mình có chiều cao khiêm tốn, mặc được. Chiều cao cao, mặc được luôn các chị nha. Form dáng nó cực kỳ dễ mặc và thiết kế của em là dạng quần lưng chun. Và nó có độ co giãn cho mình. Và em sale giá có 179.000 một bộ thôi. Chị nào xăm từ 2 bộ trở lên là 159.000. Bộ này nó đẹp quá các chị ạ. Mình mặc ở nhà nó cũng sang các chị, mình mặc ra ngoài nó cũng đẹp nha các chị nha. Và bán giá rẻ có 179.000 một bộ. Và thiết kế của ống quần này nó hơi là ống bát một xíu. Cho nên là form dáng này nó cực kỳ sang các chị. Cái bộ này đẹp, rất là đẹp các chị. Nhìn là mê. Và chị nào mình có kiểu mà bắp tay to nè. Có bụng nè. Có phần đùi lớn này. Mặc che thoải mái cho em luôn. Che quy định cực kỳ cao các chị nha. Và bán giá rẻ quá. Có 179.000. Cái dòng mà dòng cao cấp của em á. Các chị mình lên đơn đi, em chốt mẫu này trong vòng 1 phút thôi. Em qua mẫu này các chị nha. Cho mã của em là 2125 và kèm cho em một cái số điện thoại. Màu xanh của em đang mang. Cái màu này cho em là game màu nâu. Và một kem màu nữa, một kem tây các chị. Và kem màu này cho em là kem màu hồng các chị nha. Màu nào cũng dễ thương hết. Dòng nội thất ánh kim, dòng đẹp. Anh cứ cho cái áo á, mình mặc là nó sẽ có một cái khóa kéo đằng sau nha các chị nha. Mình mặc sẽ có một cái khóa kéo đằng sau. Và dòng này dòng cao cấp các chị ơi, xài rất là thích luôn. Đây là các chị, mặc là sẽ có một cái khóa kéo đằng sau các chị nha. Mà sale giá có 179.000 một bộ. Hai bộ trở lên có 159.000, rẻ quá. Tại vì ra ngoài mua những cái set đồ này phải từ 350 trở lên mà. Nên sale giá các chị nhà mình chỉ có 179.000. Hai bộ trở lên là 159.000 một bộ. Giúp em cho mã của em là 2125 các chị nha. Màu hồng và màu này cho em là cái màu kem tây, dạng quần các chị ơi,
mặc cực kỳ thoải mái, dễ chịu cho mình, sang lắm. Và sale giá chỉ có 179.000 một bộ thôi ạ. Chị nào xăm từ hai bộ trở lên là 159.000. Cái bộ này sang, mặc lên đẹp. Thứ nhất các chị, nó che bắp tay tốt cho mình các chơi. Chị nào mình có bụng là mặc cực kỳ dễ chịu và thoải mái nha, nó che bụng rất là tốt luôn. Và cái quần nhện quần nó sẽ là nhện quần ống bát, cho nên là chị nào mình có phần đùi lớn, mặc che em là thoải mái, mặc cả ngày cũng dễ chịu các chị nha. Và bán giá ngày hôm nay chỉ có 179.000 một bộ thôi ạ. Chị nào xăm từ hai bộ trở lên là 159.000 đồng. Và em có ba gam màu, đó là gam màu xanh, gam màu hồng và gam màu kem tây các chị nha. Em có luôn cho bạn 2125. Cái này em có cá nữa chưa? Tặng luôn cho các chị mình đi, để bên này. Mã này dù em sẽ là mã số 68. Mã số 68 em tặng cho nhà mình nha. 30.000, mã số 68 tặng 30.000. Mã số 68 em tặng 30.000 các chị ơi. Mã số 68 em tặng 30.000 các chị nha. Mã số 68 em tặng 30.000 các chị nha. Một cái set đồ này cho bé nhà mình á là khoảng 25 đến 30 kg đồ lại. Em tặng 30.000. Một cái đôi giày thể thao, mã số này cho em là mã số 69. Chia sẻ các chị để nhận quà nha. Mã số 69 em tặng các chị nhà mình đôi này nè. Chân size của em là chân size 38. Em tặng 69.000. Mã số 69 em tặng 69.000, chân size 38, một đôi giày thể thao cao cấp em tặng 69.000. Một cái áo khoác, cái chơi cái này hàng có một cái duy nhất thôi nha. Mã số cho em là mã số 65. Mã số 65 em tặng 65.000. Một cái áo khoác, cái chơi 65 em tặng 65.000 các chị nha. 65 em tặng 65.000. Một cái dòng ba lô cho em này, mã số này cho em là mã số 86, em tặng 99.000 miễn ship. Mã số 86 em tặng 99.000 miễn ship luôn các chị ơi. Hàng lẻ có một cái em tặng hết cho các chị mình săn luôn. Mã số cho em là mã số 86, em tặng 99.000 miễn ship các chị nha. 99.000 miễn ship nha các chị nha. Thêm cho em đó là một cái set đồ các chị ơi, dòng tô châu nè. Cái này là 60 đến 70 kg mặc vừa cho mã số 90. Mã số 90 em tặng các chị nhà mình là 90.000 miễn ship cho mã số 90. Mã số 90 em tặng 90.000 miễn ship các chị nha cho mã số 90. Mã số 90 em tặng 90.000 miễn ship các chị nha, 90.000 miễn ship luôn ạ. Rồi thêm cho em đó là một cái áo sơ mi các chị ơi. Áo sơ mi hiếm hàng, bữa giờ không có, một cái size M màu trắng các chị ơi, sơ mi nữ nha. Mã số cho em là mã số 87. Mã số 87 em tặng các chị mình với giá sale đó nè, 87.000 miễn ship luôn. Mã số 87 em tặng 87.000 miễn ship một cái sơ mi nữ nha các chị nha. Hai dây lưng luôn. Hai dây lưng các chị ơi, da bò nha. Mã số cho em là mã số 66. Em tặng các chị mình 66.000. Mã số 66 em tặng 66.000. Mã số 66 em tặng 66.000 các chị nha. Mã số 66 em tặng 66.000 nha các chị. Cái này đi, lốt cái này đi. Cái này chưa nghe. Rồi các chị ơi, cái này em có một cái món quà sinh nhật cho các chị mình, tặng cho các chị mình nè. Hôm nay là sinh nhật của Sophia. Các chị ơi và các chị nhà mình có biết là cái chương trình sinh nhật này diễn ra tới ngày bao nhiêu kết thúc các chị ơi? Các chị mình có biết là cái chương trình sinh nhật này diễn ra tới ngày bao nhiêu kết thúc các chị ơi? Nếu chị nào muốn biết thì mình comment lên đây giúp em, để em có 3 chị nhận quà 8k các chị nha. Các chị ơi, hôm nay là ngày chính thức, là ngày sinh nhật của Sophia là ngày 1 tháng 9. Nhưng mà có chị nào mình biết là sẽ kết thúc vào hôm nay hay là hôm nào không? Thì nếu chị mình nào mình biết thì mình comment giúp em các chị nha. Còn ở đây riêng Sophia sẽ có một phần quà dành tặng riêng cho khách hàng. Và cái mẫu này em có 200 cái, sale giá mừng sinh nhật cho chị nào mà đặt cái mẫu túi này các chị nha. Dòng túi mẫu mới nhất của Sophia ngày hôm nay các chị ơi. Size túi cho em là size 25, dòng cao cấp, dòng xịn, đeo chéo, đeo kẹp lát cũng được các chị ơi. Sang, xịn và đẹp cho mình. Và em có những gam màu, đó là gam màu kem tây, gam màu xanh cổ vịt, gam màu đen và một gam màu nữa cho em là gam màu bò và gam màu xanh biển của bạn Diệu đang mang các chị nha. Size túi cho em là size 25, dòng cao cấp của em luôn. Giá niêm yết cho em cái dòng túi này đó là 545.000 đồng các chị nha, dòng xịn của em các chị ơi. Còn bạn cái túi này mẫu sale sâu trên line thì cái mẫu này hôm nay kiểu toàn đưa xuống đang là 249.000, nhưng cái line này em sale đó là quà sinh nhật 1771 kèm cho em một cái số điện thoại 100 hàng một thôi các chị nha, không phải là 249.000, 168.000 đồng giúp em các chơi. Và nhận nhanh đó là trong vòng 200 cái giúp em cho mã quà sinh nhật 1771 các chị nha. Các chị ơi, comment cái mã, không cần phải để lại cho em cái số điện thoại nha. Các chị ơi, em hỏi là cái những cái cú pháp mà đối để nhận quà, các chị mình không cần để lại số điện thoại các chị nha. Vì khi mà cái người like các chị ơi sẽ không có tặng quà, mà các anh chị ở bên trong sẽ kiểm tra những chị nào mà nhanh tay nhất là sẽ được nhận quà của Sofa. Còn riêng cái mẫu túi này các chị ơi, em có 200 cái, sale giá mừng sinh nhật 1771 kèm cho em một cái số điện thoại 168.000 đồng các chị nha. Màu của em đang cầm gọi là gam màu bò, gam màu này cho em là gam màu kem tây, đẹp lắm các chị ơi. Cái giá sẽ là áp dụng có một lần nhất vào trong ngày hôm nay thôi, 1771 giúp em nha chị Trúc Phương Phạm ơi. 1771 giúp em chị ơi, ghi cái bảng giúp em với nha. Các chị mình comment sai của phát nhiều quá, 168.000 đồng giúp em. Có chị Bảo Tiên comment đủ màu luôn này, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Vì giá sale của em hôm nay kế toán nó xuống là 249.000, nhưng gala này em sale giá sâu chỉ có 168.000 đồng một cái các chị nha. Bên trong cho em là một ngăn lớn, size túi cho em là size 25,
cho nên là bỏ vừa ví dài cho em là thoải mái các nha. Bỏ vừa ví dài cho em là thoải mái. Thêm cho em là một ngăn có khóa kéo an toàn cho mình cách chơi. Và một ngăn nữa cho em sẽ là một ngăn. Đằng sau là ngăn thứ ba là các chơi. Và dòng này dòng xịn, dòng cao cấp của em các chơi mà sale giá chỉ có 168.000 đồng các chị nhá. Cho mã của em là 1771 và em có 200 cái với giá sale sâu. Cho nên chị nào mình chưa lên đơn thì mình nhanh tay giúp em các chị ơi. Dòng này dòng xịn, da là da siêu mềm. Dòng da xịn, dòng da cao cấp. Có chị nào mình biết cái dòng da là dòng da gì không các chơi? Có chị nào biết cái dòng da là dòng da gì không? Cái dòng da là của bên em là hay làm cho túi sắt này, hay làm cho túi áo vốn. Cái dòng da là siêu xịn luôn, dòng da mà dày đến 2 ly cho các chị em nhà mình. Chị nào đoán đúng có một phần quà cho các chị mình luôn, 8k các chị nha. Mã giúp em sẽ là 1771 kèm theo một cái số điện thoại 168.000 đồng. Có kết quả chưa chị? Có bốn kết quả anh nha. Có ba chị đoán đúng ngày kết thúc chương trình sinh nhật, đó là chị Lan Phạm, chị Lê Trang và chị Nguyễn Thị Duyên, và kết quả là ngày 5 tháng 9 ạ. Đúng rồi, không có để là sơn hoa đúng không chị ơi, và có chia sẻ đó. Có ba chị đoán đúng, đúng rồi các chị ơi. Sinh nhật của Sofia là ngày 4 tháng 9. Nhưng mà do tối ngày hôm nay bên em không có live, vì bên em có toàn thể công ty của Sofia sẽ tham gia sinh nhật đó các chị ơi. Nên là cái chương trình sẽ được dời đến ngày 5 tháng 9 là bên em sẽ kết thúc cái chương trình sinh nhật. Cho nên chị nào mà ngày hôm nay mình không xem live và không có xem buổi tối ngày hôm nay thì mình nhớ coi gala này của em các chị nha. Còn chị nào mà đoán đúng cái chất liệu da này, các chị mình hãy comment nhanh tay để mình có cơ hội nhận quà các chị nha. Mã của em là 1771 kèm cho em một cái số điện thoại đi chị Nguyễn Thanh ơi. Chị ghi sai cú pháp rồi. 1771 các chị ơi, hai con số 7 viết liền và kèm cho em một cái số điện thoại. 1771 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. 168.000 đồng. 168.000 đồng giúp em cho mã của em là 1771. Màu bò em có, màu này cho em là dòng màu kem tây. Rồi, màu của em là màu xanh cổ vịt, màu xanh biển và gam màu đen. 5g màu cho mình chị nhá. Ngày hôm nay sale giá quà sinh nhật cho mình có 168.000 nha các chị ơi. Các chị ơi, 168.000 đồng. Màu này cho em là gam màu đen này các chị. Gam màu của bạn Diệu đang cầm gọi là gam màu cổ vịt. Và gam màu này cho em là gam màu xanh biển các chị nha. Các chị ơi, nhanh tay giúp em mà chị nào mình đoán đúng mình nhanh tay giúp em. Nhưng không cần để là số điện thoại các nha, không cần để là số điện thoại giúp em. Nhưng chị mình để là số điện thoại là sẽ không có trúng quà các chị ơi. Chỉ cần comment cho em là cái da gì thôi. Còn cái dòng này các chị mình hãy lên đơn cho em là 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Giá sale sâu là 168.000 đồng các chị ơi. Em có 200 chị được xong một cái giá mừng sinh nhật này. Cho nên chị nào đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em cho mã là mừng sinh nhật 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Xa lắm các chị. Các chị mình có thể đeo chéo. Đeo chéo cho chị mình coi. Cái dòng này có thể là vừa kẹp nắp, vừa đeo một bên, vừa đeo chéo và cầm tay đi tiểu cho em cũng được các chị nha. Mà sale một cái giá siêu rẻ ngày hôm nay là mừng sinh nhật, chỉ có với giá sale là 168.000 đồng. Da gì chị? Có kết quả rồi nha Thảo nha. Có rất là nhiều chị đoán nhưng mà nói chung là không có đúng trọn vẹn á. Có một chị là nhanh nhất là chị Phạm Tường, chị đoán là da tổng hợp. Cái này đúng là da tổng hợp nhưng mà thêm là cao cấp cái chị nha. Nên là nói chung là cũng gọi là chăm trước một xíu á. Dạ đúng rồi. Chính xác nhất nó là dòng da tổng hợp cao cấp nha các chị nha. Nó thuộc vào phân khúc cao cấp. Cái dòng da là dòng da dày đến 2 ly các chị ơi. Và dòng này của em là lăn cặn cho mình các chị nha. Cái dòng này của em là dòng da tổng hợp cao cấp cho mình. Và em sale giá các chị mình có 168.000 đồng. Cho nên chị nào mình chưa lên đơn hãy tốc độ cho em vì em còn có đúng 50k nữa thôi. 50k cuối cùng giúp em cho mã là 1771 kèm theo một cái số điện thoại. 1771 và kèm theo một cái số điện thoại. Có rất là nhiều chị mình nói dòng da cổ điển. Nhưng các chị ơi, cái dòng này của em không phải dòng da cổ điển. Nếu các chị nhà mình chưa biết về dòng da cổ điển, bên em sẽ tìm một mẫu sản phẩm lên và sale cho các chị mình coi và sale sâu cho các chị mình săn. Và nó là một cái dòng da cổ điển để cho các chị nhà mình săn các chị nha. Còn mã này như em sẽ là 1771. 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có bò, em có kem tây, em có săn cổ vịt, em có săn biển và em có gam màu đen. 168.000 đồng. 20 chị cuối cùng, 20 chị cuối cùng giúp em là săn được một cái giá sinh nhật của Sofia ngày hôm nay các chị nha. Về kế toán đưa xuống là 249.000. Nhưng ngày hôm nay là ngày sinh nhật cho nên là chị Thùy đưa giá chỉ có 168.000. Nhưng mà chỉ áp dụng được có 200 chị thôi. Cho nên chị nào mình chưa đặt hàng thì mình tốc độ giúp em. Và cái giá sale này áp dụng một like duy nhất vào trong ngày sinh nhật ngày hôm nay các chị nha. Các gala sau sẽ không có giá sale này. Và đặc biệt chị nào mình không xem live đặt hàng trực tiếp sẽ cũng không có săn được với giá là 168.000 các chị nhá. 1771 là mã sản phẩm của em chuẩn bị qua mẫu. Màu này của em gọi là gam màu kem tây các chị ơi. Da đẹp lắm, lăn cặn cho mình các chị. Thiết kế sang cho mình các chị ơi. Bên trong này các chị form dáng nó rộng, bỏ vừa ví da size 20 luôn nha các chị nha. Bên trong cho em là một ngăn lớn, một ngăn phụ có khóa kéo. Đằng sau em có thêm một ngăn này các chị nha. Đây khóa kéo trơn mượt hai chiều cho mình các chị. Và bán giá chỉ có 168.000 đồng. Có kem tây, có gam màu bò của em, gam màu xanh cổ vịt, gam màu xanh biển và một gam màu nữa cho em là gam màu đen. Em qua luôn cho mã là 1771 các chị nha. 168.000 ạ. Có nhiều chị hỏi là bộ của Thảo một xíu lên lại nha Thảo. Dạ, cái bộ của em hả? Các chị đợi em xíu nha, cho em vừa lên xong á. Các chị nhà mình muốn săn cái bộ của em thì đợi em một xíu nha các chị nha. Còn cái áo thun này, các chị nhà mình nhanh tay lên đơn cho em. 2160, còn 60 cái cuối cùng. Chủ yếu cho em là gam màu trắng. Mã sản phẩm của em là 2160 em. 2160, còn có mỗi 60 áo các chị ơi.
em có trắng nè, em có xanh, xanh đen nè, và gam màu này cho em là gam màu đen các chị nha. Cái này em sẽ có chị nhà mình giá tặng thôi, còn đúng màu trắng, còn chủ yếu là gam màu trắng mà còn được 60 áo. Em cho các chị mình 79.000 đi, và đưa cho em từ hai cái. Chị Bình Nguyễn ơi, 1771 chị nhá. Chị Thanh Lan Huỳnh ơi, comment phải có mã sản phẩm nữa chị ơi. Chị comment là lấy kem tay và kèm số điện thoại là sẽ không mua đơn. 1771 kèm giúp em một cái số điện thoại. Còn mã là cho em là 2160. Các chị ơi, xem một giá qua 79.000 và đi đơn cho em từ hai cái. Em xin phép đọc sai cho mã 2160 ạ. Dạ 2160 dòng phun thể thao của nam các chưa, dòng co giãn cực kỳ tốt đấy. Trắng đổ sai từ M cho tới 3XL em ơi. 100kg đổ lại là các anh có sai ạ? 100kg đổ lại là các nam nhà mình sẽ có sai các nha. Dòng phun thể thao co giãn cực kỳ tốt, giặt không sờn không xù lông, và đặc biệt là dành cho anh nào mà hay đi tập thể dục này, hoặc đi tập gym này, hoặc là vận động nhiều thì nên mua những cái dòng phun thể thao như thế này các chị nha, vì nó mặc rất là mát, vì chất liệu phun thể thao giặt không sờn không có xù lông gì hết, và bán giá chỉ có 79.000 thôi các chơi, vì cái này em còn có vài cái, cuối cùng 60 cái á, nên là em sale sâu hết là 79.000 và đi đơn cho em từ hai cái các chị nha. Chủ yếu cho em là gam màu trắng, em có sai từ 50 cho đến là 90kg hả, 100kg luôn, 50 đến 100kg là sẽ có sai. Còn gam màu này cho em là gam màu xanh đen này, và gam màu này cho em là gam màu đen. Cho mã của em là 2160 các chị nha, 2160 và kèm cho em một cái số điện thoại 79.000 và đi đơn cho em từ hai cái các chơi. Sale một cái giá rẻ quá, chủ yếu cho em là gam màu trắng này có đơn các chị nhá. Màu nó đẹp lắm các chơi này các chị, đây màu sắc nó đẹp, form dáng nó đẹp các chơi, họa tiết nó cũng sang nữa, mà sale giá có 79.000 à. Các họa tiết nhìn lên cái nền xanh thì nó dễ nhìn hơn, còn trắng thì ra ngoài các chị mình nhìn thì nó sẽ rõ hơn các chị nha. Và gam màu này cho em là gam màu đen này các chị. Đó, dòng thun thể thao cao cấp. Chìm đấy, nên là đúng rồi. Anh mặc nó thoải mái, nó không thoải mái, dễ chịu. Nhiều khi trên live qua màn hình ánh sáng rồi vào các chị thấy nó đậm vậy thôi, nhưng mà ra ngoài nó rất là chìm đấy. Các chị ơi, sale giá có 79.000 và đi đơn cho em từ 2 cái à. 60 cái và hiện tại em còn đúng 30 cái nữa thôi. 30 cái cuối cùng giúp em cho mã là 2160. 30 cái cuối cùng giúp em cho mã 2160 các chị nha. 30 cái nữa thôi các chị ơi. Hai cái đen hay cái xanh đen các chị bổ sung mã giúp em nha. 2160 là mã sản phẩm. Đặt chủ yếu cho em là gam màu trắng này có đơn. Vì tất cả các giá em sale nó sâu lắm, nhưng mà em còn nói rõ trên live chủ yếu màu nào nó có đơn thì các chị mình comment cái màu đó. Tại vì những cái màu khác các chị mình đặt hàng á, trường hợp nó ít đó các chị. Nó không được cho đơn thì nó rất là tiếc các chị nha. Trắng từ 50 đến 100kg. Chị Nguyễn Ánh Tuyết ơi, 2160 kèm cho em một cái số điện thoại. Em còn 10 chị cuối cùng. 10 chị cuối cùng như em cho mã 2160. Em có số ký từ 50 đến 100kg. Chủ yếu cho em là gam màu trắng để mình có đơn. Em có đen, em có xanh đen, nhưng mà trắng là nhiều nhất các chị nha. Chủ yếu là gam màu trắng để mình có đơn. Vì em sale giá chỉ có 79.000 và đi đơn cho em từ hai cái. Cho mã của em là 2160 và kèm cho em một cái số điện thoại. 2160 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. 79.000 và đi đơn cho em từ hai cái cho mã 2160. Các chị em hết hàng, em qua luôn cho mã 2160 ạ. Rồi cái dây lưng này em mẫu mới ấy, 30 giây một like em, một giá duy nhất đấy. Chị Thủy vừa đưa xuống dán sầm sầm đưa thẳng. Chị Thủy đưa giá xuống không? Giá sâu sâu quá nhỉ. Các chị có 30 giây thôi. Mời hầu như dây lưng mình hết rồi, chỉ còn mẫu mới này. Mẫu mới này đúng rồi, hết rồi. Lại còn like thôi. Các chị ơi, cái này các chị ơi, em có một cái mẫu dây lưng mà chị Thùy vừa cho một cái giá rất là tốt nha. Một cái giá rất là, em coi cái giá em ngỡ ngàng luôn á. Trong khi cái dòng mà dòng cao cấp, dòng xịn các chị ơi, mã sản phẩm của em sẽ là 1310. 1310 và kèm theo một cái số điện thoại. Nhưng mà chỉ được với 30 giây thôi các chị ơi. Nhanh tay tốc độ đi các chị. Giá niêm yết của em cho dòng dây lưng này 545.000. 545.000. Và sao các chị nhà mình đúng 30 giây với giá chị Thùy đưa xuống 198.000 đồng giúp em. 525.000 là giá niêm yết các chị nha. 198.000 đồng giúp em, và em có 30 giây được sale sâu các chị ơi. Đúng 30 giây các chị nha. Vì dòng này dòng cao cấp, dòng xịn các chị nhìn mình nhìn nguyên cái đầu này các chị. Sáng bóng và cao cấp cho mình. Nguyên cái đầu này không các chị ơi, đi mua đã trăm mấy một cái đầu này rồi. Trong khi cái dòng này là dòng dây da, mà da của em là da bò Ấn Độ các chị nha, da bò Ấn Độ. Da bò hai mặt cho các nam nhà mình luôn. Và đầu của em là đầu khóa tì, sử dụng là cái dòng bạc các chị ơi, màu nó sắc nó rất là sang luôn, nhưng mà em chỉ có đúng 30 giây với giá sale sâu của chị Thùy đưa xuống đó là 198.000 đồng. Cho nên chị nào mà có đặt mẫu này thì mình tốc độ giúp em các chị nha. 1310 là mã sản phẩm của em. Nếu mà chị nào mình mua cái đầu này mình làm quà tặng cho mình ở đó thì thực sự nó rất là tinh tế, nhìn nó rất là siêu đẹp luôn á, nhìn nó rất là sang, và cũng không ai nghĩ các chị nhà mình mua được một cái dây này mà chị với giá sale là 198.000 là không bao giờ có. Thì vì dòng này dòng xịn, nguyên một cái đầu này thôi các chị ơi, đi mua đã tới cả trăm mấy một cái đầu này rồi, chưa kể đến những cái dòng dây da bò này các chị nha. Và đi ra ngoài mua cái dòng dây da này phải từ 700.000 đến 800.000 một dây. Ở đây em bán các chị mình chỉ có 198.000 đồng cho mã sản phẩm của em, đó là 1310. Các chị ơi, có đúng 30 giây thôi với giá sale sâu là 198.000, và em thấy đã có 10 chị nổ đơn, em còn 20 chị cuối cùng giúp em cho mã là 1310 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có đen và em có nâu, mà mua thắt lưng nữa bên em, có hộp đi kèm để làm mua thắt lưng này bên em có hộp đi kèm để làm quà tặng các chị nha. Sang lắm các chị ơi, đẹp lắm, mà sale một cái giá siêu rẻ chỉ có 198.000 đồng. 15 chị nổ đơn rồi, em còn 15 chị cuối cùng. 15 chị cuối cùng giúp em cho mã là 1310. Đầu của em là dòng đầu khóa tì, nó dễ sử dụng, mà dòng này dòng cao cấp các chị ơi, cái này các anh em dễ sử dụng các chị nha. Các chị nhìn mình đây, các chị thấy không,
cái dây của nó rất là cao cấp, là có những cái khớp này là cái chơi là để giữ á, và khi mà mình gỡ ra thì mình chỉ cần nhấc cái đầu này lên cho em kéo ra là được các chị nha. Cao cấp và dễ xài cho mình các chị ơi, mà bán giá có 198.000 đồng, giúp em cho mã là 1310. Anh em nào đang coi live ở đây thì mình tốc độ nhanh tay giúp em các chị ơi, vì dòng mà dòng quá xịn, đầu nó quá đẹp các chị ơi, nó sáng bóng, nó cao cấp cho mình các chị ơi, mà bán giá chỉ có 198.000 đồng. Và em có 2 gam màu các chị, em còn đúng 8 giây nữa thôi, 8 giây cuối cùng giúp em cho mã là 1310, kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Các chị đang nổ đơn rất là nhiều cho mã là 1310. Mình lấy màu xanh đen thôi, sẽ không có đơn các chị ơi. Hãy hỗ trợ giúp em một mã sản phẩm và một cái số điện thoại. Đối với đơn hàng của Sofa là bao gồm một mã sản phẩm giúp em các chị nhé. Tại vì đơn hàng của Sofa ghi nhận bằng cách hệ thống phần mềm, một cú pháp, một cái số điện thoại các chị ha, là sẽ có nhân viên gọi đến chốt đơn các chị ơi. 3 giây cuối cùng tính từ chị Lê Thùy Dương. 3 giây nữa thôi các chị nha. 3 giây cuối cùng giúp em cho mã là 1310. 1310 kèm theo một cái số điện thoại. Thắt lưng nam da bò. Nguyên cái đầu khóa đây thôi các chị ơi, đã là 100 mấy một đầu rồi. Giờ đây em đang bán cho các chị mình chỉ có 198.000 đồng. Cả dây cả đầu mà chỉ có 198.000, trong khi là thắt lưng nam da bò các chị nha. Các chị ơi, em hết hàng, em qua luôn cho mã là 1310. Vì cái giá sâu sâu của em có đúng 30 giây. Với giá chị Thùy Dương đưa xuống là chỉ có 198 nha các chị nha. Còn xịt nam còn 100 cái, xả nốt đi em ơi. À, xịt nam còn được 100 cái. Mã sản phẩm của em là 2104 các chị ơi, còn được 100 cái thôi. Xịt đùi này các chị, bữa giờ hiếm em có xịt đùi, em còn đúng 100 cái nha. Lẻ size rồi. À, cái này em có size từ size M cho đến là size HL. Các nam nhà mình là khoảng 90 kg độ lại là sẽ có size. Em xem các chị mình sang nha, xịt đùi. Xịt đùi này phải ra ngoài mua 150 cái á. Xịt đùi là bán cả 150 cái. Bây giờ em bán các chị nhà mình nha. 100 cái hả? 49.000 về đi đơn cho em từ 5 cái đi. 49.000 về đi đơn cho em từ 5 cái các chị nha. 49.000 về đi đơn cho em từ 5 cái là khoảng 20 chị là hết á. Mã đã cho em đó là 2104 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị. Em bán là 49.000 và đi đơn cho em từ 5 cái các chị nha. Màu em có là gam màu đen, gam màu này cho em là gam màu xám, gam màu này cho em là gam màu xanh đen, và một gam màu nữa cho em sẽ là gam màu cái màu này cho em là gam màu xanh cổ vịt nè, và một gam màu nữa cho em là gam màu xanh đen. Em có size từ size M cho đến là size HL và em còn được 100 cái. Em sale giá 49.000 và đi đơn cho em từ 2 cái các chị nha. Dòng này là dòng thun thể thao, có độ thông thoáng, đúng rồi, đi từ 5 cái. Cái dòng này dòng thun thể thao cao cấp, cái chơi các anh em mặc không có bị hầm bí, mặc rất là dễ chịu. Và cái phần đai các chơi là bên trong còn những cái lõi spandex, nó giúp cho mình mặc không có bị hằn, không có bị ngứa và không có bị ngắn các chị nha. Mà sale một cái giá chỉ có 49.000 và đi đơn cho em từ 5 cái thôi. Một cái giá sale này của em một cái giá siêu rẻ áp dụng tại Sofa nha các chị nha. 49.000 và đi đơn cho em từ 5 cái, giúp em cho mã 2104. Xanh đen, xanh cổ vịt, màu đen và gam màu này cho em là gam màu xám. Em có 100 cái, em khoảng 20 chị là hết hàng luôn á, và em còn đúng 10 chị nữa thôi. 10 chị cuối cùng giúp em cho mã 2104. 10 chị nữa thôi các chị nha, nghĩa là còn 50 cái nữa thôi đó các chị ơi. 50 cái cuối cùng giúp em cho mã là 2104, có từ size M cho đến là size HL, và em sale giá là 49.000 và đi đơn cho em từ 5 cái. Mỗi dòng xịt đùi cái chơi ra ngoài mua phải từ 100 đến 150 một cái cái chơi, vì em bán cái nhà mình có 49.000 à, rẻ lắm. Tại vì mỗi lần bên em sản xuất xịt với cái chơi là phải sản xuất cả 3.000 đến 5.000 cái. Bây giờ trong khi cái mẫu này còn có đúng 100 cái à, các em sale một cái giá quà tặng còn 149.000 và đi đơn cho em từ 5 cái thôi. Cho nên chị nào có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em các chị nha. Chị mã của em là 2104. 2104 kèm cho một cái số điện thoại có độ thông thoáng, và quần xịt này của bên em là có size có số cho các em nhà mình, hoặc là bạn trẻ nào mà kiểu mới mặc á, kiểu mới tập mặc á thì mặc những cái dòng này cũng được. Thì em thấy có nhiều anh á mặc những cái dòng này đi bơi cũng có đó các chơi. Xám, cổ vịt, màu đen và cái màu xanh đen giúp em các chị nha. Cho mã của em là 2104. Em hết hàng em qua luôn cho mã 2104 ạ. Thì con bảo là con nhắn cho Thảo một cái ví xeo sâu 70 cái làm quà. 70 cái làm quà. Nhắn Zalo đọc anh không biết. Có 70 cái thì bảo xeo cái ra đấy. Các chị ơi, cái này là cái này chị Thùy vừa nhắn cho em á, thì cái anh Điền vừa thấy đi nhắn vừa bảo cho em coi, thì cái này chị sale được có 70 cái và sale giá làm quà, 70 cái cuối cùng và sale giá làm quà cho các chị mình săn. Và cái này em sale một cái giá kỷ niệm, cho nên cái món này bên em không còn một mẫu ví ngắn nào. Thứ nhất là không còn một ví ngắn nào, cái thứ hai á, cái mẫu ví này bên em đã tái sản xuất lần thứ 3 rồi. Xài rất là thích luôn, và khách hàng rất là yêu thích cái dòng ví này, và bản thân em cũng đang xài, chị Việt cũng đang xài và chị Thùy cũng đang xài, và các bạn Lai cũng đang sẵn cái dòng này các chị nha. Nó dòng cao cấp dòng xịn, nhưng mà em còn đúng 70 cái thì chị Thùy cho một cái giá sale sâu 70 cái sale giá kỷ niệm cho các chị mình săn. Cho nên chị nào mình có đặt mẫu này thì mình lên đơn giúp em nha. Đúng 70 cái cũng không còn hơn cái này các chị nha. Biết là giá chị Thùy cho bọn em. Đúng chưa bao giờ được sale giá này. Em là bản thân em chưa giờ sale giá này. Thì 425.000 là giá niêm yết. Mẫu này bên em đang sale sâu nha. Là 159.000 là bình thường em đang hay sale đó. Giờ em sale với chị mình này.
119.000. Em nói rõ rồi, 119.000 đồng giúp em các chị nha cho mã kỷ niệm 1575 và kèm cho em một cái số điện thoại. Cái giá này của chị Thùy là cái giá đưa xuống cho các chị nhà mình săn, nhưng mà chỉ có đúng 70 cái thôi. Cho nên 70 chị mình nhanh tay nhất là mình có đơn với giá kỷ niệm của em là 1575 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Có đúng 70 cái được sale giá kỷ niệm. Và cái giá này của bên em bình thường không có sale giá này, vì em đang sale là 159.000, nhưng mà cái giá này là cái giá các chị Thùy đưa xuống các chị nha. Cho nên các chị nhà mình có hàng thì mình nhanh tay giúp em cái chơi. 50 cái cuối cùng giúp em. Hồng em có, đen em có, đỏ em có và kem này là kem màu nâu. Nếu chị khách nào mà là khách hàng quen hay color của em là biết là bình thường em cũng không bao giờ sale giá này các chị ơi. Các color khác cũng không bao giờ có sale giá này, vì là 159.000 em đang sale. Vì chị này mình mua số lượng nhiều hơn là hai cái trở nên sẽ là 149.000. Nhưng color này giá chị thì đưa xuống chỉ có 119.000 đồng. Cho nên đặt hàng tốc độ như thế giúp em 30 cái cuối cùng. 30 cái cuối cùng giúp em cho mã là 1575. Đỏ em có, đen em có, hồng em có và một gam màu nữa cho em là gam màu nâu các chị nha. Ngăn là các chơi bên trong rộng rãi thoải mái cho mình. Riêng dòng ví này em bao xài cho mình đó là tất cả các loại giấy tờ. Bên trong rộng rãi các chơi, cài vào xe mà chứng minh thư đời cũ các chị nha là bỏ vừa cho em là thoải mái luôn các chơi. Ngăn rộng này các chơi, ngăn rộng. Bên này cho em là cực kỳ rộng các chơi. Ngăn lưới Hàn Quốc, dòng này xài bao bền luôn, không có bị rách vì các chị nha. Và bên trong là ngăn siêu rộng cho mình. Và em thích nhất đó là thêm một ngăn này nữa các chơi là một cái ngăn an toàn. Mình có thể bỏ tất cả các loại giấy tờ quan trọng của mình như là thẻ visa hoặc là những cái thẻ cá nhân của mình hoặc là giấy tờ quan trọng bỏ vào ngăn là cho em khóa lại an toàn các chị ơi. Cái này em có đúng 70 cái thôi và chị Thùy giá đưa xuống chỉ có 119.000 đồng. Và hiện tại em còn đúng đó là 12 cái cuối cùng giúp em cho mã là 1575 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Các chị ơi em giới thiệu màu này các chị, dòng vân da xước dòng cao cấp cho mình luôn. Nâu em có, đỏ cho em các chị ơi. Nhìn một cái là mê liền, tại vì độ like ở đây ai cũng đang sử dụng một cái và bản thân em cũng vậy cái chơi, xài nó thích lắm. Gam màu này cho em là gam màu đen và gam màu này cho em là gam màu hồng. Bình thường á em toàn sale giá 159.000 thôi, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay còn đúng 70 cái và chị thì nhắn tin báo giá cho bên em có 119.000. Cho nên chị nào mình có đặt mẫu này thì mình phải tốc độ giúp em, vì em còn bao nhiêu cái chơi, còn có đúng 6 cái cuối cùng thôi các chị. 6 cái cuối cùng tính từ chị Phương Lê á, 6 cái cuối cùng như em cho mãi là 1575. 1575 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Có 4 gam màu, lựa chọn màu cho em là thoải mái. Và riêng nhóm này em bao xài tất cả các loại giấy tờ, vì bản thân em là các chơi cái thẻ bảo hiểm y tế các chị, nó to là to nha, mà em còn ép lắp tất cả, còn bỏ vừa cho em mà, cho nên là tất cả các loại giấy tờ mình lớn mình có này chẳng nữa là vừa hết giúp em các chị nha. Nhưng mà hết hàng qua luôn các chị nha, cho mãi là 1575. Rồi 1491 em ơi. Cái này còn được bao nhiêu đô vậy? Cái này được 85 đô. 85 đô. Size từ 38 cho tới 43. Bạn các chị mình tìm da dép đi. Dép da bò đây, các chị hỏi dép da bò đây có. Chất liệu dép da bò các chị, chất liệu của chị em là dép da bò. Bạn các chị mình cái giá tiền da thôi. 695 ngàn đồng là giá niêm yết. Bạn các chị mình chỉ làm một cái giá tiền da nha. Tiền da 1491 kèm cho em một cái số điện thoại. Tiền da 1491 kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. Em có bò, em có nâu và em có gam màu nào cho em là gam màu đen. Size em có là từ size 38 cho đến là size 43. Xem các chị mình săn nè. 695 ngàn đồng là giá niêm yết. Bán giá tiền da 219 ngàn đồng giúp em. Và chốt đơn nhanh trong vòng 2 phút các chị nha. Chốt đơn nhanh trong vòng 2 phút giúp em cho mã tiền da. Nếu các chị đợt hết trước em qua luôn. Đúng rồi, hết trước em qua luôn. Cho mã là giúp em sẽ là tiền da 1491 kèm cho em một số điện thoại, vì em còn có đúng 80 mấy đô thôi. Cho mã là của em sẽ là tiền da 1491 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Em có đen, em có nâu và em có bò. Size em có từ 38 đến 43 các chị ơi, chất liệu da bò 100%. Dòng dép này của em là 695.000 đồng và dòng là dòng dép da bò kháng nước các chị nha. Dòng dép da bò kháng nước của em luôn, nhưng mà em chỉ bán một cái giá tiền da các chị mình săn thôi. Ra ngoài thị trường mua không bao giờ có giá sale này. Em cam đoan là sofa bán rẻ nhất thị trường các chị ơi, tại vì là dép da bò không phải là dòng da tổng hợp các chị nha. Dòng dép da bò cao cấp luôn các chị ơi, mà dòng này của em mà còn kháng được nước các chị nha. Nghĩa là các anh em nhà mình có ra mồ hôi chân, có ra mồ hôi dầu, lau sơ qua cho một cái là sạch các chị ơi. Dòng dép này rất là dễ sử dụng và là cực kỳ dễ vệ sinh các chị nha. Có bò, có đen và có màu nâu. Các chơi cao cấp cho mình. Cái phần nế thôi cũng đã cao cấp các chơi. Cái độ chịu lực rất là tốt và độ đàn hồi cực kỳ cao các chị nha. Và bán các chị mình chỉ là một cái giá tiền da cho mã là 1491 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có bò, em có đen, em có nâu. Em còn có 80 mấy đô thôi. Nhưng mà em chốt nhanh trong vòng 2 phút để trường hợp hết em cũng qua, mà không hết em cũng qua các chị nha. Để em lên nhiều mẫu hơn cho các chị mình đặt hàng. Chị Linh Khánh ơi, cái bộ của em hả? Đợi em một xíu, em lên cái bộ của em đang mặc nha. Chị Liên Võ đợi em một xíu nha các chị nha. Mã này của em là 1491. 219.000. Các chơi tốc độ nhanh tay đi các chị. Vì giúp nam da bò bình thường em không có sale giá này đâu. Vì 695.000, em có sale sâu nhất cho đô này cũng là 399.000 đồng này. Rẻ lắm rồi. Vì em đã giảm tới cả mấy trăm ngàn rồi các chị nha. Nhưng Kala này em sale giá có 219.000 đồng một đô thôi các chơi. Tiền da 1491 kèm cho em một cái số điện thoại. Sale một cái giá siêu rẻ luôn các chị nha. 219.000, có đen, có nâu và có này gam màu này cho em là gam màu bò. Size cho em là size từ 38 cho đến là size 43. Giá sale 200
19.000 các chị nha. Em còn đúng 15 giây nữa thôi. 15 giây cuối cùng như em cho mã là 1491. 15 giây cuối cùng như em cho mã là 1491 các chị nha. Tranh thủ xanh săn treo đi các chị ơi. Em có giá là 219 đồng và size từ 38 cho tới 43. Và đây là đôi dép kẹp nam da bò các nhá, dòng xịn đi cực kỳ êm chân và rất là dễ chịu luôn các chị ơi. Rồi hết thời gian là em xin phép qua em mẫu. Em qua luôn cho mã là 1491 các chị nha. Qua luôn cho mã là 1491. Cái ví kia có 70 cái thôi mà tới hơn 200 chị lên đơn rồi. Là nó là có, những chị là có nhiều chị không được chốt và có nhiều chị đang bị trách, bị giận đấy. Thì đây có một cái mẫu ví dàn là cái ví mới. Cái này thì thực ra là ngày hôm nay là không nằm trong chương trình sale ngày nay. Vì em biết ngày hôm qua còn mấy cái like mình chưa chốt thì không biết là còn nhiều ít. Nhưng mà mình dành ra thêm 100 cái này đi. Sale bù cho những chị nào vừa là săn ví ngắn mà chưa săn được. Áp dụng cái giá sale cái ví kia mà cũng 200 một lần duy nhất. Ừ, 200 kết quả mà trong vòng em lên chưa đầy 2 phút. Và là có rất là nhiều chị không được chốt luôn. Và có nhiều chị mình đang chắc. Cái chợ cái ví vừa rồi á, là nếu chị nào trường hợp mình không được chốt, các chị thông cảm giúp em nha. Thì cái này em vừa rồi em có đúng đó là 70 mấy cái thôi, 70 cái mà có hơn 200 chị đặt hàng thì có rất là nhiều chị mình không được chốt. Thì em dành ra riêng cho mẫu phí này. Bao giá này cũng là giá một lần duy nhất thôi em nhá. 100 cái, cái giá này là giá bù lỗ đấy em, chứ không phải là giá bán đâu. Đấy, chị thì nói rõ ràng như vậy luôn đấy, để em biết em bán. Các chị chị là hiểu lầm. Cái này các chị ơi là cũng một like duy nhất cho em các chị nha. Là do cái ví ngắn vừa rồi là có nhiều chị không được chốt thì các chị nhà mình cũng chắc. Và cái này chị Thùy dành ra thêm 100 cái dòng ví dài để bù cho chị mình vừa rồi là chị nào mình không chốt được cái mẫu ví kia thì mình săn qua cho em cái dòng ví này. Mà trong khi dòng ví này là dòng xịn đấy nha. Nhưng mà dòng cao cấp, dòng xịn các chị ơi, thiết kế cao cấp cho mình các chị ơi. Có dây bên trong cho mình các chị nha. Giá niêm yết của em là 525.000 đồng là giá niêm yết các chị ơi. Và nếu mình sử dụng dây thì mình kéo ra giúp em, còn không thì mình rút vào giúp em các chị ơi. Rất là dễ dàng sử dụng cho mình các chị nha. Mà xem một cái giá các chị ơi, một giá áp dụng một like duy nhất thôi các chị nha. Giá chưa bao giờ còn cái giá là ngỡ ngàng các chị ơi. Đây. Hết hàng chưa? 145.000 đồng. Cũng đúng một like duy nhất giúp em. Cái này áp dụng có 100 cái với giá áp dụng một like duy nhất giúp em các chị nha. Cho mã sản phẩm của em là 2302 và kèm thêm một cái số điện thoại. Màu em có là gam màu đen. Gam màu này cho em là gam màu đỏ các chị ơi. Thiết kế dòng sang xịn cao cấp cho mình các chị nha, nghĩa là thiết kế phần rút dây bên trong cho mình các chị ơi. Và khi mà mình không sạc thì mình có thể kéo dây vào bên trong giúp em cũng được. Đen vì đen là sẽ không có đơn các chị ơi. Mã sản phẩm của em sẽ là 2302. Cái giá sale này của em cũng áp dụng một like nhất để bù lại cho những cái chị bạn nào vừa rồi không sang được cái dòng vì ngắn các chị nha. Có 100 cái thôi. Các chị ơi đã có 20 chị nổ đơn rồi. Tốc độ nhanh tay giúp em các chị nha. Em có gam màu kem tây, em có gam màu này cho em là gam màu xanh biển. Giúp em cho mã của em là 2302 kèm thêm một cái số điện thoại 145.000 đồng các chị nha. 145.000 đồng giúp em cho mã 2302 và kèm thêm một cái số điện thoại. Dòng ví này dòng ví size 20. Bỏ vừa điện thoại cho em là thoải mái. Nhưng mà dòng cao cấp có 100 cái được bù để sell cái giá sâu quá các chị ơi, tại vì vừa rồi cái dòng ví ngắn nó không có đủ chốt. Có 70 cái mà hơn 200 chị. Đúng rồi, cái này nó sẽ bù cho những chị và có 200 chị nổ đơn thì có nhiều chị mình không được chốt. Thì cái này chị thì dành ra thêm 100 cái sale giá sâu để bù lại cho các chị mình. Cho nên chị nào mà đặt mẫu này thì mình tốc độ nhân tay giúp em các chị nha. Nói những chị hôm qua mà săn với giá cao hơn các chị mình thông cảm, chị cho feedback đi. Nếu chị nào săn được rồi mà chị mua giá cao hơn thì cho feedback tặng quà chị. Đúng rồi, các chị hôm qua thì em bán không có giá sale này, các chị thông cảm với em. Nếu mà mình muốn giá cao hơn thì thông cảm với em nha. Nhưng mà nếu chị nào đã nhận được cái ví đó rồi cho em xin feedback đi, em tặng quà các chị mình. Ví da màu xanh sẽ không có đơn các chị ơi. 2302 và kèm thêm một cái số điện thoại. Em có đỏ, em có đen, em có gam màu này cho em là gam màu xanh cổ vịt, gam màu này cho em là gam màu kem tây. Khi mà mình không sử dụng ngắn ví cái dây các chị ơi, mình rút vào bên trong cho em là thoải mái nha, chỉ cần nới vào cho em là được thôi. Và gam màu này cho em là gam màu xanh biển các chị ơi. Chỉ với giá sale là 145.000 đồng các chị nha. Cho mã của em là 2302. 100 cái được sale với giá bù cho cái dòng ví ngắn vừa rồi. 45 cái thôi, 45 cái cuối cùng. Và chị nào mình có nhận cái dòng ví này rồi cho em xin feedback đi. Em tặng quà các chị mình nha. Mã của em là 2302 kèm theo một cái số điện thoại các chị ơi. Dòng cao cấp, dòng xịn, bỏ được ví da, bỏ được điện thoại, bỏ được các loại giấy tờ. Mà sale giá chỉ có 145.000 đồng các chị nha. Cho mã của em là 2302. Em mở ngăn bên trong các chị mình coi này. Dòng da cao cấp của em các chị ơi, rất là nhiều ngăn đựng đồ các chị nha. Một ngăn cho em các chị, hai ngăn cho em, ba ngăn cho em, bốn ngăn cho em các chị ơi, bốn ngăn, năm ngăn các chị nha, là ngăn thứ năm, ngăn năm á là ngăn có khóa kéo cho mình các chị ơi. Và sáu ngăn đựng thẻ các chị ơi, mà bàn giá các chị mình chỉ có 145.000 đồng các chị nha. 100 cái được sale giá bù, cho nên chị nào mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay lên đơn giúp em các chị ơi. Dòng này dòng xịn, dòng cao cấp. Cái dây của em là các chị ơi là thiết kế bên trong các chị ơi. Khi mà mình xài thì mình có thể kéo ra, còn mình không thích nữa thì mình đúng lại giúp em, nhét lại bên trong cho em là được các chị nha. Cho mã của em là 2302. 2302 các chị ơi. 30 cái cuối cùng Thảo ơi. 30 cái cuối cùng giúp em cho mã 2302 các chị nha. 30 cái cuối cùng giúp em cho mã 2302 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị ơi. 145.000. Rồi em đã thấy chị Linh Linh chị comment là ví đẹp chị mới nhận xong nhưng mà chị mua mà là 179 đồng là ngày đầu tiên em mất 179 đồng. Chị không nhận luôn nhưng mà chị cho feedback thì em cảm ơn chị Linh Linh rất là nhiều. Em tặng cho chị Linh Linh một phần quà 8k nha chị Linh Linh nha. Là sẽ có nhân viên sẽ liên hệ với chị Linh Linh và
gửi tặng cho chị một phần quà. Nghĩa là bên em đã kiểm tra là chị có mua hàng rồi đúng không? Rồi, là 179.000. Còn mã này cho em là 2302, 145.000 đồng cho em. Và chị nào đã mua rồi, hãy cho em xin thêm VIP đi. Em tặng quà các chị mình các chị nha. 15 cái cuối cùng cho em cho mã 2302. 15 cái cuối cùng các chị nha. Màu em có là gam màu xanh biển. Cái tông màu các chị đi cùng tông trời ơi nó xuất sắc luôn. Gam màu này giúp em là gam màu kem tây các chị nha. Gam màu này cho em là gam màu đỏ có dây đeo cho mình nhưng mà thiết kế cao cấp giọng xịn cho mình. Và gam màu này cho em là gam màu xanh cổ vịt. Và một gam màu nữa cho em sẽ là gam màu đen các chị ơi. Cho mã của em là 2302 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Có chị Lâm nhé nè. Chị mua, vừa điện thoại thoải mái. Chị mua mà không phải cái giá này luôn. Đọc to rất khoát em. Chị nhận được ví rồi, có dây trong, tiện lợi ok lắm. Rồi, tặng chị Lâm nhé một phần chị quà. Chị Lâm nhé đúng không? Em tặng chị Lâm nhé một phần quà 8 cái. Em cảm ơn chị Lâm nhé rất là nhiều chị nha. Mã này của em là 2302. Con line của Sophia hấp dẫn quá trời. 7 cái cuối cùng nhận quà từ đầu line đến cuối livestream và bây giờ còn đúng 7 cái cuối cùng như em cho mã là 145.000 đồng giúp em cho mã 2302 các chị nha. Chị nào mình không săn được cái mẫu ví kia, săn qua mẫu ví này giúp em để mình săn được một cái giá tốt nhất, đó là cái giá bù là 145.000 đồng. Không săn được nữa này. Đúng rồi. Còn vì còn có đúng 4 cái tính từ chị Trang Phạm. 4 cái cuối cùng tính từ chị Trang Phạm các chị nha. Cho mã của em là 2302. Cái chiếc ví này là mẫu ví mới bên em. Thì số lượng em có cả ngàn cái. Nhưng mà cái em nói rồi, cái giá sale này em chỉ sẽ áp dụng đúng còn 100 cái thôi. Nếu mà hôm sau em có lên lại ấy, thì các chị ơi, mình không có giá này, các chị mình cũng thông cảm với em nhá. Vì ngày hôm nay là bù cho cái mẫu ví giờ có 70 cái mà có tới hơn 200 chị đặt hàng thì có nhiều chị không đặt được. Thì em bù qua cho các chị một cái ví dài nhá, 145.000 đồng. 5 cái cuối cùng qua mẫu thảo ơi. 5 cái cuối cùng như em cho mã là 2302. 5 cái cuối cùng giúp em các chị nha. Em có đỏ, em có đen. 525.000 đồng là giá niêm yết và em sale giá 145.000. Các chơi ca lai khác không có giá sale này đâu. Các chị nhà mình đang sale được một cái giá tốt nhất của chị Thùy đưa xuống giá bù các chị nha. 145.000 em hết hàng. Em qua luôn cho bạn 2302 cái chơi. Bỏ vừa điện thoại thoải mái có dây đeo bên trong cho mình. Còn trường hợp mình không thích đeo dây đeo, mình nhét vào lại và bên trong cho em là được các chị nha. Cho mã của em là 2302. Em qua mẫu luôn nha các chị. Rồi qua luôn đi Phạm ơi. 2520 em ơi, cái này còn được 60 áo cuối cùng. 2520 em còn được 60 áo cuối cùng. 2520 em còn được 60 áo cuối cùng tặng hết cho chị mình săn luôn. Từ 74 cho tới 90 kg. Cái này là size nào? À XL và 2XL. Rồi cái này em còn số 7 mà cái này em 70 kg vừa ăn. Cái này là size L. 70 kg đến 90 kg là mặc vừa, nó lại cho em nha. 70 kg đến 90 kg mặc vừa cho em cho mã là 2502. 2520 chứ quên. 2520 và kèm theo một cái số điện thoại. 99 đồng cho chị, cái này em tặng hết nha. Chị Đỗ Mỹ Nga thiếu mã sản phẩm đồ chơi 2302 mà có đơn chị nhé. Còn mã này giúp em sẽ là 2520. Em có đen, em có xám và có gam màu này cho em là gam màu xanh biển các chị nha. Em có số ký từ 70 đến 90 ký có size. Em tặng hết với giá sale sâu đó là 99.000. Các chơi còn đúng 60 cái. Mà số ký là từ 70 đến 90 ký. Nhằm mà dòng áo khoác cả nam cả nữ đều có thể mặc được các chơi. Dòng áo khoác cao cấp. Bên trong có túi luôn các chị nha. Bên trong có túi cho mình luôn nha các chị nha. Bên trong có thêm một ngăn túi cho mình các chị. Bỏ điện thoại, bỏ ví tiền an toàn cho mình, nó không có bị rớt ra ngoài. Và hai phía ngoài của em là có ngăn, có khóa kéo cho mình luôn. Cao cấp cho mình, sang xịn cho mình các chị. Mà bán giá có 99.000. 2520 kèm cho em một cái số điện thoại các chơi. 2520 giúp em nha các chị nha. 2520 màu này cho em là gam màu xanh biển. Gam màu này cho em là gam màu xám. Và gam màu này cho em là gam màu đen các chơi. Em bán giá các chị mình đó là 99.000. 99.000 các chị nha. 99.000 giúp em các chơi. Xanh nhỏ cái này này. Màu này cho em là gam màu xám. Màu xám, màu xanh biển và gam màu này trên và gam màu đen các chờ, cái này em tặng hết với giá sale 99.000. Cho nên là hàng tốc độ nhân toàn nộp đơn giúp em nha. Thì em có 60 cái thôi mà em tặng giá sâu lắm. Bên trong có một ngăn riêng để bỏ điện thoại, bỏ ví tiền an toàn cho mình. Phía ngoài em có hai cái ngăn đều có khóa kéo cho mình. Dòng áo khoác dù cao cấp các chị nha. Như anh Điền đang mặc cho các chị mình coi này. Dù hai lớp các chờ, xịn lắm. Cái dòng này ra ngoài mua 300 mấy một cái đấy các chị ơi. Ở đây em bán các chị mình có 99.000. Vì nó lẻ sai rồi nên là em tặng thôi. 70 đến 90 kg có sai các nha. 70 đến 90 kg có sai các chờ. Xanh biển của anh Điền đang mặc, gam màu này cho em là gam màu xám. Gam màu này cho em là gam màu đen các chơi. Mà sale giá sâu chỉ có 99.000 thôi. Tốc độ nhanh tay nổ đơn các chị. Thả tim thả la liên tục các nha. Đây cái phong giá này mặc cặp được, hai vợ chồng mặc được, hoặc là các chị nhà mình, anh chị nào đã có người yêu mua mặc cặp cũng được các chị nha, hoặc là mua cho anh trai anh gái nhà mình các chị nha. Mua rồi mã của em là 2520, kèm cho em một cái số điện thoại các chơi. Có xám, có xanh biển và có gam màu này cho em là gam màu đen. Và sale giá có 99.000 thôi. Có 99.000 thôi các chị nha. 70 đến 90 thì có sai. Em có 60 cá và hiện tại em còn đúng đó là 30 cá cuối cùng. 30 cá cuối cùng như em cho mã 2520. 30 cá nữa thôi các chị ơi. Đẹp lắm, dầm dù may hai lớp cho mình các chị. Khóa kéo thì chơi mượt dễ xài các chị nha. Cao cấp cho mình và bên trong á là em có thêm một ngăn nữa các chị ơi. Ngăn an toàn đấy, mình có thể bỏ điện thoại, bỏ ví tiền vào bên trong này các chị. Và cái ngăn này này, nó không bị rớt ra ngoài. Nhiều khi mình đi đường xa á, mình bỏ vào trong nó an toàn các chị nhá. Và sale giá chỉ có 99.000. 99.000 giúp em cho mã là 2520. 2520 kèm cho em một cái số điện thoại khóa là như thế. 2520 các chị ơi, 99.000 giúp em nha. Em đọc lại số ký một lần nữa nè. Từ 70 cho đến là 90 ký mặc vừa.
Cái màu này em không có màu nâu đâu các chơi. Cái màu này cho em là gam màu đen, màu xám các chị, màu xám nha. Và gam màu này cho em là gam màu xanh biển nè. Nó tông nền trắng nó phối các chơi nhìn đẹp lắm, nó trẻ trung cho mình. Và bạn nhà có 99 nha nè. Có 99 nha giúp em cho mã 2520. 2520 kèm số điện thoại. Có nhiều chị mình mua một cặp, hai cặp cũng có, rẻ quá các chơi. Mua cho con trai con gái nhà mình, mua cho hai vợ chồng nhà mình, cả gia đình đều mặc nó rất là dễ thương ha. Trước khi đi đường xa các chơi nó khoác vào nó cũng nó mát đó các chị, nó thoải mái cho mình. Và bạn nhà các chị mình có 99 nha nè các chơi. Các chơi 14 cái cuối cùng. 14 cái cuối cùng giúp em cho mã 2520. 14 cái cuối cùng như em cho mã 2520, xanh biển, màu xám. Và game màu này cho em là game màu đen. Số ký em có là từ 90 cho đến là 100 ký này sẽ có size 70 cho tới 90 ký. À quên, chưa nãy em nói cái gì nhỉ? Em nói 90 đến 100 ký. À 70 đến 90 ký là có size các chị nha. 70 đến 90 ký là có size các chị nhá. Cho giá sale của em chỉ có 99 ngàn à. Cái này chỉ là một cái giá tặng của em thôi á. Cho nên chị nào mà có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh thắng giúp em. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Có nhiều chị mình hỏi được kiểm tra hàng hay không? Chắc chắn là các chị mình là khách hàng mới rồi. Em chào tất cả các chị mình nha. À, đối với đơn hàng của sofa thì các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và thứ hai các chị mình bên em có hỗ trợ đổi hàng cho mình, đó là trong vòng 8 ngày kể từ ngày các chị mình nhận hàng. Miễn sản phẩm của các chị mình đó là còn nguyên tem mác và chưa qua sử dụng là bên em có thể hỗ trợ đổi được các chị nha. Và các chị ơi, mua hàng của sofa cứ yên tâm về chất lượng, về trên line như thế nào bên ngoài y chang như vậy các chị. Giống như cái mẫu nào áo này các chị em cầm trên line, có thể các chị nhà mình mua bên ngoài thị trường là 300-400 ngàn, nhưng ở sofa bên em sản xuất cả ngàn cái. Và bây giờ em còn có đúng 60 cái là em tặng một giá sâu sâu thôi, 99 ngàn. Và điều đặc biệt là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của sofa và có một ca live duy nhất vào diễn ra tới 1 giờ chiều ngày hôm nay. Còn riêng tối ngày hôm nay bên em sẽ không có live stream, cho nên tất cả các mẫu em lên đều sale giá sâu và có một cái giá đặc biệt cho khách hàng nhà mình. Cho nên chị nào mình không xem live tiếc lắm, hãy tag người bạn vào xem live các chị nha, để sale một cái giá tốt nhất của em. Các chơi 2520 em qua mẫu này các chơi, em có xám, em có xanh và gam màu này cho em là gam màu đen. Số ký em có từ 70 đến 90 ký là sẽ có size. Và em sale giá các chị mình xanh là 99 ngàn. 99 ngàn giúp em cho mã 2520. 99 ngàn giúp em 2520 các chị nha. 99 ngàn đồng giúp em cho mã 2520. Em qua mẫu cho mã 2520 các chị nha. Qua mẫu luôn nha các chị. Các chị mình hỏi áo sơ mi, lên áo sơ mi cho các chị mình xanh luôn các chị nha. Một màu ạ. Một áo sơ mi nào đúng rồi. Một màu duy nhất các chị nha. Các chị ơi, cái áo sơ mi nam ấy thì vừa là cái mẫu kia các chị em lên thì các chị đặt hết rồi, giờ em chỉ còn một cái gam màu này là gam màu đỏ thôi. Và cái dòng áo sơ mi này nó là một cái mã hàng khác, rồi cái sọc kẻ của nó rất là nhỏ. Mã hàng này sẽ là 2137. 2137 các chị nhá. Là dán yếc của em tới 455 ngàn đồng thôi ạ. Đấy, bảo mối 2137 và kèm cho em cái số điện thoại thì thực sự chia sẻ thật sự cho em mình ấy. Tất cả những dòng áo sơ mi nam của Sofa ra là hết hàng, ra là hết hàng các chị nhá. Mẫu nào ra cũng hết. Nhưng mà riêng những cái gam màu đỏ như vậy thì hầu như em thấy là các chị mình hơi kén hay sao, hay là không biết là do lên livestream cái màu sắc của nó bị ánh sáng bị nổi hơn một tông sao, hay là các chị sợ nó nổi quá nên các chị mình không dám mua. Thì cái mẫu này là em gọi là thật sự chị em mình là bán nó chậm hơn những một dòng màu áo mà gọi là gam màu tối hơn ấy. Thì chính vì vậy ngày hôm nay thì cũng gọi là có một phần quà gửi đến chị em mình, cũng như mẫu này bên em xả cho nó hết luôn, gọi là xóa mã để lên những cái mã sản phẩm khác ấy, thì công ty đưa xuống một cái giá sale sập sàn luôn nhá. Mã này của em là 445 ngàn đồng là dán yết, và bây giờ em còn 100 áo các chị ạ. Áo sơ mi này em còn 100 áo các chị nhá. Và em có các chị biết không, size từ 50 cho tới 100 ký là các anh nhà mình có size. 2137 là kèm cho em cái số điện thoại. Sọc này thực sự là một trong những áo sơ mi em rất là thích, nhưng mà không biết vì sao cái gam màu đỏ này có nhiều chị ra cái ngại đặt cho các anh sáng cho mình sao, nên là em thấy là nó bán chậm hơn những mẫu khác. Chính vậy công ty ngày hôm nay quyết định xả cho chị săn một cái giá sâu luôn nhá, xả cho hết má, cũng như là gọi là kèm theo một cái giá gọi là quà tặng nhân ngày kỷ niệm 8 năm thành lập công ty Sofa các chị nhá. Các chị mua về tặng cho ông sáng cho mình 179 đồng một áo các chị ạ. Bây giờ công ty em xả hết luôn 179.000 đồng một áo thôi các chị nhá. Đấy, và chưa hết đâu, và được miễn phí ship nữa các chị nhá. Đấy, áo này các chị nào mà săn thì các chị mình sẽ mua được với giá là 179 đồng. Còn 100 áo cuối cùng em xả cho nó dứt má này luôn đấy, nhận để xóa má này luôn đó. Chính vậy ngày hôm nay xả một cái giá sâu luôn đó, là 179.000 đồng một áo và được miễn phí ship luôn các chị nhá. Là nghĩa là 100 chị khách hàng này mình mua cái áo sơ mi của em Điền đây, là tất cả các đơn hàng trong cái này các chị mình mua đi đơn chung với cái áo sơ mi này đều được miễn phí ship hết nhá. Và kèm theo đấy các chị mình săn được với cái giá sale sâu là 179.000 đồng một áo các nhá. Cái này là em chia sẻ thật luôn đấy, đây là gọi là Sofa là có sàn nó như vậy luôn nhá. Vì nhiều khi lên cái gọi là màn hình livestream ở ngoài nó là gam màu đỏ đô, nhưng lên đây cho ánh sáng chiếu vào thì các chị nhìn thấy nó hơi loá loá, nhìn nó sáng một chút xíu. Nhưng thực sự ở con mẫu này ở ngoài mặc rất là đẹp luôn này, mặc rất là thích luôn. Nó nhìn cái màu sắc của nó không bao giờ bị lỗi thời. Là cái nhất, cái hai là cái dọc của sọc, cái dạng mà sọc kìa nhỏ li ti này mặc nó gọi là che bụng rất là tốt. Các anh mà rất là thích ý. Những cái dạng form áo sơ mi nó truyền thống như này ấy, mặc đẹp và thích lắm nhá. Mã này sẽ là 2137 nhá, 2137 và kèm giúp em cái số điện thoại. Và giá các chị mình đang săn sale chỉ có là 179.000 đồng một áo và được miễn phí ship trong ca live ngày hôm nay các nhá. Đặt hàng thì tranh thủ nhanh tay lên đơn đi, em nói thật các nhá, tốc độ lên đi nhá. Tới thời điểm này em còn được
65 áo cuối cùng. Coi như em còn 65 áo nữa và em muốn cố gắng xả cho dứt luôn, nên các chị ơi, mình nhanh đổi chăn để được một cái dòng áo sơ mi nam cao cấp, dòng xịn này các nhá. Dòng này các chị ra ngoài mua nó rơi tầm từ 450 ngàn cho tới 550 ngàn trở lên nhá, chứ không có giá dưới đâu. Vì em để có thể cam kết cho chị em mình về chất lượng cũng như sản phẩm, gọi chung là cái thông số size các anh mặc vào là y form, gọi là chuẩn form đấy nhá. Mặc nó đẹp form dáng như em điện này. 80 kg em mặc size này size XL rất là thoải mái và rất là dễ chịu luôn. Với cái giá mình đang săn sale trong online ngày nay thì giá một cực kỳ là mềm nữa. Có 179 đồng và kèm theo đấy lại được miễn phí ship nữa các nhá. Như cái tốc độ đơn đang nổ các chị biết rồi, tới thời điểm này em chỉ còn được có vỏn vẹn 40 áo cuối cùng thôi. 40 áo cuối cùng ấy nhá. Và cái mẫu này chắc là khi này hết là em cũng xóa má luôn đấy các nhá. Nên các chị nào mà săn trong online này là duy nhất các chị săn được những cái hàng sản phẩm gọi là chất lượng trong online ngày hôm nay đấy. Các chị biết mà, mấy ngày nay bên em mẫu mới nhiều, bên em lên ít lên áo sơ mi lắm. Không có thời gian đấy, ngày hôm nay em tranh thủ những sản phẩm gọi là đặc biệt chất lượng em mang ra đây và sản cho chị em mình những cái giá gọi là giá tốt nhất kìa nhá. Và các chị ơi, thời điểm này em còn 30 áo cuối cùng. 30 áo cuối cùng, đặt hàng tranh thủ nhanh tay lên đâu nhá. 30 áo cuối cùng cho 2137 đi các chị ơi. 2137 là mã hàng của cái áo sơ mi này và giá các chị mình kèm theo đấy là 179 đồng một áo, không phải là giá 450 000 đồng hay 500 000 đồng như bình thường các chị em mình đang săn nhá. Các chị thấy từ đường cúc này, từ phần cổ áo này, bên em may form dáng em dơ gần cho chị còn này. May form dáng nó cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhá, mà cái những dòng dọc kén này mày mặc lên form dáng nó chuẩn và đẹp. Các chị mình mua về cho anh có thể phối với quần tây, quần jean đều được nhá. Như em để đang mang đi, một cái quần tây đôi giày tây rất là đẹp luôn nhá, thoải mái mà mặc rất là thoải mái dễ chịu. Về các chị biết không, những dòng áo sơ mi này bên em may theo form dáng phổ thông là hầu như tất cả các anh ấy có size có số mình mặc đều được thôi nhá. Đấy cái nhận mong áo sơ mi may theo form dáng thiết kế mà như bình thường các chị biết mà, bây giờ các chị mình ra ngoài mua vải thôi về may nguyên tiền công thôi nó chiếm tới mấy trăm ngàn rồi nha, chưa tính gì mà khi lên nguyên vật liệu là cúc áo này, phần tay áo này mày là mắc tiền lắm chưa. 10 áo cuối cùng em sẽ viết qua mẫu chưa, 10 áo cuối cùng em sẽ viết qua mẫu cho 2137 luôn chưa, 10 áo cuối cùng cho 2137 và các chị mình kèm thêm cho em cái số điện thoại nữa và giá mình đang săn sale 179 đồng. Và các chị đừng quên ngày hôm nay các chị sẽ được miễn phí ship. Chị Lê Thanh ơi, chị comment lại cho em là 2137 cái gì? 2137 chứ không phải 2179 các chị ơi. 2137 và kèm cho em cái số điện thoại. Giá sale là 179.000 đồng và được miễn phí ship cho tất cả chị em mình. Nếu mua cái áo sơ mi này sẽ được miễn phí ship. Cái trường hợp các chị mua những sản phẩm đơn hàng trước rồi ấy, các chị mua gộp đơn chung với áo sơ mi này của em này là các chị sẽ được miễn phí ship cả cái đơn hàng đấy luôn đấy nhá. Nhưng mà các chị có nhiều chị em đấy để sai cái cú pháp chốt đơn quá, các chị để lại giúp em là 2137 đi các chơi, 2137 và kèm cho em cái số điện thoại thì các chị mình sẽ lên đơn hàng thành công nhá. Tốc độ tranh thủ nhanh tay lên đơn nhá. Em còn 3 cái nữa các chị, 3 cái cuối cùng em cho các chị coi lại cái form dáng từ đằng trước đằng sau một lần nữa này các chị ơi. Và cái size số của em là từ 50 cho tới 100 kg nhá. 50 cho tới 100 kg là các anh nhà mình có size kia. Form dáng từ đằng trước đằng sau cực kỳ đẹp và rất là chuẩn form. Những dòng này nó đã may thiết kế theo form dáng chuẩn nên các chị mình cứ yên tâm thoải mái mua về săn về cho ông xã nhà mình mang nhá. Với cái giá săn sale chỉ có là 179 đồng một áo thôi. Xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn. Rồi em hết rồi, xin phép qua mẫu này luôn để lên lại cái mẫu đồ bộ mà bạn Thảo đang mang các chị nhận em qua luôn ạ. Trước khi lên mẫu đồ bộ em có một ít cái này em tặng cho các chị mình nè. Mã số này của em là mã số 75, cái chơi size là size 40 nha. Cái này em tặng cho các chị mình nè. Mã số 75 em tặng các chị mình nó là 25.000. Mã số 75 em tặng 25.000 các chị nha. Mã số 75 em tặng 25.000. Rồi thêm cho em mã này cho em sẽ là mã số 81. Mã số 81 size là size 38. Em tặng các chị mình là 38.000. Mã số 81 size là size 38 em tặng 38.000 các chị nha. Thêm cho em đó là một cái đôi dép các chị ơi. Size cho em là mã mã 72, em tặng 50.000 một đôi cho size 38. Mã số 72 em tặng 50.000 các chị nha. Mã số 72 em tặng 50.000. Một đôi giày kháng nước của nam size cho em là size 41. Mã số là 74, em tặng đôi này 99k miễn ship. Mã số 74 99k miễn ship các chị nha. Cái này 3 cái L các chị ơi, em tặng các chị mình luôn nè. 3 cái L em tặng các chị mình nha. 79.000. 79.000 miễn ship. 3 cái em tặng các chị mình 79.000 miễn ship. Cho mã số này của em là mã số 67. Mã số 67 em tặng 79.000 miễn ship các chị nha. Cho mã số 67. 3 cái size L. 3 cái size L. Cái ship này của em nó là dạng ship à. Ủa. Nó vừa đùi vừa tam giác rồi. Cái này của em là vừa đùi vừa tăm nhé các chị nha. Nhưng mà ba cái size L em tặng 79.000 miễn ship luôn các chị ơi. 79.000 ba cái miễn ship các chị nha. Cái này các chị ơi, đôi sân đen này à. Mã giúp em nhé các chị nha. Mã giúp em đó là
Dạ rồi mã 77 ạ. Mã số 77 các cho, cái này em size 36 nè, em tặng các chị mình 50.000. Mã số 77 em tặng 50.000 một đôi cho trên size 36. Mã số 30, mã số 77 trên size 36 em tặng 50.000 các chị nha. Tặng 50.000 nha các chị. Thêm theo là một cái set đồ các chị ơi, một cái set đồ vest này. Cái này em tặng 149.000 miễn ship. Mã số 76. Mã số 76 tặng 149.000 miễn ship các chị nha. Mã số 76. Cái này là thuộc vào size S, 48kg lại mặc vừa. Nhưng một cái set vest luôn mà em tặng có 149.000 miễn ship. 149.000 miễn ship các chị nha, 149.000 miễn ship. Rồi một đôi giày thể thao của Nam. Cái này size cho em là size 44. Mã số cho em là mã số 84, 99.000 miễn ship. Mã số 84, 99.000 miễn ship các chị nha, cho mã số 84. Một đôi size 44 thôi, em tặng 99.000 miễn ship các chị nha. 99.000 đồng miễn ship. Một cái áo thun các chị có một cái à. Mã số cho em là mã số 82. Cái này cho em là thuộc vào size S này, form rộng nha. Cái này em tặng các chị nha bằng 30.000. 30.000 cho mã số 82. 30.000 cho mã số 82 các chị nha. 30.000 cho mã số 82. Các chị ơi, cái này em có vài cái nè. Mã số cho em là mã số 2290. Em chốt các chị mình luôn. 2290 kèm cho em một số điện thoại. Em có đen, có kem. Không, hết đen mà em còn đen, em còn kem và còn vàng các chị ơi. Em tặng các chị mình 99.000. 99.000 luôn. Miễn ship luôn các chị nha. 99.000 miễn ship luôn. Cho mã số của em là mã số 2290. Mũ các chị nha, dòng kaki cô tông. Em có hai gam màu trắng và gam màu vàng. Em chốt các chị mình đó là 99.000 miễn ship. 99.000 miễn ship giúp em cho mã 2290. 2290 kèm cái số điện thoại các chị nha. Em có kem, em có vàng, dòng kaki cô tông may hai lớp cho mình. Chỗ phân này là theo. Các chơi em bán các chị mình đó là 99.000 miễn ship. 99.000 miễn ship giúp em cho mã 2290. 2290 kèm cho em một cái số điện thoại. 99.000 miễn ship các chị nha. Các chơi 99.000 miễn ship giúp em cho mã 2290. Có kem, có vàng, sale giá sâu 99.000 miễn ship luôn cho các chị mình đặt hàng tốc độ nhanh tay giúp em cho mã 2290 qua mẫu các chị nha. Hết luôn rồi các chị ơi. Còn mã là cho em là 2125 phải chị. 2125 là cái set đồ của em đang mặc các chị nha. Em có thông số là từ 40 đến 75 kg là sẽ mặc vừa. Em có gam màu của em mặc là gam màu xanh. Gam màu này cho em là gam màu kem đậm và một kem tây các chị. Và gam màu này cho em là gam màu hồng các chị nha. Gam màu hồng. Cái này các chị ơi, em sale giá 179.000 một bộ. Cái này em chỉ là sale một cái giá quà. Có dòng mà dòng cao cấp của em có chơi dòng cao tiền á, dòng lụa sức ánh kim các chị nha. Ra ngoài mua một cái set này phải từ 350 trở lên. Ở đây em đang bán các chị mình có 179.000 à. Chị nào đặc biệt mua từ hai buổi trở lên là 159.000. Vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sophia các chị nha. Nên là em sale một cái giá rất là sâu luôn cho chị nào là cái mẫu đồ bộ của em đang mặc nè các chị. Mã sản phẩm của em sẽ là 2125. 2125 và kèm theo một cái số điện thoại các chị ơi. Dạng quần đó chị, form dáng đẹp và trẻ trung cho mình các chị nha. Và sale giá rẻ lắm các chị ơi, chỉ có giá sale là 179.000 thôi. Em chốt mẫu này trong vòng 1 phút đi, để chị nào mình có đặt mẫu này thì mình tốc độ cho em thả tim liên tục các chị nha. Màu kem tây em có, số ký em có là từ 40 đến 75 ký là mặc vừa, dòng lụa sức ánh kim cao cấp. Cái phần đằng sau các chị ơi, áo á là mình sẽ có cái khóa kéo, mình mặc về vào những các chị nha, dễ mặc lắm chơi, dòng xịn á. Mà em sale giá rẻ lắm, có 179.000 một bộ thôi ạ. Chị nào mình săn từ hai bộ trở lên sẽ là 159.000. Em có săn, em có mà em có kem tây các chị nha. Kem tây các chị ơi, form dáng đẹp trẻ trung, mặc lên nó sang, cơ bộ thôi mà cũng sang các chị ơi. Mà em sale giá rẻ lắm các chị ơi, có 179.000 một bộ thôi ạ. Chị nào mà săn từ hai bộ trở lên sẽ là 159.000. Nhưng em cho mã là 2125 các chị nha. 2125 các chị ơi. 2125 kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Săn biển, kem tây và kem màu hồng. Số ký là từ 50 đến quên 40 đến 75 ký là sẽ có size các chị nha. Dòng lụa sức ánh kim cao cấp, che bắp tay tốt nè, che bụng tốt nè, che bắp đùi tốt nha chị nha. Form nhắn đẹp mà dòng đồ bộ mình nhìn nó sang cực kỳ luôn. Và bán giá sale chỉ có 179.000. Dòng kiểu cấp và sang trọng cho mình các chị ơi. Cho nên chị là mình thấy rẻ quá mình mua lại cho mình hai bộ các chị nha. Hết giờ, em qua luôn cho mã 2125. Hết giờ em qua luôn cho mã 2125 các chị nha. À cái kia nó còn 45 đô này. 45 đô em sale rồi. Rồi mã 1300 em ơi, 1.150.000. Cái này 1300 em được 45 đô. Em sale hết các chị mình săn luôn. 1.150.000 các chị nha. Cái này em chỉ bán cho các chị mình, em lấy lại tiền da thôi. Em lấy lại tiền da các chị mình săn thôi. 1300 kèm 1300. Lẻ xà các chị ơi. 368.000 xà lỗ đi chưa? 368.000 đồng. Cái này nó chẳng bằng tiền da chứ. 368.000. Da bò các chị ơi, cái dòng mà dòng da bò nha. Cái này em đang xà lỗ chị mình săn đó. 368.000, 1.150.000. Em sale chị mình 368.000 đồng một đôi. Giá áp dụng một lần nhé, trong color này em còn đúng 45 đô thôi. Em đọc sai cho mã là 1300. Da bò các chị nha.
1300 màu bò 38 40 41, màu đen 38, màu nâu 38 và 40. Đó trời ơi, lẻ sai hết trơn rồi. Nó còn có vài đô như vậy thôi. Thế là em mới xả giá sâu là 368.000. Cái này em đang xả lỗ đó các chị, cho nên chị nào mà có đặt mẫu này thì mình tốc độ nhanh tay giúp em. Da bò cam kết 100% da bò, may khâu tay tỉ mỉ các chị ơi. Và những cái vân đường không các chị ơi là phải người có tay nghề cao nha. Và tay nghề cứng lâu năm các chị, và đặc biệt là phải là nam. May khâu các chị ơi, form dáng đẹp lắm, xuất sắc bên trong luôn. Bên trong còn có những cái hẹp massage nha các chị ơi. Đó, form dáng đẹp mà em xả giá chỉ có 368.000. Em đọc sai cho mã là 1300, đọc lại sao một lần nữa. Rồi, em đọc lại sai các chị nha. Màu bò em có size 40 bò. 41. Màu bò 40 và 41 cho em màu bò các chị ơi. Màu đen size 38, màu nâu size 38 và 40 ạ. Màu đen 38, màu nâu là 38 và size 40. Cho mã của em là 1300 các chị nha. 1.150.000. Em sale sâu tặng các chị mình với giá sale là 368.000 đồng. Cái này em đang xả giá hàng lỗ các chị ơi. Da bò mà em sale giá rẻ lắm các chị ơi. Chỉ có 368.000 đồng một đôi. Cao cấp thực sự, nếu các chị ơi mình mua đi, bây giờ mình đang săn một cái giá tốt nhất của sofa, sau này các chị ơi vào mùa là sẽ không có giá sale này đâu, cho dù hàng lẻ 1-2 đô cũng không xả giá này các chị nha. Vì tới cả 1.150.000 các chị nhà mình ra ngoài mua, cho dù mà hàng lẻ có 1-2 đô mà lẻ sai 1.150.000 thì người ta bán các chị mình 700.000 vẫn rẻ, là các chị nhà mình đã thấy rẻ quá rồi. Da bò gì mà có 700.000 trong khi giờ nam da bò, nhưng mà ở đây em đang xả nha chỉ có 368.000 đồng. Em cam kết các chị mình đó là 100% là da bò luôn, nhưng mà em đang lẻ xa rồi. Em đọc lại sao một lần nữa cho mã là 1300 các chơi. Em còn đúng 25 đô nữa thôi đấy, 25 đô cuối cùng. 1300 màu bò là em còn 38, 40, 41 ạ. Chủ yếu là game màu bò để có đơn, 38, 40, 41. Màu đen là em còn 38 thôi ạ. Màu đen là màu này các chơi chỉ còn xa 38 thôi. Màu nâu là em còn 38 và 40. 38 và 40 cho game màu nâu. 1300 là mã sản phẩm của em. Các chơi bổ sung mã, bổ sung số điện thoại cho em mình mới có đơn được. Vì các chị mình đang săn được cái giá tốt nhất của sofa. Từ một đôi giày có 1.150.000 là giá da bò, là đã rẻ hơn bên ngoài thị trường rất là nhiều rồi. Bây giờ mọi da bò người ta bán cả 1.000.000 mới một đôi. Ở đây em đang bán có 1.150.000. Bây giờ em xả các chị mình săn là 368.000 đồng. Hôm trước chị đã mình mua giá cao hơn, thông cảm giúp em nha. Cái này các chị ơi, 10 đôi cuối cùng, 10 đôi cuối cùng giúp em cho mã là 1300. Em đọc lại sao một lần nữa để cho các chị mình săn kỹ này. Màu bò ạ. Màu bò hiện tại em còn 38 và 40 thôi ạ. 38 và 40 cho em màu bò. Màu nâu cũng còn 38 và 40 ạ. 38 và 40 cho em màu nâu. Màu đen còn 38 thôi ạ. Màu đen còn 38, bây giờ em còn 38 40. Các chơi hết sao 41 rồi. Bây giờ em còn 38 40. 38 40 giúp em cho mã là 1300. 38 và 40 giúp em cho mã là 1300 các chị nha. Một đôi giày nam 1.1.000, bây giờ em xả các chị nhà mình đó là 368.000 đồng. Chất liệu cho em là da bò 100%, cam kết da bò nha các chị nha. Không phải da bò sofa đền tiền đâu các chơi. Vì dòng này dòng xịn, dòng cao cấp các chị nha. Cái này bên em sản xuất cái số lượng lớn. Mà bây giờ em còn có sót lại đúng 40 mấy đôi. Nên em mới xả giá sâu là 368.000. Em còn 6 đôi nữa thôi đấy. 6 đôi cuối cùng giúp em cho mã là 1300. Chị nào có đặt hàng thì mình tốc độ giúp em. Riêng màu nâu và cái màu bò em có sao 40 và 41. 40 và bộ 38 và 40. À 38 và 40. Màu nâu và cái màu bò em có sao 38 và sao 40. Màu đen màu 38 đen. Còn 38 các chơi. Em xả giá sau là 368.000 xanh đấy các chị. Nó rẻ lắm á các chị, thực sự nó rất là rẻ luôn. Cái này 368.000 nhiều khi nó còn chưa bằng một bộ đồ của mình. Chưa bằng một cái túi xách một đôi giày các chị mình mua hàng luôn á. Mà cái này chất liệu da bò đi cả mấy năm trời, 5 năm, 6 năm, 7 năm, da bò là bền lắm. Và em sale giá có 368.000 một đôi. Nó siêu rẻ, nó rẻ thực sự các chị ơi. Cho nên chị nào mà có đắt hàng thì mình nhanh tay nha. Bây giờ em còn sao 38 và 40. 38 và 40 giúp em. Đen 38, nâu và gam màu bò 38 và 40. Giúp em cho mã là 1300 các chị nha. Chị nào mà đặt đơn tối ngày hôm qua các chị ơi, là bên em khá là nhiều đơn hàng, cho nên các bạn vẫn đang ngồi chốt cho đến chiều luôn, cho nên các chị mình nhớ giữ điện thoại giúp em nha. Dạ đúng rồi các chị ơi, và sofa tối ngày hôm nay là bên em sẽ không có live các chị ơi, tại vì bên em sẽ live tới khoảng 1 giờ chiều thôi là bên sẽ offline để bên chuẩn bị cho sinh nhật đó các chị. Tại vì hôm nay là cái ngày kỷ niệm sofa được 8 năm thành lập, được 8 năm rồi các chị ơi, nghĩa là sofa được 8 tuổi các chị, là một cái ngày sinh nhật rất là lớn và rất có rất là nhiều kỷ niệm, nên là tối ngày hôm nay bên em sẽ offline và tổ chức sinh nhật. Cho nên các chị mình nếu con live thì mình coi con live vào ngày mai giúp em các chị nha. Có mã đăng em sẽ là 1300. Còn bây giờ các chị mình xong đi, giá tốt lắm. Mẫu này em lên cũng xem giá sâu hết, có 368.000. Nâu và bóng có size 38 và 40. Màu đen chỉ có size 38 thôi. Em xả giá sâu đó là 368.000 đồng. 368.000 đồng giúp em cho mã là 1300, có size 38 và 40. 38 và 40 em hết hàng, em qua luôn các chị nha. Rồi, cái này em ơi còn được có mấy chục quần? 82 quần cuối cùng. 82 quần cuối cùng cho mã quần 1746 ạ. 1746 và kèm cho em một cái số điện thoại. 82 quần nha em. 1746 còn 82 quần cuối cùng các chị nha. Màu của em đang cầm là gam màu zin nhạt, và gam màu này cho em là gam màu zin đậm. Cái này xả lỗ cho các chị mình săn đi chị ơi. 625.000 đồng mà giá niêm yết em xả hết các chị mình săn nha. 199.000 đi. 199.000 thôi các chị. Quần jean nam mà ngỡ đâu nghe đâu tưởng mua không là quần jean nữ không các chị. Mà thực sự quần jean nữ mình mua bây giờ toàn 400 mấy một cái. Bây giờ em sẵn cho chị nhà mình có 199.000.
rẻ quá các chơi, cái này em đang sẵn lỗ của chị mình xong á, 625.000 đồng là giá niêm yết, 500 quần bây giờ còn có 600 67 quần, em sale các chị nhà mình là 199.000, 199.000 đồng giúp em cho bao em là 1746 các chị nha, quần jean em cao cấp xả lỗ 199.000 lẻ sai nha các chị nha. Hiện tại jean nhà của Thảo đang cầm thì còn từ 29 đến 36, riêng cái màu jean đậm là em còn là 31, 34 và 36 à. Các chơi jean đậm chỉ còn size 31, 34 và 36, jean nhạt em có size từ 29 đến size 36, cái này em xả lỗ các chị mình xả là 199.000, 199.000 đồng giúp em cho bạn là xả lỗ 1746 kèm cho em một số điện thoại. Jean nam em nghe đâu tưởng jean nữ không mấy các chị ơi, tại vì jean nữ của mình bây giờ mua là 400 mấy rồi. Các chị mình sang dọn Sophia bên hướng bên em mang xả hàng lẻ là quần jean nữ là 199.000. Và bây giờ trong khi quần jean nam dòng cao cấp chiếm lượng bảo nhiều hơn mà dòng xịn như thế này các chị ơi, mà sale giá có 199.000, em đang xả lỗ đấy các chị. Các chị mình thấy được giá thì mình nhanh tay mình mua nha. Các chị mình mua mình để dành bây giờ cũng được rồi. Mình mua cho anh em nhà mình từ cuối năm á. Và cái tháng này đang là cái tháng tuyệt tùng. Em thấy nhà người người đang cưới đó các chị ơi. Mình mua để dành cho con trai, con gái, con trai hoặc là chồng nhà mình mặc các chị nha. Đi đám cưới đi tiệc cũng được các chị ơi. Hoặc là mình mặc đi cà phê cũng được các chị, mặc đi chơi á. Và em sale giá sau có 199.000. Jean nhạt em có size từ 29 đến size 36. Jean đậm em có size 31, 34 và 36. Giúp em cho mã là 1746, xả lỗ 1746 chị Hà Thị Lan ơi, chị Trần Nga ơi, thiếu mã sản phẩm sẽ không có đơn, xả lỗ 1746 kèm cho em một cái số điện thoại, 199.000 rẻ lắm các chị ơi, siêu siêu rẻ luôn á. Quần jean nam, quần jean nam này có một độ co giãn nhẹ vừa phải các chị nha, và quần này của em á là thiết kế các chị ơi là có thể bỏ vừa điện thoại và bỏ vừa bóp tiền. Cái điện thoại lớn bỏ vừa trên mặt thoải mái. Nhiều khi mình đi mua quần jean nam nhưng mình không để ý các chị. Có nhiều cái quần jean nam á nó không có là tỏng cái điện thoại với cái ví, nó bị nông các chị ơi. Là khi mà mình anh em xài nó bị trồi cái điện thoại lên thì nó rất là cần, rất là khó. Nó khó chịu các chị ơi. Mà cái này em đang xài có 199.000 và dòng này dòng xịn, may tỉ mỉ cao cấp luôn. 1746 giúp em nha chị Đăng Khôi ơi. 1746 giúp em. Có size jean đậm 31, 34, 36, jean nhẹt đủ size 29 đến 36, em xả các chị mình sang là 199.000, 199.000 đồng như em cho mã là 1746. Các chơi nhanh tay đấy các chị, vì em đang xả lỗ giá sâu lắm các chơi, mà nó rẻ lắm các chị nha. Nghe mà tưởng giá quần jean nữ không các chị, trong khi quần jean nữ các chị nhà mình ra ngoài mua cũng cả 400 mấy một quần rồi, bây giờ đâu có rẻ đâu. Quần jean nữ bây giờ là 350 đến 450 một cái các chị nha, chưa kể là những cái dòng jean cao cấp khác mà người ta bán tầm 300 mấy 400 mấy, mà bây giờ em đang xả các chị nhà mình một cái quần jean nam mà có 199.000, trong khi giá niêm yết tới cả 625.000 đồng. Cái này các chị mình nhận hàng về kiểm tra thoải mái giúp em trước khi thanh toán, tại vì giờ ra ngoài mua em nói đơn giản thôi, đi ra ngoài chợ cũng không có giá sale này, ra ngoài chợ quần jean nam bây giờ cũng không có giá sale này các chị nha. Em nói có rẻ đi chăng nữa, có rẻ lắm đi chăng nữa thì cũng phải 300.000 một cái, và em nói bây giờ cái quần jean nam không bao giờ có giá sale này luôn, phải từ 500.000 trở lên. Em biết các chị mình đi mua quần jean nam nhiều rồi các chơi, mình mua trong xã nhà mình nhiều á, là mình mua cho con trai nhà mình cũng biết rồi, quần jean nam những cái dòng jean này các chơi ra ngoài mua phải 500 mấy đến 600.000 một quần, và bây giờ em xả các chị mình có 199.000, nó rẻ thực sự. Cho nên chị nào mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em các chị nha, nhận hàng kiểm tra thoải mái giúp em trước khi thanh toán. Nhiều khi các chị mình lại tiếc là không nói tại sao mình không mua hai cái vì nó quá rẻ luôn. Em nói cái này em đang xả lỗ thôi chứ bình thường á không có giá bán này các chị nha. Vì quần jean em 625.000, em sale sâu trên là 349.000 đồng một quần rồi. Quần jean lửng á, quần jean lửng em đã bán là 250 một cái rồi, đó là giá sale trên line á. Còn nếu chị nào mình không xem line là chắc chắn sẽ bán với giá niêm yết. Nhưng ở đây em đang xả lỗ chỉ có 199.000, cho nên chị nào mình thấy được giá thì mình nhanh tay nha. Gam màu jean nhạt là em có size 29 cho đến là size 36. Gam màu jean đậm là em có size 31, 34 và 36, giúp em cho mã là 1746 các nha. Đặt chủ yếu cho em là gam màu jean nhạt là mình sẽ có đơn dòng jean nam các chưa, không phải jean nữ. Các chị hỏi có phải jean nữ không, cái dòng jean này của em là dòng jean nam các nha, tại vì em biết các chị mình nghe cái giá rẻ quá nên là tưởng jean nữ không à. Nhưng mà cái dòng jean nam của em các chị nha có size từ 29 cho đến là size 36, thì em xả giá đó là 139.000, ở quên 199.000 các chị nha, 199.000 đồng giúp em. Em coi luôn cho mã là 1746, size em có nè 29 30 31 32 34 và 36. Đối với quần jean nam bên ngoài cũng vậy, sẽ không có size 33 và sẽ không có size 35 nhé các chị nha. Quần jean nam chỉ có size là 32 34 36 thôi, còn số 33 và số 35 là sẽ không có nhé chị nha. Ra ngoài mua thì cũng vậy thôi, cho nên chị nào mà đặt cái mẫu quần này thì cứ lên đơn đi, sẽ có nhân viên chốt đơn và tư vấn được cái thông số và size cho mình nha các chị nha. Em coi luôn cho mã là 1746 ạ. Rồi cái đôi sục này còn được 62 đôi cuối cùng hả? Đôi sục này còn được 62 đôi lẻ size. Sục này bữa giờ hỏi nhiều mà không có hàng, bây giờ em còn được 62 đôi, em sell hết cái chị mình săn này. 1347 kèm cho em một cái số điện thoại, bữa giờ không có hàng nên em còn ít em xả luôn. 62 đôi 985.000 đồng là giá niêm yết, sale shop của chị mình luôn, chỉ là cái tiền da thôi, sale shop chỉ là một cái phần quà các chị nha, 299.000 cho em. Giữ giá là các chị ơi, em nói thật luôn nha,
Các color khác em đang bán là 345.000. Có sao em nói vậy? Nếu chị nào mình color thường xuyên sẽ biết luôn. Nhưng mà color này em còn ít, em xả sâu. Với cả em để color này các chị mình cũng hỏi sục nam. Nhưng mà ít khi em lên á các chị. Thì bây giờ em xả các chị mình 299.000 là cái giá lần đầu tiên của em xả luôn các chị nha. Cái giá lần đầu tiên của em luôn á. Cho nên chị nào đặt hàng mẫu này thì mình lên đâu giúp em, đó là Tiền Giang 1347 kèm cho em một cái số điện thoại. Tiền Giang 1347 kèm cho em một cái số điện thoại các chơi. Sục nam các chị. Khâu tay tỉ mỉ, form dáng đẹp, chất liệu da bò các nha. Bên trong lớp lót cũng là da bò các chị. Còn những cái hẹp massage các chơi. Nhà mà dòng cao cấp, dòng xịn luôn. Nhưng mà em còn có vài đôi. Em đọc sao cho mã là 1347. Em có đen, em có nâu và em có bò. Giá lần đầu tiên em bán 299 đồng ạ. Dạ màu bò là 3... Màu bò là em có size 40, 41, 42. Màu đen là em có là 38, 40, 41, 42. À, màu đen là màu này. Màu nâu là size 40 nha các chị nha. Các chơi, màu nâu chỉ còn 40 thôi. Chị ấy cho em là cái màu đen và cái màu bò. 299 đồng là cái giá lần đầu tiên em xả. Hôm trước chị là mình mua giá cao hơn, thông cảm giúp em các chị nha. Các chơi đừng có nhận. Các chị mình thấy rẻ quá mua thêm đi. Và thực sự dòng sục nam là dễ xài. Các bố nhà mình nè. Và các bác nhà mình mà kiểu trung tuổi các chơi là sử dụng được những cái dòng sục này hết. Nó êm lắm, nó là chất liệu da bò. Cái phần đế cao su nha các chị nha. Cái dòng da các chị da bò là không bao giờ bị gãy form dáng nữa các chơi. Đi bền cho em 5 năm, 6 năm là thoải mái luôn. Nhưng mà quan trọng nhất cái giá sale của em ngày hôm nay là cái giá lần đầu tiên em xả 299.000. Trong khi đôi này tới cả 985.000 là giá niêm yết của em. Nhà các chị 9585.000. Và bây giờ em xả giá có 299.000. Nó siêu rẻ luôn. Em đọc sai cho mã của em đó là 1347 Tiền Giang 1347 kèm theo một cái số điện thoại 299.000. Các chị mình đang săn trong ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa. Thứ nhất giá tốt, thứ hai là sẽ không có áp dụng loại giá này, và cái thứ ba là tất cả các sản phẩm em lên đều là dòng cao cấp hết. 900 mấy triệu mấy mà em bán giá còn mấy trăm ngàn thôi các chị nha. Dạ em đọc sai cho bạn là 1347 ạ. Đầu tiên cho em đó là gam màu bò, em có size 40, 41, 42. Tiếp theo là đen, em có 38, 40, 41, 42. Màu nâu là em còn 40 thôi à. Các chơi, dạ, sục đi êm bền lắm. Có nhẹ không ạ các chơi, nhẹ chứ. Các dòng là sục nam da bò mà các chị. Mà chất liệu da nó siêu mềm luôn mà form dáng nó nhẹ. Những cái dòng sục này các chơi anh em đi á, form dáng đẹp lắm. Em phải có nhiều anh nó trẻ trẻ mặc quần jean đi cái dòng sục này nó cũng sang. Nhìn nó kiểu chất chất đó các chị ơi. Còn những cái dòng da là cái dòng da cao cấp, dòng xịn mà em sale giá có 299.000. 299.000 đồng một đô các chị nha. Có cho em hỏi là có nhiều chị mình mới vào không? Tại vì hôm nay là chị Thùy có đưa giá xuống một cái mẫu túi mẫu mới mà sale giá là mừng sinh nhật của Sofa và áp dụng có một like thôi. Nếu mà có nhiều chị mình mới vào thì mình thả giúp em số 1 đi. Mới vào hoặc là các chị mình comment là mới vào đi. Để em biết là có nhiều chị mình mới vào, em lên lại cái chiếc túi sắt đó. Tại vì á, các chơi chỉ áp dụng có một like duy nhất thôi và sale giá là mừng sinh nhật của ngày hôm nay là sinh nhật của Sofa các chơi là được 8 tuổi á. Giá sale áp dụng có một lần này. Thì chị này mình mới vào thì mình comment cho em mới vào để em lên lại các chị mình săn nha. Còn nếu trường hợp ít chị mới vào thì em sẽ không muốn lên lại đâu. Tại vì nãy chị mình đã săn rồi. Có bán là giúp em là 1347, em sale giá 299.000, em qua mẫu này luôn. Giá lần đầu tiên em xả em đọc lại sao một lần nữa, em qua luôn cho mã là 1347 ạ. 1347 màu bò 40 41 42, màu đen 40 41 42 43. Nâu còn mỗi 40 thôi nha các chị. Các chị ơi, em qua luôn cho mã là 1347 các chị nha. À đây chị thống kê giúp em nha. Rồi, các chị thả số 1 quá trời luôn. Ừ, thả số 1 quá trời. Chị Huỳnh Bích mới vào, chị Thị Thanh mới vào, chị Hồng Phần mới vào. Mới vào nhiều quá các chị ơi. Đợi em một xíu nha. Đợi em một xíu em lên cho các chị mình cái khăn. Má em ơi. Rồi em lên lại cho các chị mình đó là cái túi sắt. Sale giá mừng sinh nhật của ngày hôm nay chị Thùy cho giá rất là tốt luôn. Còn các chị ơi, cái khăn này mã sản phẩm giúp em các chị nha. 2487 chị ơi. Dòng khăn mặt các chị ơi. Dòng khăn mặt chất liệu trên là dòng cô tông 2487 các chị nha. 2487 các chị ơi. Màu này cho em là gam màu xanh xám. Gam màu này cho em là gam màu vàng. Và một gam màu nữa cho em là gam màu hồng. Cái này em còn đúng 500 cái nữa thôi. Cái này hơn 5.000 cái mà em còn đúng 500 cái. Em sell sâu hết cho các chị nhà mình xanh các chị nha. Rồi nhanh tay giúp em nha các chị nha. Cái này đi chị. Các chị ơi, cái này là bình thường á, là em đang sale cho dòng này nè các chị ơi. Là cái dòng khăn mặt ra ngoài mua, các chị nhìn mình mua á, nó sẽ rơi vào khoảng 75 đến hơn 100 ngàn một cái cho dòng khăn mặt. Mà chất liệu của em là dòng cô tông. Nhưng mà bình thường đối với Sofa trên line em đang bán là 99.000 năm cái. Nhưng riêng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Sofa, thì em còn sót lại đúng 500 cái thôi. Em sale một cái giá tốt nhất cho các chị mình nha. Cái giá mà chị Thùy hay áp dụng cho các chị mình một cái giá tốt nhất á. Hôm nay lần đầu tiên luôn, em sale cho các chị mình đó là 99.600 cái. 99.600 cái. Bình thường là đang bán 99.500 cái. Hôm nay tặng thêm các chị mình đó là 99.600 cái luôn. Các chị nhà mình được lựa chọn màu thoải mái. Nhưng mà dòng khăn mặt cô tông, ra ngoài mua cho những cái dòng khăn mặt cô tông này phải từ 75.000 cho đến 100.000 một cái. Các chị nha, chất liệu họa tiết form dáng đẹp. Chất liệu họa tiết nó đẹp lắm các chơi, sang, họa tiết hoa sang và em có những cái màu. Thứ nhất chị em là gam màu vàng. 2487 là mã sản phẩm của em bán 99.600 cái cho các chị mình. Là color này em áp dụng thôi. Còn các color sau em sẽ bán theo những cái giá bình thường là 99.500 cái nha. Là đã quá rẻ các chơi. Vì Sofa là sản xuất khăn theo số lượng lớn. Mỗi lần sản xuất là 5.000 cái các chị nha.
À cái dòng này của em là 50% sợi tre và 50% là dòng cotton organic các chị nha. 50% sợi tre và 50% là cotton organic, là dòng mà dòng xịn hơn nữa các cho, dòng là dòng cao cấp cho mình các chị. Và bán giá chỉ có 99.600 cái. Nhanh tay tốc độ giúp em cho mã là 2487 các chị nha. Màu hồng, màu vàng và gam màu này cho em là gam màu xanh xám. 2487 mới đúng chị Mai Kiều ơi. 2487 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Họa tiết hoa thì đẹp các chị ơi. Bình thường em đang bán là 99.500 cái. Nhưng cái này là hôm nay là ngày sinh nhật đấy các chị. Đó là sale giá sâu hơn. Em áp dụng color này là 99.600 cái. Thì các chị mình có đặt hàng thì mình tốc độ nhanh tay giúp em. Em chốt mẫu này trong vòng 2 phút đi. Để chị nào mình có nhu cầu thì mình lên đơn giúp em cho mã là 2487 các chị nha. Có xám, có hồng và có vàng các chị. Dòng khăn mặt, cái chất liệu của cái dòng này các chị, cái sợi khăn của nó mềm lắm các chị. Xả rất là thích nha. Các chị mình giặt nhiều hoặc là mình sử dụng nhiều nó cũng không có bị khô là cái chất vải, và giặt ra nó không có bị sờn, không có xù lông và nó không có bị gọi là sổ bông á các chị. Mà em sale giá sâu á, chị mình nói là 99.600 cái, sale rẻ nhưng mà em có 500 cái à. Cho nên chị nào mình có đặt hàng thì mình nhanh tay một xíu các chị nha. Vì giá sale nó cực kỳ tốt luôn. Em nói thật có sao nó vậy. Bình thường trên live bên em bán là 99.500 cái lận. Nhưng mà gala này em bán các chị mình tốt giá hơn là 99.600 cái. Giúp em cho mã là 2487. 2487 và kèm cho em một cái số điện thoại các chị nha. Màu hồng. Nó thu vào đây nè. 2487 các chị nha. Màu hồng và gam màu này cho em là gam màu xanh xám và gam màu này cho em là gam màu vàng các chơi. 50% cotton và 50% là sợi tre các chị nha. 50% cotton và 50% sợi tre. Cái hoa nó đẹp lắm các chơi. Em chúc các chị mình còn 1 phút nữa thôi. 1 phút cuối cùng giúp em cho mã là 2487. Rẻ lắm các chị, nhanh tay tốc độ giúp em cho mã là 2487 các chị nha. 2487 và kèm cho em một cái số điện thoại các chơi. Hoa cái họa tiết cũng sang và đẹp nha các chị nha. Cái dòng này xả thích cái sợi bông nó mềm. Như em á, em cũng mua cho mẹ cho nhà em là khăn tắm này, khăn mặt này và khăn đội đầu luôn, có nhiều khăn các chị ơi, tại vì xài những cái dòng này nó thích mà cái tại vì đang mình ngoan ra ngoài mình mua á chị, và những cái dòng này người ta bán tới cả 70.000 100.000 một cái, còn khăn đội đầu hoặc là khăn tắm là 200.000 một cái rồi, và trong khi Sophia bán rẻ, có em bán cái cho nhiều khăn lắm rồi. Đây em hỏi là có chị nào mà đã từng xài khăn của Sophia không, cho em xin nhận xét đi, vì các chị mình có thấy là giá của Sophia thứ nhất là rẻ không, và cái thứ hai là nó quá là cao cấp ấy. Có chị nào mà đã từng mua khăn của Sophia rồi cho em xin nhận xét các chị nhá. Mà giúp em sẽ là 2487. Chị ơi cho em coi chị nào mà đã từng mua hàng của mình cái dòng khăn này đi. Tại vì em thấy thực sự nó quá rẻ, ra ngoài mua tất cả 70.000 một cá lận cho những cái dòng khăn mặt. Còn đối với những cái dòng khăn tắm hay vào trung tâm thương mại hoặc là vào siêu thị á, người ta bán tất cả gần 200.000 một cá lận cơ. Ở đây em đang bán cái chị mình có 99.600 cái. Chị đã mua bên mình rất là nhiều khăn luôn. Khăn mềm miệng dùng rất là ok. Cảm ơn Sophia đã đưa ra hàng chất giá mềm. Cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị Phùng gì chị? Phùng Hương đúng không chị? Em tặng cho chị Phùng Hương một phần quà 8k. Em cảm ơn chị nha. Thật sự nó quá rẻ các chị ơi. Em nói là những cái dòng mà các chị ra ngoài mua nó cao tiền lắm. Một cái khăn mặt bình thường thôi mà mua cho gia đình của mình đi, 75.000 mà nhà mình khoảng 4 người đi, nhân lên là cả mấy trăm ngàn bốn cái khăn rồi. Đây các chị nhà mình mua có 99.600 cái. Nó quá hời đi. Ở nhà em cũng mua cho nhà em xài những cái dòng này thôi chơi. Thứ nhất là nó cao tiền, nó cao cấp, cái thứ hai nó rẻ cho mình các chị, tại vì em bán trên live, em áp dụng giá tốt nhất cho khách hàng thôi các chị nha. Nên là hàng hỗ trợ giúp em các chị nha. Còn bạn nói cho em là 2487, em qua mẫu nè. Màu này cho em là gam màu xanh xám, mua được các chị, nó rẻ lắm mà dòng này dòng xịn, mà cái họa tiết nó cũng sang nữa, mà da nó mềm, cái bông của nó mềm các chị. Gam này cho em là gam màu hồng và gam màu này giúp em sẽ là gam màu vàng. Em qua luôn cho bạn là 2487 99.600 cái. Đúng luôn em ơi. Các chị hỏi. Có nhiều chị mình mua vào nhiều quá. À, em liên lạc với các chị mình đó là 50 cái thôi. Đó là tại vì hôm nay là ngày sinh nhật và chị Thùy cho một cái chiếc túi mộng mới nhất của Sophia sale giá là mừng sinh nhật của ngày hôm nay các chị nha. 1771 và kèm thêm một cái số điện thoại. Mừng sinh nhật 1771 kèm thêm một cái số điện thoại. Mừng sinh nhật các chị, cái chào mừng sinh nhật của Sophia ngày hôm nay các chị nha. Được 8 tuổi rồi các chị. Màu này cho em là gam màu đen, một chiếc túi size 25 kiểu crop cầm tay cũng được, hoặc là đeo chéo cho em cũng được các chị nha. Gam màu này cho em là gam màu bò, gam màu này cho em là gam màu xanh cổ vịt và gam màu này cho em là gam màu xanh biển. Các chị ơi, giá niêm yết của cái dòng túi này của em là 545.000. Cái mẫu này kế toán đưa xuống là 249.000, nhưng mà hôm nay chị Thùy được áp dụng cho giá sale ngày hôm nay thêm 50k nữa và giá sale sâu là 168.000 đồng. Và em nhận thêm 50k nữa thôi các chị nha. Vì giá siêu tốt luôn các chị ơi, em đã nhận đủ 200k rồi. Và bây giờ thêm 50k nữa giúp em cho mã là 1771. Mừng sinh nhật 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Đeo chéo, đeo kẹp nách, đeo một bên cho em cũng được. Size túi cho em là size 25 form dáng rộng. Cái dòng da của em là dòng da tổng hợp cao cấp cho mình các chị nha. Dòng lăn cặn cao cấp luôn các chị ơi, form dáng tỉ mỉ và đẹp cho mình. May sắc nét luôn. Và bán giá ngày hôm nay chỉ có 168.000 đồng. Cái này cái giá của Sophia của chị Thùy đưa xuống. Còn kế toán á, là bán giá ngày hôm nay là 249.000. Nhưng ngày hôm nay là ngày sinh nhật thì các chị ơi, là được áp dụng giá 168.000. Nhưng mà chỉ thêm đúng 50k nữa thôi.
đúng 50 cạn thôi các chị nha, cho mã của em là 1771. Bên trong form dáng đó các chị, lớp lót dày dặn cho mình, thêm một ngăn phụ có khóa kéo, phía ngoài cho em thêm một ngăn, khóa lại an toàn không bao giờ bị sợ rơi rớt đồ. Thứ hai cho em là đằng sau là các chị, dòng khóa cao cấp luôn các chị nha, dòng khóa xịn cho mình là các chơi, dòng khóa xịn cho mình là các chơi, xài bao bền. Cái dòng này của bên em là dòng Atimon, là các chị nhà mình hay xài, các chị mình sẽ biết này, dòng này dòng sáng bóng, xài là sẽ không có xuống màu, cho dù tay của mình có ra mồ hôi muối nó cũng không có bị bay màu các chị nha, xài bao bền luôn mà bán giá chỉ có 168.000 đồng giúp em. Cho mã của em là mừng sinh nhật 1771. 1771 chị Tuyết Luyến ơi. À không phải chị Tuyết Luyến, chị nào chị comment sai rồi. 1771 giúp em. Các chị nhà mình đang comment là 1711 là sai mã rồi ạ. 1771 giúp em các nha. Nghĩa là hai con số 7 đó các chị. 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Em có kem tây, em có đen, em có kem màu xanh biển, xanh cổ vịt và gam màu bò các chị nha, và bán một cái giá siêu rẻ luôn chỉ có 168.000 đồng. Các chờ không xanh là tiếc, bây giờ em còn đúng đó là 22 cái cuối cùng. 22 cái cuối cùng giúp em cho mã là 1771. 22 cái cuối cùng giúp em cho mã là 1771 các chị nha. Đẹp lắm các chị ơi, mình đeo mình đi chơi cũng được, là chị nào mình mặc đồ năng động á, mình mặc quần jean hoặc là mình mặc quần sọc các chị, mình đeo chéo cho cũng được nha. Còn nếu mà chị nào mình đi tiệc thì mình cầm chai tay chị cũng được. Ăn với mình cái bảng đi chị Diệu Kim ơi, sai mã rồi chị ơi. 1771 và kèm cho em một cái số điện thoại 1771 các chị nha. Có nhiều chị mình đang ghi sai cú pháp, ghi sai cái số là sẽ không có chốt được cái mẫu này tại vì nó sai mã các chị. 1771 các chị ơi. Đây viết lại giúp em này, đây là cái mã số của em này, 1771 giúp em nha. Có đen, có kem tây bò, đúng ra là 249.000 nhưng hôm nay chị Thùy cho một cái giá tốt lắm, có 168.000 là mừng sinh nhật của Super ngày hôm nay. Và tối ngày hôm nay bên em cũng sẽ không online, bên em chỉ live tới 1 giờ chiều ngày hôm nay thôi, là bên em sẽ chuẩn bị cho cái tiệc sinh nhật của Super tối ngày hôm nay các chị. Và bên em sẽ live vào ngày mai, cho nên chị nào mà mình không xem live vào chiều ngày hôm nay thì tiếc lắm, tại vì tất cả các mẫu em nên đều xem một cái giá tốt nhất luôn các chị nha. Mã của em là 1771 kèm cho em một cái số điện thoại 168.000 đồng. 168.000 đồng, em sẽ bán là 1771 các chị nha. 1771 kèm cho em một cái số điện thoại. Rồi nhanh tay giúp em để có đơn nha các chị nha. Một đen, một kem, cổ vịt, màu bò và cả màu xanh biển các chị nha. Em qua luôn cho bán là 1771. Em qua mẫu cho bán là 1771 các chị nha. Rồi chị ơi. 1771 em qua. Việt Nam em ơi, cho chị hỏi Việt Nam. Việt Nam đúng không chị? Việt Nam có luôn chị nha. Việt Nam cái mẫu này còn Nam, cái màu đó. Đen à Thảo ơi. Rồi, trước khi mà thả lên cho chị cái ví nam thì em lên cho chị em mình săn một cái dòng áo sơ mi của em trước cái chị nhá. Thì do vừa rồi là những dòng áo sơ mi kia là hết mẫu nào đấy, sạch mẫu đấy luôn. Thì bây giờ có cái áo sơ mi này nó cực kỳ đẹp trong cái live ngày hôm nay ấy. Một chương trình giá 2135. Chị nhá. Mã này của em sẽ là 2135 và cái gam màu em đẹp mặc lên đó là gam màu xanh. Một trong những gam màu xanh bích cực kỳ đẹp, đẹp nhất trong cái dòng áo sơ mi kia thì không? Mặc lên là nhìn rất là sáng ra đúng không? Nhìn rất là trắng trẻo đúng không chị ạ? Đẹp trai được nhá. 2135 và kèm theo cái số điện thoại. Giá niết là 445.000 đồng, cảm thán quá rồi em, bình tĩnh thôi. 2135 và kèm cho em cái số điện thoại nhá. Em có sai số là từ 50 cho tới 100 kg là các anh nhà mình có sai. Các chị nhá. 50 cho tới 100 kg đi nhá. Và cái này là dạng là sọc kẻ xanh bích kẻ trắng là gì đây. Rất là đẹp luôn. Các chị thấy không? Form dáng từ đằng trước đằng sau mặc vào rất là mát, cái này chất liệu của nó là 100% chất liệu dòng cotton xịn. Cô thông cao cấp các chị nhá, các chị đấy nhá. Em có đổ size từ M cho tới 3XL. Và ngày hôm nay một chương trình cực kỳ đặc biệt, các chị mình săn giá cực kỳ tốt này. 2135 và kèm trang cái số điện thoại nhá. Em báo cái giá này ra là các chị nghe các chị hết hồn rồi này. Giá sale cực kỳ sốc trong cái live ngày hôm nay luôn này. 2135 và kèm trang cái số điện thoại 445.000 đồng. Nhưng mà đặc biệt trong cái live ngày này, các chị sẽ săn được một cái giá 168.000 đồng ạ. Các chị chỉ có 168.000 đồng thôi, các chị có thấy quá nó rẻ không? Cực kỳ rẻ, đây là một món quà dành cho chị em mình. Coi like trong cái khung giờ như thế này để các chị 2135 đi các chị, nhanh tay tốc độ mình lên đơn để được có sản phẩm giá sale đậm sâu trong cái live ngày hôm nay nhá. Em xem món này nhanh thôi, trong vòng đúng 1 phút 30 giây. Đúng 1 phút 30 giây thôi để các chị chốt được món này nhá. 1 phút 30 giây các chị săn sale được cái món này với giá là 168.000 đồng nhá. Cho chị con nổ đơn đi em. Đơn quá trời luôn nhá, đấy. Cách thời gian này đúng 1 phút 30 giây qua mẫu này luôn các nhá. Giá xem nó quá sập sàng các nhá. Từ phần cổ tay này đến phần cổ áo này nhá. Phong thiết kế phong dáng cực đẹp. Nó có cả cái cúc mai sát ở bên trên để các anh có thể đeo calabash cũng được các chị nhá. Tốc độ nhanh tay lên đường nhá. 2135 và kèm cho cái số điện thoại từ size M cho tới size 3XL là em có đủ size số. Em nói là cái màu này là một trong những gam màu áo đẹp nhất trong cái dòng áo sơ mi kia thấy không? Mặc lên nhìn rất là trắng da đúng không? Nhìn nổi cái tông da lên liền luôn đấy các chị thấy không?
tốc độ nhanh tay lên đơn nha các chị ơi. Vì cái giá này em sale nó rẻ lắm nhá. Và ngày hôm nay các chị biết mà, ngày hôm nay là một chương trình cực kỳ đặc biệt mà là mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Sobea, nên là tất cả những sản phẩm mẫu nào hot, mẫu nào đặc biệt vì em đều lên cho chị em mình săn những cái giá gọi là sale đậm sâu nhất thế các chị. Như đây là một trong những dòng sản phẩm mà em gọi là em có thể nói với các chị em mình là nó đẹp nhất trong những dòng áo sơ mi luôn, và cái gam màu nó rất là xuất sắc luôn nha. Ngày hôm nay lần đầu tiên em để được mặc lên, không ngờ nó đẹp, nó còn là nó quá là chất như này nhá. Các chị nổ đơn quá trời cho cái mẫu này luôn nhá. Và đến thời điểm này em chỉ còn những giày cuối cùng để cho các chị săn cái mã hàng là 2135. Cái giày của em ạ, giày của em có nhá, chị đợi em xíu ạ. 2135 chị Hoa Vó ơi, chị là cái size 2XL, chị thêm cho em cái mã hàng đi ạ. 2135 và kèm cho em cái số điện thoại nữa thì các chị mình mới lên đơn hàng thành công được nhá. Còn các chị nói là cho chị một cái, cho chị hai cái là em không cho được đâu các chị ơi. Vì sao các chị ạ? Vì cái này là vì em là có mã hàng thì em mới bán được nha, chứ có nói là lấy chị hai cái ba cái là không thể nào mà lấy được. Vì bên em là có rất nhiều áo sơ mi trong cái line ngày nay, xương xương em like cho chị em mình cũng 3-4 mẫu áo sơ mi rồi kia. Và các chị nói như vậy thì các bạn không biết nó là chốt đơn cho mình ấy, các chị để cho em đúng cú pháp thì các chị mới có đơn. 2135 là mã hàng của cái áo sơ mi nam này các nhá. Các chưa? Cái này có túi các nhá, các chưa? Áo sơ mi nam này có túi này, thiết kế form dáng nó chuẩn, nó đẹp, mặc nó thoải mái dễ chịu cực kỳ luôn. Và các chị biết sao không? Dòng này tấm hút mồi rất là tốt và form dáng nó là dòng form dáng phổ thông, hầu như tất cả các anh mặc ấy lên cực kỳ là đẹp luôn đấy. Như các chị thấy không, em liền mặc là cam này là cái gam màu xanh bích, đơn nâng nổ quá trời như thế không? Nhìn lên cái góc trái màn hình của em là các chị thấy không, đơn nâng nổ quá trời do cái dòng áo này em nói. Giá nếu biết ở ngoài ấy, các chị mua áo này ít nhất phải tầm từ 450.000 cho tới 550.000 trở lên nhá. Em nói là các chị mua về các chị được kiểm tra hàng, em khuyên thật các chị nên kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nhá, để cho các chị biết rằng ngày hôm đấy biết vậy nghe liền lấy 2-3 cái đi đấy nhá. Vì ngày hôm nay nhận hàng về thấy nó đẹp, nó chất lượng quá, các chị chờ sờ vào cái chất lượng của bạn thôi, nó mềm mịn mát. Em nói thật, riêng các chị phải bỏ ra tiền mua vải và cái công may áo này ít nhất em nói là may nhá, ít nhất phải tầm 400.000 trở lên, chứ không có giá dưới đâu nhá. Đấy, nhưng ngày hôm nay các chị mua tại số 3 này, số lượng còn ít và chương trình đặc biệt như vậy thì các chị mình săn được cái giá sale cực kỳ sâu và nó sập sàn, có 168.000 đồng một áo nhá. Em nói là cái gì, 168.000 đồng áo cho một cái áo nam sơ mi tay dài như này là quá rẻ. Các chị ơi, mình mua về tặng ông xã nhà mình cái đi, lâu ngày các chị mình coi đây, mua về làm quà sinh nhật cho bạn bè mọi người thân cũng được nhé. Những áo sơ mi này vì em thiết kế và em đóng gói cho em mình cực kỳ đẹp, và khi các chị nhận hàng về các chị cũng nói là một từ thôi, cực kỳ là mê. Em rất thích mặc những dòng áo sơ mi này các chị ạ. Nó đơn giản, rất là sang, mình có thể phối với quần jean cũng được, phối với quần tây đều được đó. Như em thì đang phối một set đồ này, đơn giản là chắc nay lấy cái set đồ này đi sinh nhật, ăn sinh nhật công ty luôn đó. Được ạ. Được không? Được. Đấy, được 3 vót rồi các chị ạ. Rồi các chị ạ, em xin phép qua cái mẫu này luôn, 2135, để lên cho chị em mình cái đôi giày Tây Nam mà em Điền đang mang đây nhá. Các chị đang hỏi em rất nhiều về cái dòng giày Tây Nam, có luôn một vòng những mẫu cực kỳ đẹp trong cái live ngày hôm nay, lên cho các chị săn. Cái mã của em này là 2135 nhá, áo sơ mi của em là 2135. Giá nó biết 445 đồng và giá sale trong cái live ngày hôm nay chỉ có một giá cực kỳ sâu, 168.000 đồng một áo luôn nhá. Đầm sâu, lấy cho anh cái màu nâu với em vậy. Lên cho chị em mình một cái đôi giày Tây Nam mẫu mới nhất của Sobea luôn. Ngươi sợ cái gì? 2483 cái gì mê không chưa? Đấy, cái đôi này là một trong đôi mà qua là chị tặng anh Phú đi chụp ảnh cưới sao đúng không? Đúng rồi. Thảo lấy chồng thì tặng cho chồng Thảo đôi. Cái gì? 2 1 3 2 4 8 3. 2 4 8 3 có hai gam màu, cái màu đen và gam màu nâu, cái gì đấy đẹp xuất sắc luôn. Những cái gam màu này là gam màu trơn, cái này là da bò 100% từ trong ra ngoài cái nhá, phần lớp đệm mút ở phía trong này cũng là da bò hết cái nhá, đi êm chân cực kỳ luôn. Và chiều cao này đôn chiều cao của anh lên nó mặc form dáng nó chuẩn và nó đẹp lắm các nhá. Kiểm tra cho anh xem cái này được bao nhiêu Thảo ơi. 2483 và kèm trang cái số thoại đổ size từ 38 cho tới 43 và giá sale sâu nhất trong qua lại ngày này áp dụng đúng 20 đô. Cái nhá, mẫu này được áp dụng đúng 20 đô cái nhá. Đây, màu đen và gam màu nâu, cái thấy không? Trời nhìn nó bóng này, nhìn nó sáng, nhìn sang cực kỳ luôn. Những gam màu đen như này các em nó thật cảnh đi xuống màu cái nhìn đánh xi lên trời lại bóng như giày mới luôn nhá. Một cái đôi giày Tây Nam cao cấp, giá niết của một là 1.250.000 đồng. 1.250.000 đồng. Nhưng mà trong cái live này em nói là chỉ áp dụng đúng có 20 đô thôi. Cái giá này thực sự chị em mình là giá một live duy nhất nhá. Em phải nhấn mạnh trước rồi em mới báo giá để cho các chị mình biết là ngày mai em có lên cũng không thể lên lại được cái giá này kia nhá. Một live duy nhất kia nhá. 399.000 đồng kia chưa? 399.000 đồng cho 2483. Cái chơi 399.000 đồng cho 2483. Size là size từ 38 cho tới 43 luôn, thấy chưa? Size từ 38 43. Các chị nhìn thôi là các chị để thấy nó mê không? Quá xuất sắc luôn nha. Em nói là em nói nhấn mạnh cái gì là giá này giá một like nhất và chỉ có đúng có 20 đôi em áp dụng nhá. Vì đây là khung giờ cuối like thôi, bên em muốn lên cho chị em mình săn cái giá làm quà thôi. Khung giờ cuối like để bên em săn cái giá làm quà cả nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Tự động.
đẹp cực kỳ luôn, các chị em, màu nâu và gam màu đen, hai gam màu quá đẹp luôn, à, màu nâu màu đen. Các chị em nói thật, cái đội like ấy, nhìn thấy đôi này ai cũng mê, ai cũng thích hết nhá, vì nó đơn giản, các anh hầu như ai cũng mang được. Cái thứ hai nữa là nó êm chân cực kỳ, nó cái phần bo chun như này á. Em nói là cái em mang lên chân cho các chị con này, đây một đôi đứng từ xa xa cho các chị con này, đây này, đi em mang chân đứng từ xa cho các chị con này, một cái đôi màu nâu quá xuất sắc, cái gì em đẹp không, đẹp cực kỳ luôn, và nó bóng nó sáng nhá. Cái đây đôi này ấy, nó cái gì là khi mà các anh mang lên nó còn mê hơn rất là nhiều nữa các nhá, cho những cái dòng này như này các nhá, đế này chống trơn chống trượt rất là tốt các nhá, đế chống trơn chống trượt cực kỳ tốt và đi rất là êm chân luôn nhá, có cái độ co giãn thoải mái dễ chịu luôn nhá. Các chị thấy không, trời nó bóng nó mượt, nhìn nó mê thật luôn nhá, đơn đang nổ quá trời luôn nhá, đơn nổ quá trời. Nhanh tay giúp em để có đơn nha các chị nha. Gì vậy? Đơn đang nổ quá trời luôn nhá, trời ơi. Xuất sắc chưa, dạ, cái đèn mê đi chưa? Em các chị, em mang size là size 41 cơ nhá, em mang size 41 và mặc áo là size XL. Áo em mặc size XL nhá. Tranh thủ nhanh tay nhá, cái chị đang nổ đơn cho cái áo áo sơ mi quá trời luôn nhá. Áo sơ mi của em là 2135. Kiểm tra lại một lần nữa đi thẳng lên. Được chưa? Hai cái màu tranh thủ nhanh tay lên đơn đi các chị. Em chỉ còn được những đôi cuối cùng cho cái má này luôn ạ. 2483 và giá săn sale là 399.000 đồng, và em nói các chị ơi, giá này là giá một like duy nhất cái nhá, giá một like nhất và em áp dụng trong cái khung giờ này thôi nhá. Rồi cái gì em còn 5 đôi nữa xin phép qua mẫu nhá, 5 đôi nữa xin phép qua mẫu này luôn cho các chị coi lại, nhìn cái form dáng lại một lần nữa này, từ phần mũi giày này đến phần đế này nhá, chống trơn chống trượt rất là tốt và chiều cao nó tầm 2 phân, các anh mang chân là đẹp mê. Em nói là nhận hàng các chị mình kiểm trang thoải mái nhá, nhận hàng được kiểm trang thoải mái trước khi như nào, vì cái đôi giày da bò này các chị nhận hàng về các chị kiểm trang đâu, nhưng người qua cái mùi da bò thẳng phất và cái độ bóng của nó các chị nhìn nó xịn sò chứ trời ơi nhá, nhìn nó bóng loáng luôn, một đôi giày đi thích lắm nhá. Trường hợp những cái môi màu đen màu nâu như này ấy, các anh đi xuống màu ấy, các anh đánh xi lên lại bóng mới như giày mới bình thường nhá. Em nói thật là nó đẹp đến mức độ như vậy ấy. Ngày hôm nay các chị không lên đơn là tiếc lắm chưa, trời em nói thật các chị nổ đơn quá trời, giờ nó vượt số lượng là gì ạ, thôi chắc xin thêm 10 đôi nữa đi, 10 đôi nữa cho chị chốt trong cala ngày nay nhá. Em liền xin chốt thêm cho chị em mình 10 đôi nữa, vì mẫu giày nam vừa đó toàn lên những sản phẩm hàng lẻ, không có sản phẩm nào số lượng mà các chị săn. Em biết là có nhiều chị mình săn không được đúng cái size ưng ý cho ông xã nhà mình hoặc là tặng cho người thân nhà mình ấy, thì đôi này em xin thêm 10 đôi nữa cho chị em mình chốt trong cala ngày hôm nay cái nhá, là ưu ái thêm một chút xíu nữa để các chị mình săn được cái giá tốt là 399.000 đồng một cái đôi giày tây nam da bò cao cấp dòng xịn, giá niết là 1.250.000 đồng. Để em không nói các chị ạ, tại vì đơn nó nổ quá nhiều như vậy, em qua mẫu em biết là có nhiều chị không săn được, có nhiều chị khách hàng thiết ý, các chị mình bận công bận việc, bây giờ các chị mình mới vào coi được thì các chị nhanh tay mình săn xe em xem thêm đúng có 10 đôi nữa thôi. Em tính từ chị là chị Hồng An Vũ nhá, em tính từ chị Hồng An Vũ là đúng 10 đôi cuối cùng, em mới kiểm tra đúng 10 đôi làn qua mẫu này luôn nhá. Rồi 2483 đi các chị, 2483, hai gam màu đen và gam màu nâu, hai gam màu trơn như này, các anh mang lên form dáng nó đẹp, nó chất lắm nhá. Đen và gam màu nâu và giá mình đang săn sale là 399.000 đồng một đôi nhá. 399.000 đồng một đôi, giá niết của em tới là 1.250.000 đồng các chị. 1.250.000 đồng là giá niết, nhưng trong cái live đặc biệt ngày hôm nay BN đang sale một cái chương trình giá cực kỳ đặc biệt là 399.000 đồng một đôi giày nam da bò cao cấp xịn nhá, đế chống trơn chống trượt chống độ mài mòn cực kỳ tốt luôn. Và cái phần lót bên trong đôi giày này đi cũng rất là êm chân, cực kỳ thoải mái và rất là dễ chịu luôn, cái gì đâu, từ phần bo này xung quanh này êm cực kỳ luôn. Em nói thật, những dòng sản phẩm giày ấy, tây nam da bò như này ngày hôm nay các chị mình mua về trong xã mình, em nói các ông xã mình phải khẳng định chị em mình là mua ít nhất phải tầm từ 1 triệu dưới cho tới 2 triệu trở lên nhá, chứ không bao giờ có cái giá mà các chị đang săn sale đây là 399.000 đồng một đôi là không có đâu. Em nói thật, ở ngoài em đi săn, chính bản thân em là người sử dụng trải nghiệm, ngoài em đôi giày em nói giày da xi thôi giá cũng phải 400-500 nếu được chút xíu nhá, còn riêng da bò động tới là phải tầm 1 triệu dưới 2 triệu trở lên, chứ không có giá mà em đang sale đây. Em nói là các chị mình ở số VIP, các chị biết không, BM bán hàng là bán hàng số lượng, một lần BM số lượng rất là lớn nên các chị săn được giá rất là rẻ, và BM gọi là giảm thiểu rất nhiều những chi phí, đây là chi phí gọi là tối ưu trong quá trình quản lý và vận hành thôi, thì các chị mình mới săn được những sản phẩm nó giá nó tốt như trong gala ngày hôm nay. Các chị mình đang mua hàng ở đây, một đôi giày 1.250.000 đồng ở ngoài thị trường các chị mua này đã quá là rẻ rồi. Nhưng mà đặc biệt trong gala ngày hôm nay, chương trình đặc biệt là Suva kỷ niệm 8 năm thành lập công ty Suva, các chị mình săn được cái giá là 399.000 đồng, coi như là một sản phẩm giá quà tặng. Cái nhá, coi như là sản phẩm giá quà tặng gửi đến tất cả những chị em mình đang vào coi livestream trong gala ngày hôm nay để săn được một cái đôi giày tây nam da bò nó cao cấp và nó xịn như thế này các nhá. Size từ 38 cho tới 43. Em đứng ra cho các chị coi cái form dáng một lần nữa để các chị mình biết này. Các chị mình đang săn được một cái đôi giày nó cao cấp nó xịn như thế nào các nhá. Đây, em liền đi cả ngày hôm nay rồi. Đi từ lúc mà bắt đầu livestream từ thời điểm mấy giờ live, lúc mấy giờ thẳng nhỉ? Live từ lúc 10 giờ đúng không? Live từ lúc 10 giờ tới điểm bây giờ là 1 giờ rồi, là gần 3 tiếng đồng hồ đúng không em?
gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Đi nó êm chân thoải mái dễ chịu vô cùng luôn mà em không mang vớ nhá. Vì sao nhỉ? Vì nó thoải mái, nó êm ái dễ chịu quá mà. Rất là dễ chịu mức độ như vậy luôn á. Nên em khuyên thật các chị này, mình đang có nhu cầu sắp tới cuối năm rồi, mình mua tặng ông xá nhà mình này, mua tặng cho con trai nhà mình cũng được đi nhá. Các anh làm công nhân viên văn phòng hay làm thầy giáo ấy, sử dụng những đôi giày trơn như này rất là phù hợp luôn. Vừa đi văn phòng công việc là làm việc bình thường được này, vừa đi là đi làm đi chơi cũng đều được nhá, rất là sang trọng. Như như anh Phú là đội lại là chọn ngay đôi này cho mình một đôi để đi chụp hình ảnh cưới là các chị biết rồi đấy nhá. Đấy làm chú rẻ đấy, một đôi gọi là nói ra các chị mình nghe, nếu mà nói với người nhà là mua 390 một đôi thì tất cả người nhà hay là các anh nhà mình đều nghĩ là chắc một đôi giày thường, một đôi da da si thôi, em nói thật nếu mà nói cái giá đây ra. Nhưng mà ngày hôm nay em để nó nhấn mạnh là đây là một đôi da bò các nhá, da bò 100%. Và các chị biết không, bên em mỗi lần mà sản xuất số lượng lớn lắm, cả ngàn 2000 đôi thì các chị mới săn được giá nó rẻ. Mà các chị biết không, những sản phẩm này bên em bán nó 1-2 cái like là hết sạch hàng. Như cái sản phẩm ngoài này em đang sale này có 399 đồng một đôi, các chị nhận hàng về các chị mình cứ kiểm tra hàng, em nói thật các chị cứ tin tưởng cho em đến mấy đi nữa, em liền vẫn khuyên các chị mình cứ nên kiểm tra hàng trước khi nhận hàng đi, vì lúc đấy em nói thật các chị mình củng cố niềm tin hơn rất là nhiều. Và em biết chắc là ngày hôm nay 30 chị khách hàng này mua được cái đôi giày Tây Nam da bò cao cấp này với giá 399 đồng trong ba đành này, các chị sẽ quay lại với Sova nếu có nhu cầu mua về giày Nam và kèm theo những sản phẩm khác nữa. Đấy là chi phí marketing mà Sova bỏ ra để các chị mình khách hàng có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất. Các chị mua về các chị trải nghiệm và các chị thấy chất lượng, các chị mình có thể truyền miệng nhau, các chị mình giới thiệu thêm bạn bè và người thân để sử dụng thêm giày của Sova nhé. Rồi em xin phép qua mẫu này luôn cho khách hàng là 2483 với giá mình đang sang sale. Chị Phạm Thu Dương ơi, đôi giày của em là 2483 chứ không phải là size 38 màu đen chị ơi. Nó phải có tên mã hàng, mã sản phẩm thì các chị mình mới lên đơn thành công được. Chứ còn bình thường các chị mình để cho chị một đôi hai đôi là bên em không biết là chốt cho chị mình nố nào ấy. Vì tất cả sản phẩm hàng hóa của số bạn đều có mã hàng cho từng sản phẩm hết. Cái nhân như đôi giày này là 2483 các chị ơi, 2483 và kèm cho em cái số điện thoại nha các chị ơi. Hai gam màu đen và gam màu nâu, 1.250.000 đồng và giá sale ngày hôm nay là 399.000 đồng nhá. Nên các chị tranh thủ nhanh tay lên đơn. Em sẽ viết qua mẫu này luôn nhá. Có một anh Cường anh ấy nói mà thả lên ví Nam giấy giờ mà chưa lên phục vụ được, bây giờ em sẽ lên liền cho chị em mình săn nhá. Một cái dòng ví Nam da bò Sovea toàn bán rồi, Sovea bán là toàn bán đồ cho chị em mình từ giày dép túi sách là da, các chị săn thích lắm các chị nhá. Một màu đen đúng không? Một màu đen 1296. 1296 các nhá. 49 cái cuối cùng. Ví Nam da bò 49 cái vừa mà. Hôm nay chị thì cho giá sạc bao nhiêu vậy? Cái này cho giá sạc đang 535 á. Cái này mà đang xả 199.000 nhờ, xe còn 179. 179 à. Ồ. Đúng không? 179 đó. Sâu nhỉ? Sâu. Cái gì hôm nay cái ví Nam này thì nằm mà săn khung giờ này là săn được cái giá 179.000 đồng cái này. 179 này cái gì á? Các chị ơi, 1296 179 đồng nhá, 1296 179 đồng, còn 40 cái này. Chị nào mà vào sau mà săn được mình nhanh tay lên đơn này. Đúng rồi, thì Thảo Lê Thanh lên rồi 2453. À cái áo này thì đợi xíu để em lên lại cho chị em một lần nữa nhá. Còn chị các chị đặt cái áo sơ mi là mình không có đơn đâu nhá. Đợi xíu em lên lại cho chị em một lần nữa nhá. Còn cái ví này là 1296. 1296 179 đồng nhá. Đây thôi chị nào mà săn món này đi. Là có anh Cường anh đợi lâu lắm đúng không? Thôi vì anh Cường anh đợi lâu là xe luôn 179 đồng và chị thấy ưu ái thêm chút xíu nữa là miễn phí ship. Có hộp. Cái gì? Có hộp luôn. Mã hàng sẽ là 1296 179 đồng và được miễn phí ship nha chị. Chị nào đặt hàng món này lên đơn cho em điền đúng cú pháp là 1296 và kèm cho em cái số điện thoại là 179 đồng là giá mà ngày hôm nay là bên em qua xã cũng như là giá hàng quà cũng kèm theo đây được miễn phí ship cũng như là một sản phẩm mà các chị mình mua đơn hàng của Sova từ đầu live tới giờ là gần 4 tiếng đồng hồ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Các chị mua thêm sản phẩm này nữa là có đi đơn chung là được miễn phí ship đấy chưa? Có 179 đồng, chị rẻ cực kỳ luôn nhá. Em nói là đây là ví Nam da bò nhá, da bò cao cấp từ trong ra ngoài nó rất là xịn luôn và bên trong này có khóa kéo nhá, ngăn trong cùng là em có khóa kéo các chị nhá, trời ơi nhá, rẻ cực kỳ luôn cho các chị con nổ đơn này. 1296 là mã hàng của cái ví này nhá, em có rất nhiều ngăn luôn nhá, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, bỏ thẻ thoải mái vì đây là dạng ví truyền thống nên khi anh bỏ vẻ này, bỏ thẻ này, bỏ cà và xe này thoải mái vô tư nhá, nhanh tay lên đơn nhá. 1296 em ơi còn bao nhiêu cái nữa vậy để anh coi mẫu chứ không là lên là đớ mất vì cái này có 40 cái mà các chị mình đang săn sale với giá là có 179 đồng mà lại được thêm là miễn phí ship cơ nhá. Mẫu này các chị mình săn sale sẽ được miễn phí ship nhá, giờ nó rẻ cực kỳ luôn nhá. Tốc độ tranh thủ nhanh tay lên đơn đi chơi 1296 và kèm cho em cái số điện thoại nhá, chị tranh thủ nhanh tay nhá. Em chỉ còn đúng có 12 cái cũng được, 12 cái cuối cùng cho 1296 các chị, 12 cái cuối cùng 179 đồng và miễn phí ship. Ví Nam da bò này nó mềm cực kỳ, cái gì không em nèo óm như thế này nhá, thả ra form dáng là trở về bình thường rất là xịn nhá, trời ơi cái độ mềm mịn cái gì thế không.
nhìn nó căng bóng cái da này, trời ơi nó đẹp vô cùng luôn nhá. Tranh thủ nhanh tay mình săn sale đi các chơi. 1296 và kèm dưới hàng cái số điện thoại nhá. Trong này thì em có rất nhiều ngăn này, ngăn lớn ngăn nhỏ, các chị mình bỏ, các anh mình bỏ tiền vào thẻ là thoải mái tư. Và các chị mình mua có thể tặng được kèm thêm cái hộp nữa. Trường hợp các chị mình mua về mình tặng làm quà thì em có kèm lại cái hộp đấy nhá. Các chơi 179 cái đồng nhá. Đúng rồi, có nhiều chị nói là em ấy có nhầm không? Hôm qua chị mới mua 219. Nạn ứng rồi chị ơi. Em cũng rất là bất ngờ khi nhận được cái giá này ấy. Nhưng mà là ngày nay là em còn có 40 cái nên là cũng chị Thủy quyết định xả luôn 179 đồng. 49 cái anh xin lỗi. 49 cái là còn 9 cái là 49 cái nhá. 49 cái là ngày hôm nay xả luôn cho chị em săn với giá là 179 đồng một ví và được miễn phí ship cái ạ. Em nói thật cái nghe cái giá 179 đồng, có nhiều chị khách hàng thân thiết cùng với em Điền cũng ngờ ngợ rồi đúng không chưa? Nó sai sai đúng không? Gì giá sâu quá như vậy, ví nam ra bò mà lâu lắm mà sâu bé xả ra sâu mày. Mà ngày hôm nay lại thêm được miễn phí ship nữa thì đúng các chị mình nghe và các chị mình thấy là chương trình nó đặc biệt quá đúng không? Các chị thấy cái background đằng sau nhá. Sova mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Sova là ngày mùng 4 tháng 9 các chị nhá, ngày mùng 4 tháng 9 kỷ niệm nhá. Hôm nay là sau khi mà em Điền like xong cái ca livestream này ấy, tất cả đội like cũng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Sova sẽ đi dự tiệc sinh nhật buổi tối ngày hôm nay nhá. Và xíu nữa thì em Điền sẽ phát livestream lên để cho chị em mình cùng coi nhá. Ngày hôm nay thì có rất nhiều nhà cung cấp gọi là cùng toàn bộ công ty Sova, thì trừ những chi nhánh như Ninh Bình hay là Đà Nẵng chứ C thì không vào được thôi, còn tất cả là trụ sở cung chính ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ tham dự hết đầy đủ nhá, và có rất nhiều nhà cung cấp. Và các chị ơi thì ngày hôm nay là cái ca này gọi là ca live phụ thôi. Ngày mai là ngày cuối cùng kết thúc chương trình livestream mừng kỷ niệm 8 năm thành lập Sova. Thì ngày mai hứa hẹn với chị em mình là đáng nhất là ngày hôm nay này, bên sẽ live rất là lớn. Nhưng ngày hôm nay là công ty phải nghỉ để tổ chức tiệc sinh nhật 8 năm thành lập công ty ấy, nên là mời rất nhiều nhà cung cấp rồi. Toàn bộ công nhân viên đều nghỉ để tối nay đi dự sinh nhật công ty ấy chơi. Là ngày mai đội live cùng với toàn thể các bạn sẽ gọi là quyết chiến một ngày cực kỳ sôi động cùng với chị em mình nhé. Một chương trình đặc biệt là mừng kết thúc chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập livestream. Thì các chị biết mà chương trình này diễn ra cũng gần là diễn ra gần là một tuần rồi đấy. Diễn ra gần một tuần rồi, nó rất là lớn đúng không? Nhưng ngày cuối cùng là chị biết là ngày cuối cùng là cái ngày gọi là quan trọng nhất. Nên vậy chính các chị mình nhớ đón xem ca live buổi sáng ngày mai lúc sớm nhất nhá. Em là không hứa hẹn giờ nào nhưng mà sớm nhất các chị nhớ là bật thông báo và nhớ đón xem các nhá. Rồi cái ví này của em sẽ là 1296 và tới thời điểm này em chỉ còn đúng có hết rồi này. Hết rồi đúng không? Tôi xem thêm 5 cái dự bị đi. 5 cái dự bị đi cho chứng trường hợp mà các chị mà không liên lạc được ấy thì xem thêm 5 cái nữa các nhá. 1296 và kèm cho ngay số điện thoại. 179 đồng là giá xe sâu và được miễn phí ship nhá. Thêm 5 cái nữa để cho những chị nào mà ví dụ em gọi thuê vào không liên lạc được, em chốt cho chị khác luôn nhá. Chứ ngày hôm sau có lên nữa, có nhiều chị không săn được chị là trách. Ơ tại sao hôm qua chị đặt mà không có đơn, không chốt cho chị hôm nay lại lên. Em xem luôn cho nó dứt luôn nhá. 1296 và kèm cho em cái số điện thoại các nhá. 179 đồng và miễn phí nhá. 179 đồng và miễn phí nhá các nhá. Đặt hàng tranh thủ nhanh tay lên đơn nhá. Cực kỳ êm và mềm, cái dòng này sử dụng rất là bền nhá. Rồi em qua luôn 1296 các nhá. Lên lại cho chị em một cái áo sơ mi của anh một chút xíu nữa đi. Rồi hai luôn. Rồi các chị cứ hỏi cái áo sơ mi của anh rất là nhiều nhá. Cái chuyện áo sơ mi của em Điền ấy có mã hàng sẽ là 2135 các nhá. Thì cái áo sơ mi này ngày hôm nay có chương trình đặc biệt nên là bên em xem một cái giá rất là đậm sâu cho các chị xem này. 2135 là áo sơ mi nam cao cấp các nhá. Dòng này là chất liệu nó 100% dòng cô tông, mặc rất là mát luôn. Và giá ngày hôm nay các chị xem các chị biết không? Chỉ có là 168.000 đồng một áo thôi nhá. 2135 và kèm cho mình cái giá. Dư báo cho anh luôn hai cái dưới luôn đi. 2135 nhá. Và em có size số là từ em có size là từ 50 cho tới 100kg là có size nhá. 50 cho tới 100kg là mình có size luôn. Các anh mặc thoải mái và cực kỳ dễ chịu luôn. Form dáng thì nó chuẩn luôn nhá. Nên các chị em đang cố gắng lên lại cho mình cái dáng nó tốt đấy. Các chị nào mà vào sau mình chưa có cơ hội săn thì các chị săn nhanh tay đi. Vì sao? Vì bây giờ là quá là 1 giờ rồi. Thì đội like cũng đang gọi là rất là hồi hộp để các bạn nữ thì được đi trang điểm rồi lên đồ rồi. Tối thì lên đèn nào quên nào. Lên đồ là tối thì lên sinh nhật của Sova các chị nhá. Nên là các bạn đang rất là sốt ruột rồi các nhá. Nên là Điền cũng tranh thủ xem nhanh cái mẫu áo sơ mi nam này. Cái giá này nó tốt quá là 168.000 đồng. Em xem hết cái mẫu này rồi em Điền xin phép được offline để cũng đi chuẩn bị cho chương trình tiết mục ngày hôm nay buổi tối ngày Sova diễn ra chương trình là tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập Sova. Một chương trình cực kỳ lớn và rất là ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Sova đấy các chị ơi. Nên các chị nếu mà bên em sẽ cố gắng phát livestream để cho các chị mình coi các chị nhá. Rồi các chị ạ, 2135 là cái áo này thì em chốt nhanh cho chị em mình trong 1 phút nữa rồi xin phép qua mẫu nhá. Đúng 1 phút nữa là em chốt cho chị em mình em qua mẫu này luôn cho cái mã áo sơ mi nam tay dài này. Chất liệu là 100% dòng cotton xịn, cotton cao cấp, mặc lên form dáng rất là mát và cực kỳ đẹp các chị nhá. Form dáng từ đằng trước ra đằng sau các chị ạ.
chất lượng cực kỳ luôn đấy nhá. Em nói là em mặc lên dòng này em rất là thích và rất là nghiền, và khi mà liền like qua rồi các chị nhá, các chị vẫn đang nổ đơn rất là nhiều. Thực sự khi mà em liền like qua cái món áo sơ mi nam này rồi ấy, các chị nổ đơn rất là nhiều, và tới thời điểm này ấy, em cho các chị con này đơn đang nổ rất là nhiều luôn nhá. Và em chỉ còn đúng có 30 giây cuối cùng nhá, 30 giây cuối cùng để cho các chị săn cái mẫu này. Em có đủ size từ size M cho tới size 3XL chưa? Từ size M cho tới size 3XL như cái đây. Tranh thủ nhanh tay đơn 2135 và kèm cho em cái số điện thoại. Và giá các chị em mình đang săn xe cho con này này là 168.000 đồng áo nha. 168.000 đồng một áo nhá, rất là rẻ luôn. Đấy cái nhá. Đẹp cực kỳ. Và cái giá này nó là giá kỷ niệm mà công ty Sova dành đến chị em mình nhá. Nên các chị mình mua về tặng ông xã nhà mình hay là bạn trai mình, mua cho bố mình mang cũng được. Vì những áo sơ mi nó đơn giản đấy, nó không phân biệt về độ tuổi nhá, nó trơn mà cái nhá. Form dáng màu sắc thì rất là đẹp nhá. Tiếp cập nhật cho anh cái đi em nhá. Rồi nhá. Thì thời gian hiện tại bây giờ đã hết rồi, thì chắc em Điền xin phép là off live stream tại đây luôn, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị em mình. Và các chị nhớ đón xem ca live buổi tối hôm nay, nếu mà bên em có thời gian sẽ phát live stream cho chị mình xem một cái sự kiện cực kỳ hoành tráng và ý nghĩa. 8 năm thành lập công ty Sova các chị nhá. Và các chị ơi, nhớ đừng quên ngày mai là ngày cuối cùng bên em kết thúc chương trình live stream kỷ niệm 8 năm thành lập Sova. Ngày mai là một ngày diễn ra một chương trình rất là lớn luôn. Live stream là cả ngày từ sáng cho tới tối luôn rồi nhá. Nhớ mình vào mình đón xem để mình nhận quà các chị nhá. Rồi em Điền xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị mình ạ. Cảm ơn tất cả chị mình đã ủng hộ Sova trong cái live buổi sáng ngày hôm nay nhá. Chúc tất cả chị em mình có một buổi chiều thật nhiều năng lượng các nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị ạ.